Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 296. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. À, Hồng Gia Lão Tổ, bình tĩnh một chút, luân hồi chi chủ có thể không phải cái ý này. Mạc Thanh Huyền tiến lên trước một bước, đi ra giảng hòa. Diệp Thần là Mạc gia khách quý, hắn tự nhiên muốn bảo vệ. Diệp Thần đến, Không Lão tiền bối không cần nhiều lời, ta chính là ý này. Các ngươi nếu biết ta thân phận, thật là khi biết luân hồi chi chủ, không thể nào làm người bất kỳ con cờ, cái này đan tiên hồ ta muốn bắt nặn ở bên trong tay mình, các ngươi mới vừa mỗi người cũng uống qua ta một ly rượu, nhân quả coi như là trả sạch. Vì cướp lấy cái này đan tiên hồ, Diệp Thần thiếu chút nữa cầm tánh mạng cũng bồi tiến vào, có cái gì nhân quả cũng nên trả sạch, hắn sẽ không lại là ba tộc lão tổ làm những gì. Phản, phản. Hồng Bi Trần cũng không kiềm chế được nữa tức giận. Bàn tay giết ra, chụp vào Diệp Thần cổ họng, phải đem hắn nhất kích giết chết. Cái này đan tiên hồ sự quan trọng đại, hắn nơi nào nghĩ đến Diệp Thần lại có thể lớn gan như vậy, muốn theo cho mình dùng. Ai nắm trong tay đan tiên hồ, ai là có thể nắm giữ thế cục quyền chủ động, nếu như Diệp Thần nắm trong tay đan tiên hồ, vậy sau này ba tộc lão tổ, đều phải hướng hắn cúi đầu, khách khí nói chuyện, mới có thể thỉnh cầu đến một chút rượu. Nếu không, Diệp Thần cự tuyệt mượn uống. Bọn họ cái gì cũng không có được. Lấy bọn họ thân phận, tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Lập tức Hồng Bi Trần giận dữ ra tay, chỉ muốn giết Diệp Thần, đoạt lại đan tiên hồ. Hồng Gia Lão Tổ, bình tĩnh. Mạc Thanh Huyền một trường nhảy ra, ngăn trở ở Hồng Bi Trần. Hồng Bi Trần cả giận nói, Mạc Thanh Huyền, người muốn ngăn ta. Chẳng lẽ người còn không nhìn ra cái này luân hồi chi chủ lang tử dã tâm? Hắn chẳng muốn đầu dựa vào chúng ta, hắn là muốn tạo phản à. Hắn một khi khởi thế, luân hồi thiên uy trấn áp xuống tới, sao cân nhắc quyết định đứng đầu còn kinh khủng hơn. Mạc Thanh Huyền trầm giọng nói, sự việc luôn có biện pháp giải quyết, chúng ta không thể lục đục. Một bên Lâm Gia Lão Tổ Lâm Pháp Minh nói, luân hồi chi chủ, cái này đan tiên hồ, chúng ta tuyệt đối không thể giao cho ngươi. Như vậy đi, trước mắt đan tiên linh tử, có thể toàn bộ quy ngươi tất cả. Nhưng cái hồ lô này, ngươi phải trả lại cho ta cửa. Diệp Thần nói, xin lỗi, linh tử ta muốn, đan tiên hồ ta cũng muốn, ba vị lão tổ, ta nhân quả đã trả hết nợ, cáo từ. Nói xong, Diệp Thần chắp tay một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Hồng Bi Trần tức giận, quát lên, người này lang tử dã tâm, mưu đồ không nhỏ, mau mau cùng ta liên thủ, đem trấn áp. Bàn tay giết ra, từng luồng ma quang uy nghiêm. Từ Hồng Bi Trần trong lòng bàn tay bùng nổ, một trưởng này lại là có trấn áp thần hồn hiệu quả. Nếu như có thể trấn áp Diệp Thần thần hồn, liền có thể đem Diệp Thần độ hóa là con rối, hoàn toàn thu cho mình dùng. Giờ khắc này Hồng Bi Trần, rõ ràng cho thấy muốn xé rách ra mặt. Mạc Thanh Huyền cùng Lâm Pháp Minh chố mắt nhìn nhau, do dự muốn không nên động thủ. Diệp Thần cảm thấy tiếng gió sau lưng nhanh cấp, vội vàng nghiêng người né tránh, tránh Hồng Bi Trần nhất kích. Hồng Bi Trần đang muốn xuất thủ lần nữa, bỗng nhiên lúc này thiên địa rúng động, huyết quang đại tác, trên bầu trời lại hiện ra cửu luân huyết nguyệt, giác ngày tận thế vậy kinh khủng hơi thở. Huyết nguyệt trên không, thiên mệnh giáng thế. Đây chẳng lẽ là... Hồng Bi Trần thấy một màn này, nhất thời kinh ngạc không thôi. Mạc Thanh Huyền và Lâm Pháp Minh cũng là thần sắc đại biến, nhớ lại một người vô cùng truyền thuyết lâu đời, liên quan tới nhâm gia thiên mệnh chi tử truyền thuyết. Người ta... Còn chưa tới phiên các ngươi tới bố trí. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Nhâm Phi Phàm bóng người, ở huyết nguyệt bên trong nổi lên. Ba tộc lão tổ thấy Nhâm Phi Phàm, đều là con ngươi co rúm lại, tựa như thấy được Thái Thượng Thiên Mệnh đích thân tới, muốn trấn áp Phàm Trần. Ngươi là... Hồng Bi Trần thanh âm hơi run rẩy. Luân hồi chi chủ đã đem nhân quả trả hết nợ, sau này hắn cùng các ngươi, lại không dây dưa dễ má. Nhâm Phi Phàm hạ xuống Diệp Thần bên người, hăm hở, giọng tuy bình thản, nhưng cho người một loại cực lớn uy áp. Ba tộc lão tổ ở Nhâm Phi Phàm hơi thở chấn nhiếp, lại không thể chống lại, cũng đang phát run, phảng phất có một cổ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Hồng Bi Trần, người còn muốn khống chế luân hồi chi chủ, luân hồi quy luật, cũng là người có thể nắm trong tay. Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, tiện tay một chưởng đánh ra, hướng Hồng Bi Trần đánh tới. Hồng Bi Trần không thể ngăn cản, trong lồng ngực trường, phịch đích một tiếng, miệng phun máu tươi,
trong cơ thể có một chai đan dược bị đánh rớt đi ra. Ngày hôm nay cho ngươi một chút dạy bảo, chai này hồng vận đan, liền làm là ngươi cho luân hồi chi chủ nhận lỗi. Nhâm Phi Phàm đem bình kia đan dược, đoạt vào tay, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần ngẩn ngơ, cái này hồng vận đan là cao nhất nguyên đan, có thể ngắn ngủi tăng lên khí vận, đang chiến đấu sử dụng, hiệu quả đặc biệt tốt. Bởi vì đến Diệp Thần loại cảnh giới này, quyết định chiến đấu thắng bại, khí vận đặc biệt mấu chốt, Diệp Thần một đường chiến đấu, nguy hiểm cục diện quả thực không thiếu, nhưng mỗi lần luôn có thể gặp giữ hóa lành, chính là bởi vì hắn khí vận phá lệ thâm hậu duyên cớ, ai cũng giết không chết hắn. Mà đây hồng vận đan, có thể ngắn ngủi tăng lên khí vận, dĩ nhiên là không thể có nhiều linh đan diệu dược. Đa tạ. Diệp Thần hướng Nhâm Phi Phàm nói cảm ơn một tiếng, liền trân trọng thu hồi hồng vận đan. Hồng Bi Trần thấy đan dược bị đoạt đi, cắn răng nghiến lợi, răng mang máu tươi, khuôn mặt lộ vẻ được vô cùng là dữ tợn. Nhưng ở Nhâm Phi Phàm hơi thở bao phủ hạ, hắn nhưng là nửa câu cũng không dám nói. Nhâm Phi Phàm thực lực, chân thực quá mức khủng bố, liền ba tộc lão tổ đều không phải là địch thủ, nếu như chọc giận hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí, mơ hồ tới giữa, ba tộc lão tổ từ Nhâm Phi Phàm trên mình, bắt được một chút vô hơi thở. Nhâm Phi Phàm tiếp xúc qua vô thiên thư. Người nào có thể đụng, người nào không thể đụng vào, ta hy vọng các ngươi sau này nhớ, không nên tái phạm sai lầm giống vậy. Nhâm Phi Phàm đứng chắp tay, như khiển trách hậu bối vậy, khiển trách ba vị lão tổ. Ba vị lão tổ không đất dung thân, nhưng lại không dám phản bác. Tu Di Thánh Tăng ngơ ngác nhìn một màn này, không nghĩ tới ba vị lão tổ lại là như vậy chật vật. Chúng ta đi. Nhâm Phi Phàm mang Diệp Thần trực tiếp rời đi địa tâm miếu. Diệp Thần nhân quả trả lại hết sở, trong lòng vô cùng ung dung cao hứng, nói, Nhâm tiền bối, nhân quả đã xong, chúng ta là trở về bên ngoài sao? Ta đã lấy được rồi hằng cổ chi môn chìa khóa. Nhâm Phi Phàm nói, ừ, là nên lúc trở về, bất quá đi về trước, ta muốn đi kình lạc chi địa, tưởng niệm một phen, ngươi cùng ta tới. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, kình lạc chi địa. Cũng không biết vậy kình lạc chi địa là địa phương nào, liền đi theo Nhâm Phi Phàm lên đường. Địa tâm miếu bên trong, ba tộc lão tổ thấy Nhâm Phi Phàm rời đi, xác định hắn đích xác là đi, ba người lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Ba vị lão tổ, người nọ có như thế đáng sợ sao? Chẳng lẽ tập hợp các ngươi ba người lực lượng, vẫn không thể chiến thắng hắn? Tu Di Thánh Tăng thấy ba tộc lão tổ cả người mồ hôi đầm đìa, vô cùng bộ dáng chật vật. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Hồng Bi Trần hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ cảm thấy chuyện hôm nay, thật là vô cùng chật vật, hắn trên mặt không sáng, chắp hai tay sau lưng xoay người vào bên trong. Lâm Pháp Minh than thở một tiếng, nói Tu Di, ngươi cảnh giới còn chưa tới, không lãnh hội được sự lợi hại của người kia, người nó kêu Nhâm Phi Phàm, hắn tức là thiên mệnh, là luân hồi chi chủ người bảo vệ, luân hồi chi chủ có hắn che chở, không phải chúng ta có thể khống chế được. Tu Di Thánh Tăng nói, hắn là thiên mệnh, vậy luân hồi chi chủ vậy là cái gì? Lâm Pháp Minh nói, luân hồi chi chủ, chính là siêu thoát thiên mệnh tồn tại, thế gian lời đồn đãi duy nhất một, có thể lĩnh ngộ được vô bí ẩn người. Tu Di Thánh Tăng lại là nghi ngờ, nói, vô lại là ý gì? Lâm Pháp Minh nói, người Phật Pháp quá cạn, liền phàm có chút tướng, đều là hư vô đạo lý cũng không biết, càng không thể nào lĩnh ngộ được vô thiên địa chí lý. Ngươi tuệ tim đã là như vậy, cũng không cần suy nghĩ nhiều, hồ đồ cả đời cũng tốt, khó khăn được hồ đồ. Tu Di Thánh Tăng mờ mịt, nhưng là hoàn toàn không hiểu Lâm Pháp Minh mà nói, mơ hồ tới giữa, chỉ cảm thấy vô hai chữ, chính là thiên lý trung cực chỗ ở. Mà luân hồi chi chủ, là duy nhất có thể lĩnh ngộ vô bí ẩn người, thân phận tự nhiên không phải chuyện đùa. Diệp Thần đi theo Nhâm Phi Phàm, rời đi địa tâm miếu sau đó, trăn trở một ngày. Hai người liền đi tới một phiến vô cùng khoáng đạt vùng biển. Không nghĩ tới địa tâm vực còn có một phiến biển khơi. Diệp Thần ngắm nhìn trước mắt biển khơi, nghe tiếng khí sảng, chợt cảm thấy thoải mái không dứt. Một phiến đợt sóng, rào rào vỗ bãi cát, Nhâm Phi Phàm cũng chịu tay ngắm nhìn phương xa, suy nghĩ xuất thần. Địa tâm vực tuy trên đất tim, nhưng người đại thần thông vô cùng nhiều, có thể trực tiếp mở ra hư không, sáng tạo ra bầu trời đại dương. Thủ đoạn này cũng không phải cái gì hiếm lạ, nhưng hai người trước mắt biển khơi, linh khí phá lệ đậm đà, hiển nhiên không phải người bình thường sáng tạo. Đi,
đi đáy biển xem. Nhâm Phi Phàm mang Diệp Thần, ích nước nhập biển. Hai người đi tới đáy biển, nhưng thấy một phiến cung điện phế tích, có một bụi to lớn thần thụ đứng sừng sững. Thần thụ kia hiện đầy rêu xanh, đã là một phiến đổ nát suy thoái cảnh tượng. Ở thần thụ dưới, hoành một đầu cự kình thi thể không biết đã bao nhiêu năm, còn không mục nát, cả người tản ra ngọc oánh oánh chói lọi. Đây là địa phương nào? Bụi thần thụ kia là cái gì? Diệp Thần một hồi kinh ngạc, vậy cự kình thân thể, đặc biệt khổng lồ, giống như trong truyền thuyết Đại Côn, nếu như còn sống, chắc là có thể nước đánh 3.000 dặm đồ vật khổng lồ. Nơi này chính là Kình Lạc Đất, thiên quân thế gia bên trong Nhâm gia, năm đó diệt vong nơi này. Nhâm Phi Phàm ánh mắt mang theo thổn thức, ngón tay bấm đốt ngón tay suy diễn, tựa hồ ở tưởng nhớ ngày xưa Nhâm gia diệt tộc hình ảnh. Diệp Thần kinh ngạc nói, Nhâm tiền bối, người quả nhiên chính là Nhâm gia người sao? Hắn một mực thật là tò mò Nhâm Phi Phàm thân phận, biết vậy Nhâm gia là thập đại thiên quân thế gia một trong, đã sớm suy đoán Nhâm Phi Phàm xuất từ Nhâm gia. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nói ta thân phận, người không cần suy đoán, cái này không trọng yếu, thân phận tên chữ chỉ là biệt hiệu thôi, ta trước kia chưa từng tới địa tâm vực, cũng không phải nơi này Nhâm gia hậu duệ, nhưng cùng Nhâm gia có thiên ti vạn lũ liên lạc, coi như là đồng nguyên. Diệp Thần lẩm bẩm nói, đồng nguyên sao? Nhâm Phi Phàm nói, Nhâm gia thần bảo vệ cây, tên là cự kình thần thụ, chính là trước mắt người bụi cây này, những thế gia khác bị xúc diệt, ít nhiều có chút máu mạch tích trữ lưu lại, chưa đến nỗi toàn tộc diệt tuyệt, nhưng mặc cho nhà, nhưng là toàn tộc diệt tuyệt, liền một chút sức sống cũng suy diễn không tới. Mượn cự kình thần thụ hơi thở, Nhâm Phi Phàm đã xác định, thiên quân thế gia bên trong Nhâm gia, là thật bị giết tuyệt, một cái hậu duệ người sống đều không lưu lại. Bị giết tuyệt sao? Thật liền một chút huyết mạch cũng không có tổn lưu. Diệp Thần thầm giật mình, Đế Thích Nhà và Huyền Gia Vân. Vân thế gia, bị xúc diệt sau còn có người sống sót, nhưng mặc cho nhà nhưng thật không tồn tại nữa. Hiện tại toàn bộ địa tâm vực, đã không có đảm nhiệm người nhà tồn tại, chỉ có Thái Thượng Thế Giới, còn có Nhâm gia tộc nhân, đó là trước kia Nhâm gia lão tổ phi thăng, mình ở Thái Thượng Thế Giới sinh sôi, và địa tâm vực không liên quan. Thiên quân thế gia căn cơ thâm hậu. Lại có thể hoàn toàn bị xúc diệt, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhâm Phi Phàm như cũ cảm thấy có điểm kỳ hoặc, suy nghĩ một chút, bước ra một giọt máu tươi, lần nữa đi sâu vào suy diễn. Rào! Cái này một tí, Nhâm Phi Phàm đi sâu vào suy diễn dưới, nước biển chung quanh, kịch liệt chấn động đứng lên, có một chút vô cùng là mịt mờ, vô cùng là khí tức quỷ dị, mơ hồ tràn ra tới. Là vô hơi thở. Nhâm Phi Phàm bắt được hơi thở này, trong thoáng chốc sắc mặt đại biến. Nhâm gia tộc, là ở đáy biển, là một phiến thủy tinh cung điện. Hiện tại, ở nơi này phiến cung điện phế tích bên trong, Nhâm Phi Phàm nhưng là bắt được vô hơi thở. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, hỏi, vô. Chẳng lẽ năm đó Nhâm gia tiêu diệt, vô thiên thư cũng có nhúng tay. Nhâm Phi Phàm chau mày, ngưng thần suy diễn một phen, nói, không sai. Ta còn kỳ quái Nhâm gia làm sao một chút huyết mạch cũng không tồn tại, lúc đầu sau lưng có vô thiên thư bóng dáng, là thiên lý muốn tiêu diệt Nhâm gia. Diệp Thần nói, thiên lý. Nhâm Phi Phàm nói, vô thiên thư là thiên lý người bảo vệ, hắn đại biểu thiên lý quy tắc, xem ra là Nhâm gia trước kia khí vận quá thịnh, vì thiên lý không buông tha, cho nên vô thiên thư và cân nhắc quyết định đứng đầu hợp tác, liên thủ tiêu diệt Nhâm gia, giết tuyệt tất cả tồn tại huyết mạch. Nhâm Thiên Nữ và Nhâm Phi Phàm đều cùng Nhâm gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, có thể gặp Nhâm gia khí vận cường thịnh, như vậy hừng hực tồn tại, cả ngày lý đều phải kiêng kỵ, năm đó cân nhắc quyết định thánh đường xúc diệt Nhâm gia, sau lưng thì có thiên lý bóng dáng, liền vô thiên thư đều xuất động. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, vậy, ngươi dự định như thế nào? Là muốn tìm cân nhắc quyết định đứng đầu và vô thiên thư trả thù sao? Nhâm Phi Phàm trầm ngâm chốc lát. Nói, bây giờ không phải là thời điểm, huống chi đây không phải là ta cửu hận, mặc dù ta cùng Nhâm gia quan hệ không cạn, nhưng dù sao không phải là địa tâm vực người, chuyện tương lai nói sau, chúng ta ở chỗ này tu luyện, thu phục nơi này khí vận. Cái này phiến Kình Lạc Đại Dương, chính là Nhâm gia bị tiêu diệt địa phương, trước kia là Nhâm gia tộc, năm đó bị diệt thời điểm, khí vận là lưu tán, nhưng chuyện cách kinh niên, lại có một chút khí vận lần nữa bồi bổ đi ra. Còn quấn cự kình thần thụ vận chuyển. Diệp Thần nhìn vậy cự kình thần thụ, nói, năm đó thánh đường xúc diệt Nhâm gia,
lại có thể không đem cái này thần thụ lấy đi. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nói, không thể nhận đi, cự kình thần thụ trấn thủ vùng biển, một khi lấy đi, đại dương sụp đổ, gây thành tai họa lớn, chu vi trăm ngàn dặm sinh linh, cũng sẽ bị liên lụy, huống chi cự kình thần thụ cắm rễ cực sâu, người ngoài muốn thu lấy, cần phải hao phí cực lớn linh khí, còn khả năng bị cự kình cắn trả, cái mất nhiều hơn cái được. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Nhâm Phi Phàm đi tới cự kình thần thụ hạ, ngồi xếp bằng xuống, nói chúng ta ở chỗ này tu luyện 2 ngày, 2 ngày sau đi liền hằng cổ chi môn. Cái này cự kình thần thụ vốn là đổ nát suy đồi, nhưng Nhâm Phi Phàm tới gần một chút, thần thụ kia liền thả ra từng cơn thần quang, một người một cây lẫn nhau đồng tình, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Diệp Thần vậy tự đi tìm một chỗ, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Vù vù. Một quyển mang màu máu ma khí thiên thư, từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra, chính là 4 cuốn đại thiên thư bên trong ma huyết thiên thư. Cái này ma huyết thiên thư, vốn là ngũ phương thánh địa vậy yêu hồ 9 đuôi tất cả, hiện đang rơi xuống liền Diệp Thần trong tay, thiên trong sách ma đạo hơi thở, cùng hắn linh khí, không ngừng đồng tình, vo ve chấn động. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ông Ánh đã đề cử. Ma bia, ra. Diệp Thần trong lòng động một cái. Sử dụng luân hồi ma bia. Ma huyết thiên thư lên linh khí, ngược lại là rất thích hợp luân hồi ma bia hấp thu, chỉ cần luân hồi ma bia đạt được bồi bổ, nhất định cũng có thể lột xác viên mãn. Quả nhiên, luân hồi ma bia sử dụng một cái, hơi thở liền cùng ma huyết thiên thư câu thông, không ngừng hấp thu ma huyết thiên thư lên linh khí. Tại hấp thu hàng loạt ma khí sau đó, trên bia đá chữa ma, lộ vẻ được ánh sáng đen sáng chói, lạnh lùng xâm nghiêm. Vô cùng ma khí cổn đáng đi ra, lại là đi 4 phía đại dương phô tán đi. Thoáng chốc tới giữa, nước biển đều bị ma khí nhuộm đen, một phiến đục ngầu. Ở nơi này đục ngầu ma khí trong đại dương, có khặc khặc rát rát ma vật tiếng hí truyền ra, các loại âm hồn yêu ma hỗn loạn, hiện ra vô cùng quỷ dị khí tượng, phảng phất có một cái địa ngục ra đời. Dõi mắt nhìn lại, đại dương là một phiến ma diễm tàn phá bừa bãi hình dáng. Chỉ có Nhâm Phi Phàm ở địa phương đó, duy trì tinh khiết. Vậy cự kình thần thụ, linh khí phát ra được càng ngày càng nồng đậm, thân cây dần dần đổi được ngọc thạch vậy dịu dàng thấu triệt, một tiếng du dài nhọn cá voi kêu vang triệt lên, nằm rơi vào bên cạnh cây cự kình thi thể, lại có thể dần dần hồi phục, sinh động, còn quấn Nhâm Phi Phàm di động. Cái này cự kình chính là linh thể, thuần túy linh khí ngưng tụ, ngày xưa cự kình thần thụ bị tiêu diệt nội hạch, cái này cự kình linh lợi bỏ mình. Lúc này đạt được Nhâm Phi Phàm cứu vãn, liền lại hồi phục. Diệp Thần thấy cự kình hồi phục, hơi một hồi kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu liễm lại tâm thần, đem toàn bộ tinh lực, đều đặt ở luân hồi ma bia đột phá phía trên. Con đường tu luyện, trọng yếu nhất là tâm vô bàng vụ, không thể bị ngoại vật ảnh hưởng. Diệp Thần chấn định trước tinh thần, để cho luân hồi ma bia không ngừng hấp thu ma huyết thiên thư linh khí. Dần dần, Diệp Thần cảm thấy huyết mạch trong cơ thể. Vậy dần dần đổi được nóng rực. Hắn thánh ma thần mạch, dần dần bắt đầu lột xác thăng cấp, từng đạo ma văn, ở hắn trên da hiện lên, vậy ma văn bên trong, nhưng mang cổ xưa ma khí, khoáng đạt mà mạnh mẽ. Một tôn vô cùng to lớn ma hồn bóng người, cũng ở đây Diệp Thần sau lưng hiện lên. Rắc rắc sát, Diệp Thần cả người gân cốt, cũng phát ra một hồi bạo đậu tử vậy thanh âm, thánh ma thần mạch một lớn mạnh, gân cốt vậy đi theo lớn mạnh, lực lượng tăng gấp đôi. Như vậy qua một ngày, Diệp Thần luân hồi ma bia, rốt cuộc hoàn thành lột xác, hoàn toàn đi về phía viên mãn. Mà cùng luân hồi ma bia tương quan thánh ma thần mạch, tự nhiên cũng là thuận lợi thăng cấp. Tu vi lại có chút rất nhiều tinh tiến, nhưng cách đột phá còn rất xa xôi à. Diệp Thần cảm thụ một tí tự thân hơi thở, luân hồi ma bia và thánh ma thần mạch lột xác viên mãn sau đó, hắn tu vi đại khái tinh tiến 10%, khoảng cách thủy nguyên cảnh 9 tầng trời cảnh giới. Còn có khá là rất dài khoảng cách. Cảm thấy được một điểm này, Diệp Thần khẽ cau mày, xem ra võ đạo nội tình quá sâu dày, vậy không phải là tuyệt đối chuyện tốt, hắn tu vi muốn tấn thăng, so với thường nhân khó khăn quá nhiều. Đây là luân hồi huyền bi cố ý làm. Huyết mạch của mình làm hoàn toàn nguyên vẹn và viên mãn, vậy mình thực lực sẽ bao kinh khủng. Sợ rằng trong nhất niệm, là được để cho vạn khư mất đi. Bất quá! Luân hồi huyết mạch hồi phục lại viên mãn, quá khó khăn. Không chỉ muốn góp đủ thập đại luân hồi huyền bi, hơn nữa mỗi một khối luân hồi huyền bi đều phải thăng cấp đến viên mãn, đồng thời hắn tu vi cũng không thể thấp.
Năm đó luân hồi chi chủ ở chuyển thế trước cũng không có làm được, mình bây giờ làm sao có thể đạt tới. Đường còn rất xa xôi, nhưng Diệp Thần tuyệt sẽ không bỏ rơi. Chù! Ngay tại lúc này, một đạo vô cùng bén nhọn bén tiếng kêu, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo trở lại. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, nhưng gặp vậy cự kình thần thụ, ánh sáng lớn thả, vô cùng thần quang tản mát ra, đem chung quanh trong đại dương ma khí, toàn bộ xua tan, đầu kia giống như cá côn vậy khổng lồ cự kình, đang chiếm cứ ở Nhâm Phi Phàm đỉnh đầu. Nhâm Phi Phàm hơi thở chìm nổi không chừng, lại là có dấu hiệu muốn đột phá. Nhâm tiền bối muốn đột phá. Diệp Thần thất kinh, xem Nhâm Phi Phàm thứ nhân vật như vậy, tu vi không biết có cường hãn dường nào, hắn loại cảnh giới này, lại còn có thể đột phá. Diệp Thần hơi có điểm rung động nhìn, chỉ cảm thấy toàn bộ Nhâm gia phế tích khí vận, cũng đi Nhâm Phi Phàm trên mình hội tụ đi, vậy cự kình tiếng kêu càng ngày càng nhọn, làm người ta sợ hãi. Đại dương bên ngoài, chu vi trăm ngàn dặm trong phạm vi, trải rộng từng ngọn thành trì đế quốc, những thứ này lãnh thổ, toàn bộ thuộc về thánh đường. Cuộc sống ở cái này phiến lãnh thổ người trên, vậy toàn bộ là cân nhắc quyết định đứng đầu trung thành nhất tín đồ. Sâu biển khơi cự kình kêu to, truyền ra ngoài, như chuông báo động ré dài vậy truyền khắp chu vi trăm ngàn dặm. Rơi cá voi hồi phục, trong truyền thuyết Nhâm gia thiên mệnh chi tử hạ xuống. Đi nhanh bẩm báo cân nhắc quyết định đứng đầu. Mau phái người đi biển sâu bên kia xem. Một cái chớp mắt tới giữa, trong cả vùng đất này mọi người, hoàn toàn hoảng sợ. Trên phố lưu truyền một đoạn truyền thuyết, làm có một ngày, Nhâm gia thiên mệnh chi tử hạ xuống, sẽ hồi phục chết đi cá voi linh, làm cự kình dọn ra biển phù không, đó đúng là thánh đường ngày tận thế. Vô số người động tác, có người bay đi thánh đường bẩm báo, có người bay đi đại dương bên này điều tra, còn có một vài người, tựa hồ cảm thấy ngày tận thế dị biến buông xuống, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Giờ phút này, biển sâu bên trong, Diệp Thần nhưng là thấy, vậy cự kình thần thụ, kịch liệt đong đưa, chấn động được đáy biển bản khối lay động, sắc biến dạng, từng ngọn đáy biển núi lửa bộc phát. Đúng bụi cây thần thụ, lại có thể dần dần cùng Nhâm Phi Phàm dung hợp, từng đạo hư ảnh quấn quanh thân. Nhâm Phi Phàm gương mặt một mảnh yên tĩnh loáng và thần sắc, chậm rãi thu lấy cự kình thần thụ. Suy suy suy. Nhưng mà lúc này, đại dương bên trên, từng đạo bóng người phá không tới, đó là chu vi trăm ngàn dặm lãnh thổ, rất nhiều thánh đường các tín đồ, cảm thấy được dị biến, chạy tới điều tra. Lúc này, đúng vùng đại dương cũng đang sôi trào, vô số tòa đáy biển núi lửa phun ra, giống như từng cái biển sâu bom, ở đáy biển bên trong toát ra nhiều đóa ửng đỏ. Đại dương sắp sụp đổ, sóng lớn mãnh liệt, sóng lớn ngút trời, làm người ta bất an. Không tốt, thật có người muốn nhận lấy cự kình thần thụ. Chẳng lẽ trong truyền thuyết Nhâm gia thiên mệnh, hôm nay hạ xuống. Bất kể như thế nào, vì bảo vệ thánh đường, nhất định phải ngăn cản chuyện này. Rất nhiều mạnh mẽ bóng người, trong tròng mắt lộ ra ngưng trọng nghiêm ngặt thần sắc, chuẩn bị lặn rơi biển sâu tra xem. Nhâm Phi Phàm đang thu lấy cự kình thần thụ, cảm thấy được bên ngoài biến loạn, nhàn nhạt nói, thằng nhóc, thay ta hộ pháp, cầm người bên ngoài toàn bộ giết. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói ưng. Luân hồi ma bia sử dụng, Diệp Thần cả người ma khí cuồn cuộn, một bộ thuần túy là ma khí ngưng tụ thành chiến bào, khoác ở trên người hắn, hắn lại rút ra hoang ma thiên kiếm, trong thoáng chốc tựa như hóa thân vạn cổ ma tôn, khí tượng vô cùng uy nghiêm. Thánh ma thần mạch, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp mở thánh ma thần mạch, cả người ma khí bùng nổ đến mức tận cùng, cả người xông lên bay ra, phá vỡ biển sâu, giết đến bên ngoài. Nhưng gặp đại dương bên trên, chi chít, trùng trùng điệp điệp, toàn bộ là người, số lượng sợ là có triệu đám người. Lại có thể nhiều người như vậy. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, những người này trên mình, toàn bộ mang thánh đường hơi thở, người người đều là cân nhắc quyết định tín đồ của Chúa. Cái này triệu tín đồ, đang muốn lặn rơi biển sâu, nhưng đột nhiên thấy một đạo động trời ma khí giết ra, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Hoang ma thiên kiếm, là luân hồi chi chủ. Có người nhận ra Diệp Thần binh khí, nhất thời hô to đứng lên. Giết! Tiểu trọng lâu kiếm khí. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, đánh đòn phủ đầu, tiểu trọng lâu võ đạo đổi thành kiếm khí, một đạo cực kỳ bén sát phạt kiếm mang, cuốn lên động trời đại dương sóng lớn, hung hãn đi về trước chém chết ra. Chung quanh thánh đường tín đồ, tuy có triệu đám người, nhưng ở Diệp Thần hoang ma thiên kiếm dưới,
bất quá là chút gà vườn chó đất, không đáng giá để ra. Suy, Diệp Thần một kiếm chém đi giết, ma khí cuồn cuộn, sóng lớn sóng biển, phía trước chừng mấy chục ngàn người, ngay tức thì bị kiếm khí của hắn chìm ngập, thân thể hóa thành bụi bặm, liền thi thể đều không lưu lại. Luân hồi ma bia cùng thánh ma thần mạch lột xác viên mãn, giờ khắc này Diệp Thần, đơn giản là kinh thế ma thần, sát phạt quá kinh khủng, kiếm khí chém điên cuồng không lưu chỗ trống. Rút lui, trở về bẩm báo thánh đường, luân hồi chi chủ ở chỗ này. Đám người lớn tiếng nhanh hô, loạn thành một đoàn, rối rít kinh hoàng tan đi. Diệp Thần ma uy quá mức hung hãn, không người dám can đảm cùng là địch, coi như bọn họ có triệu đám người, ở Diệp Thần uy thế hạ, cũng bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Muốn chạy, Đại Phong Lôi bảo. Diệp Thần ánh mắt run lên, nhưng là không có chút nào nương tay ý, những người này đều là thánh đường tín đồ, phải giết chết, nếu không sẽ lưu lại hậu hoạn. Một viên to lớn màu xanh lá cây lôi cầu, ở Diệp Thần lòng bàn tay trên ra đời, lục cầu trên có nồng nặc ma khí bao quanh, thánh ma thần mạch phát huy đến trình độ cao nhất dưới, để cho được Diệp Thần chiêu này Đại Phong Lôi bảo, uy lực cũng là tăng lên gấp bội. Oanh! Trong tay màu xanh lá cây lôi cầu, hung hăng ở trong đại dương nổ lên, lấy Diệp Thần là trung tâm, kịch liệt sấm sét sóng xung kích sóng, đi bốn phía khuếch tán ra, ùng ùng nổ vang, cuốn lên ngàn tầng cao sóng thần sóng lớn. Vậy triệu tín đồ, trong nháy mắt gặp phải sấm chớp mưa bão sóng thần chiếm đoạt, người người phát ra kêu thảm thiết, thân thể nổ tung, máu tươi văng tung tóe, lập tức chết oan uổng, không có để lại một cái người sống. Bạo diệt triệu đám người, đầy trời mưa máu tung rơi, trực tiếp để cho được nước biển cũng nhiễm đỏ. Hô! Diệp Thần hơi hô hấp một tí, tự thân linh khí cũng là hao phí không thiếu, thật may hắn cũng không có bị ảnh hưởng đến bị thương. Ban đầu ở Nho Tổ Thần Điện ước chiến, Diệp Thần phóng thích Đại Phong Lôi bạo, liền mình vậy bị liên lụy, nhưng bây giờ hắn, đã là xưa không bằng nay, đối với võ đạo nắm trong tay, cường đại hơn. Cái này Đại Phong Lôi bạo, trong nháy mắt tiêu diệt triệu người, như vậy động trời nổ, nhưng không có tổn hại đến Diệp Thần tự thân, đủ thấy hắn trưởng khống lực, thần thông đã đến thu phát tự nhiên, không câu nệ như ý tình cảnh. Nếu như lúc này, Diệp Thần lại đi đối chiến Nho Tổ mà nói, hắn có nắm chắc ở một nén hương trong thời gian, đem đối phương chém chết. Ở địa tâm vực nhiều ngày, Diệp Thần cơ duyên vô cùng nhiều, các loại luân hồi huyền bi lột xác, hiện tại hắn so với trước kia, không biết mạnh mẽ nhiều ít, Nho Tổ cũng không phải là địch thủ của hắn. Bất quá lúc này Diệp Thần, còn không biết thật ra thì Nho Tổ vậy có duyên. Thần đồ thiên âm hạ xuống, đưa cho Nho Tổ một môn kêu vong linh thiên tai hồng mông nguyên thuật, Nho Tổ đạt được thuật này, tu vi tiến nhiều, cũng là không thể thường ngày mà nói. Hiện tại Diệp Thần đã sắp trở lại ngoại giới, hai người giải quyết ân oán, lần nữa giao phong ngày, cũng không xa. Vừa lúc đó, biển khơi kịch liệt lay động, toàn bộ đại dương cũng sụp đổ, sóng thần đổi được vô cùng khủng bố, sóng lớn ngàn xích cao, đi trên bờ biển vỗ tới. Oanh! Rồi sau đó, đáng sợ kia sóng thần, đi chu vi trăm ngàn dặm lãnh thổ chìm ngập đi. Đi đôi với một hồi ống sáo vậy cá voi minh tiếng, một đầu cả người ngọc oánh quang chiếu rọi, thủy khí nhô lên cự kình, dọn ra biển ra, chậm rãi bay đến bầu trời bên trong, ở trong mây vạch qua. Cự kình dọn ra biển phù không, vân khí nhô lên, hình ảnh này, do như mộng ảo vậy lộng lẫy. Diệp Thần ngơ ngác nhìn, cũng có chút rung động. Mà chu vi trăm ngàn dặm lãnh thổ, rất nhiều thánh đường tín đồ, thấy ngập trời sóng thần tấn công tới, nhất thời phát ra kêu thảm thiết, kêu lên khóc thét lên tứ tán chạy khỏi. Cự kình phù không, nhâm ra thiên mệnh hạ xuống. Vô số người ở trước khi chết, thấy được trên bầu trời trôi lơ lửng ảo mộng cự kình, phát ra tuyệt vọng gào khóc. Khoảnh khắc tới giữa, cái này phiến lãnh thổ bị sóng thần chìm ngập, vô số thánh đường tín đồ bị chiếm đoạt, hoàn toàn táng thân ở sóng thần bên trong. Một đạo cao ngất tiêu sái bóng người, từ biển sâu bên trong bay vút lên ra, chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm tiền bối, người đột phá. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm, chỉ cảm thấy hắn hơi thở, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, tựa như chỉ là một cái ánh mắt, liền có thể phai mở tinh không. Mà trong biển sâu cự kình thần thụ, đã hoàn toàn biến mất không thấy, hiển nhiên là bị Nhâm Phi Phàm thu lấy. Cái này thần thụ là trấn thủ đại dương tồn tại, bị thu lấy. Đại dương sụp đổ, ngày tận thế sóng thần cuốn lên, nuốt sống chu vi trăm ngàn dặm. Nhâm Phi Phàm ngắm nhìn bốn phía, thấy bị nuốt mất thánh đường lãnh thổ, ánh mắt bình tĩnh,
lại không có biểu lộ ra cái gì thần sắc, nhàn nhạt gật đầu nói, may mắn đột phá, chúng ta là thời điểm đi. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, Nhâm tiền bối, ở trước khi rời đi, ta dự định đi tìm một người, sẽ không trễ nãi quá thời gian dài. Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, hiếu kỳ nói, nơi nào? Diệp Thần liền đem vậy trấn tà bàn và ba thanh kiếm sự việc nói lên một phen, đồng thời đem mình lấy được chuôi này có khắc huyết nguyệt kiếm lấy ra. Nhưng mà, làm Nhâm Phi Phàm nghe được cái này sự kiện, tựa hồ cũng không có đặc biệt bất ngờ, mà chỉ nói, chuyện này ta có nghe thấy, nhưng là ta không thể dính chuyện này nhân quả, đây là một vị tiền bối nói cho ta. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ông Ánh đã đề cử. Còn như thanh kiếm này, Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái cự tuyệt nói, người ý tốt ta tâm lĩnh, nhưng là ta sẽ không dùng thanh kiếm này, thanh kiếm này đã từng là chủ nhân và ta đạo hữu khác biệt, trọng yếu hơn chính là thanh kiếm này sau lưng nhân quả, ta tốt nhất không muốn đụng chạm. Còn như cụ thể lý do, Diệp Thần, người không nên biết thì tốt hơn. Diệp Thần nghe, mặc dù trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, nhưng Nhâm Phi Phàm nếu như thế nói, tất nhiên có lý do của hắn. Nhâm tiền bối, đã như vậy, vậy ta một người đi. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Diệp Thần muốn gặp không phải người khác, mà là Huyết Ngưng Thiên. Hắn đáp ứng Huyết U Tử, mang Huyết Ngưng Thiên rời đi. Vốn là hắn từng nghĩ qua, chờ mình thực lực đạt tới trình độ nhất định sau lại mang nàng rời đi, nhưng hiện tại, địa tâm vực thế cục quá phức tạp. Cân nhắc quyết định đứng đầu sớm muộn sẽ đưa mắt thả tới nơi này, đến lúc đó, Huyết Ngưng Thiên tất nhiên nguy hiểm. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới thanh cự kiếm kia dưới. Cự kiếm tựa hồ đã quen thuộc Diệp Thần hơi thở, làm Diệp Thần còn chưa đến gần, liền mở ra một cánh cửa. Đạo đạo kinh thế kiếm khí từ trong đó tràn ra, để cho nhân tâm kinh. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được bên trong có biến hóa, nhưng lại không nói ra được. Không do dự nữa, Diệp Thần bước vào vậy cánh cửa. Lần nữa đi tới địa phương quen thuộc. Như cũ vạn kiếm thành trận. Bất quá, làm Diệp Thần đi sâu vào lúc đó, diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Nơi đây hắn đã tới mấy lần, nhưng mỗi một lần cũng chỉ có kiếm ý và quy tắc ý. Mà hiện tại, nơi này, quy tắc ý mạnh hơn, cũng mà còn có cực kỳ kinh khủng sát ý. Chẳng lẽ sát ý này đến từ Huyết Ngưng Thiên? Huyết Ngưng Thiên tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thần có chút lo lắng, nhanh chóng hướng chỗ sâu đi. Vậy ba chuôi trôi lơ lửng ở trên không chấn thế kiếm như cũ tràn đầy thần bí và vắng lặng. Mà ba kiếm dưới, một cô gái ngồi xếp bằng, da thịt trắng nõn bên trên thậm chí có từng đạo huyết văn. Mấu chốt huyết văn bên trong, không ngừng tràn ra trước màu máu sát khí. Huyết Ngưng Thiên, ngươi làm sao biến thành như vậy? Diệp Thần chân mày nhíu, mở miệng nói. Lời nói rơi xuống, Huyết Ngưng Thiên đột nhiên mở mắt ra, vậy trong mắt bên trong màu máu đường vân cực kỳ băng hàn và tuyệt tình. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy gian, Diệp Thần cảm thấy Huyết Ngưng Thiên sẽ đối tự mình ra tay. Bất quá Huyết Ngưng Thiên cuối cùng vẫn tồn tại lý trí, nàng chật vật lộ ra một đạo nụ cười, đứng dậy, ngươi tới. Diệp Thần có thể cảm nhận được Huyết Ngưng Thiên trong giọng nói trắng bệch và không có sức. Diệp Thần đi tới Huyết Ngưng Thiên bên người, đưa tay ra bắt nàng mạch đập, ngay lập tức, chính là cảm giác được mạch đập bên trong cực kỳ rối loạn linh khí. Những linh khí này dường như muốn từ Huyết Ngưng Thiên trong thân thể nổ tung. Ngươi học cái gì đồ? Ngươi có biết, ngươi tiếp tục như vậy nữa, sẽ chết. Diệp Thần có chút tức giận. Hắn có chút biết Huyết Ngưng Thiên tại sao biết cái này sao làm, đoán chừng là Huyết Kiếm Minh ban đầu chết, đối với nàng đả kích quá lớn. Mà nàng trên bả vai cái thúng, cực kỳ nặng. Dẫu sao cái này mấy thanh kiếm, từ nay về sau, do nàng tới chấn thủ. Huyết Ngưng Thiên hiển nhiên có chút sợ hãi Diệp Thần nổi giận, cúi đầu nói, Huyết tiền bối ban đầu cho ta trong truyền thừa, có một bản huyết gia công pháp bất quá là không lành lặn, năm đó Huyết tiền bối không cách nào tu luyện. Sau đó, đoạn thời gian này, ta dựa theo Huyết U Tử năm đó dạy ta một ít thứ, bằng vào cảm giác đem nó chữa trị. Chữa trị quá trình, có chút phức tạp, nhiều lần tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới như vậy. Diệp Thần đối với cái đó huyết gia công pháp ngược lại không quan tâm, ngược lại quan tâm Huyết Ngưng Thiên nói, Huyết tiền bối để lại cho ngươi truyền thừa và lực lượng, đủ ngươi tiêu hóa thời gian rất lâu, thậm chí sẽ để cho ngươi thay đổi cực kỳ khủng bố. Vì sao còn phải bí quá hóa liều? Huyết Ngưng Thiên khẽ cắn môi đỏ mọng,
sắc mặt càng trắng bệch, ta muốn thay đổi mạnh hơn, dù là ta đã tới huyết kiếm minh tiền bối thực lực, ta cảm thấy còn chưa đủ, địa tâm vực mạnh mẽ không phải chân chánh mạnh mẽ. Ta muốn có một ngày, đi tới chỗ nào, đều là mạnh nhất. Ta chẳng muốn lại cảm thụ ngày đó cảm giác vô lực. Ta cũng không muốn trơ mắt nhìn người bên người ta rời đi. Huyết Ngưng Thiên nói xong lời cuối cùng có chút nghẹn ngào. Nàng cuối cùng là một cái cô gái. Trên mình gánh vác đồ chân thực quá nặng, thậm chí để cho nàng có chút không thở nổi. Diệp Thần muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói chuyện, hắn đưa tay ra, lại là Huyết Ngưng Thiên ủng ôm vào trong ngực. Huyết Ngưng Thiên thân thể mềm mại run lên, bản năng muốn phản kháng, nhưng Diệp Thần trong ngực giờ khắc này nhưng là để cho nàng vô cùng an lòng. Nàng an tĩnh lại. Nàng yên tĩnh nghe Diệp Thần tim đập cùng với mình tim đập. Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn mở miệng nói, ta chuẩn bị rời đi địa tâm vực, ta đáp ứng ban đầu qua Huyết U Tử, mang ngươi tới rời đi, ngươi có bằng lòng hay không rời đi. Huyết Ngưng Thiên chợt tránh thoát Diệp Thần trong ngực, nhìn Diệp Thần, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, Diệp Thần, ngươi đi thôi. Ta hiện tại không muốn rời đi. Nơi này có thể để cho ta mạnh mẽ, cũng có thể để cho ta huyết ra huyết mạch đạt tới không thể tưởng tượng nổi bước. Đến ngoại giới, ta có thể cũng không thích hợp. Diệp Thần thật ra thì ở thấy Huyết Ngưng Thiên thời điểm cũng biết là đáp án này. Huyết Ngưng Thiên thay đổi, có thể đối với mình cảm giác cũng không có thay đổi. Nhưng là đối với cái thế giới này giác quan, thay đổi. Ở võ đạo thế giới, đây có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng thành tựu bằng hữu, Diệp Thần không hề muốn Huyết Ngưng Thiên như vậy. Diệp Thần lặp lại, ngươi xác định. Nói không chừng bên ngoài cơ duyên cường đại hơn, người có thể cũng không thích hợp nơi này. Huống chi người thừa kế nơi đây, cũng nên có thể đem nơi đây cùng mang đi đi. Huyết Ngưng Thiên do dự mấy giây, như cũ lắc đầu, ta không đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần, chúng ta nhất định còn sẽ tạm biệt. Dù là ngươi lại nữa bước vào địa tâm vực, chúng ta nhân quả cũng không có đoạn. Có lẽ tương lai có thể ở Thái Thượng Thế Giới gặp mặt vậy nói không chừng. Diệp Thần thở dài một tiếng, gật đầu một cái, dẫu sao đây là Huyết Ngưng Thiên lựa chọn, mình phải tôn trọng. Huyết Ngưng Thiên đột nhiên giang hai tay ra, sắc mặt ửng đỏ, đối với Diệp Thần nói, nếu phải đi, vậy thì tới đi một lần cái khác ôm chầm đi. Nàng thật ra thì không hề muốn Diệp Thần rời đi, cũng biết ngày này chung sẽ tới, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Nàng muốn vào giờ phút này. Cầm Diệp Thần nhiệt độ nhớ. Nàng đời này, sẽ không lại có bạn và người thân. Trừ Diệp Thần. Diệp Thần có chút không cách nào hiểu Huyết Ngưng Thiên ý, nhưng vẫn là đi lên trước, hai đạo thân thể va chạm. Với nhau nhiệt độ, tựa như đang ở trước mắt. Mấy tức sau đó, Huyết Ngưng Thiên chủ động buông lỏng tay, đi thôi. Diệp Thần sâu đậm nhìn một cái Huyết Ngưng Thiên, trong tay cầm ra một khối ngọc bội, một giọt bổn mạng máu tươi hội tụ trong đó. Ngọc bội tránh tốc trước đạo đạo huyết quang, vô cùng sáng chói. Đây là ta bổn mạng ngọc bội, nếu như nơi đây có bất kỳ biến hóa, hoặc là ngươi thuộc về sống chết tới giữa, liền thông qua ngọc bội nói cho ta sẽ không để ý hết thảy tới cứu ngươi, đây là ta cam kết. Huyết Ngưng Thiên nhận lấy ngọc bội, ừ. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần xoay người chính là hướng về cánh cửa đi. Huyết Ngưng Thiên nhìn Diệp Thần hình bóng, tay phải nắm thật chặt ngọc bội. Hai tròng mắt nhưng là chẳng biết lúc nào ướt át, một giọt tiếp theo một giọt nước mắt rơi xuống. Diệp Thần, chúng ta sẽ tạm biệt. Làm Diệp Thần đi tới ngoại giới, Nhâm Phi Phàm đã chờ ở đó. Đi thôi, Nhâm Phi Phàm thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Vừa nói liền ngự gió đi Hằng Cổ Chi Môn đi. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm, lúc này đi theo đi lên, cùng chạy tới Hằng Cổ Chi Môn. Hắn cuối cùng nhìn một cái cự kiếm, hắn rất rõ ràng. Cái này cự kiếm nhân quả còn không tiêu tán. Hắn và Huyết Ngưng Thiên sau đó chỉ sợ sẽ có càng nhiều dây dưa. Bất quá, nghĩ đến lập tức liền muốn trở lại ngoại giới, Diệp Thần trong lòng lại là kích động. Huyết Long, Huyết Thần, Tư Thanh, Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh. Ta muốn quay về. Ngày xưa cố nhân bóng người, từng cái ở Diệp Thần đầu óc bên trong vạch qua, lòng hắn bên trong tràn đầy mong đợi. Lúc này... Cân nhắc quyết định thánh đường trụ sở chính. Cân nhắc quyết định thánh đường vừa là pháp bảo tên, cũng là môn phái thế lực tên. Cái này cân nhắc quyết định thánh đường trụ sở chính,
ở địa tâm vực vị trí trung ương nhất, người ngoài gọi là Trăng Ương Chi Địa, là cả địa tâm vực khí vận nồng đậm nhất địa phương, năm đó Vạn Khư Lão Tổ, chính là ở chỗ này phi thăng. Vạn Khư Lão Tổ phi thăng sau đó, cân nhắc quyết định đứng đầu liền chiếm cứ Trung Ương Chi Địa, tự lập môn hộ. Hôm nay cân nhắc quyết định Thánh Đường, đã là địa tâm vực thế lực cường đại nhất. Ở nơi này phiến Trung Ương Chi Địa trên, từng ngọn khoáng đạt đường Hoàng Cung Điện, liên miên thành phiến, một mắt không thấy được cuối, khắp nơi đều tràn ngập thần thánh chói lọi, có vô số tín đồ ở chỗ này khấn cầu ngâm sướng, trên bầu trời nổi lơ lửng rất nhiều tiên linh bóng dáng, ở 9 tầng trời trên bầu trời, còn lơ lửng một tòa khổng lồ thần thánh thiên đường đất nước, làm người ta ngưỡng mộ. Giờ khắc này, thánh đường cốt lõi nhất đại điện, thiên đường thần điện bên trong, một cái tướng mạo anh tuấn, da so người phụ nữ còn muốn trắng nõn nhẵn nhụi, cả người mang một chút khí âm nhu xinh đẹp tuyệt trần nam tử, đang tùy ý ngồi ở ngai vàng bên trên, lấy tay cây di, ánh mắt trong chuyển động, không biết đang tính toán cái gì. Cái này xinh đẹp tuyệt trần nam tử, tướng mạo như yêu nghiệt vậy anh tuấn tồn tại, chính là địa tâm vực nổi danh nhất cân nhắc quyết định đứng đầu. Kinh Lạc Chi Địa xảy ra chuyện, có thể là Nhâm gia thiên mệnh chi tử hạ xuống. Cân nhắc quyết định đứng đầu nhàn nhạt mở miệng, tướng mạo tuy âm nhu, nhưng trong lúc nói chuyện mang theo thiên quân vậy uy nghiêm cùng sát phạt, làm người sợ hãi. Ngai vàng nấc thang dưới, một cái tướng mạo cũng là khá là anh tuấn, giữa eo treo bầu rượu nam tử, một đầu gối quỳ, hướng cân nhắc quyết định đứng đầu hồi báo ưng, mới vừa nhận được tin tức. Kinh Lạc Chi Địa đại dương sụp đổ, sóng thần chìm ngập chu vi trăm ngàn dặm thánh đường con dân, chết vô cùng là thảm trọng, cự kinh thần thụ cũng bị lấy đi, có người thấy hoang ma thiên kiếm kiếm khí, muốn đến người sau lưng, chính là luân hồi chi chủ cùng Nhâm gia vị kia thiên mệnh. Nam tử này, tự nhiên chính là tứ trưởng lão Trần Túy Nguyệt. Hắn trước đây đã hướng cân nhắc quyết định đứng đầu báo cáo qua Nhâm Phi Phàm và Vô Vô Thiên Thư tin tức, bằng này tình báo, hắn tuy bị mất đan tiên hồ. Nhưng cuối cùng không có bị cân nhắc quyết định đứng đầu xử tử. Nghe được cái này tin tức, cân nhắc quyết định đứng đầu trong mắt lóe lên, tựa hồ đang suy tư chút gì, lẩm bẩm nói, chỉ là một cái luân hồi chi chủ, còn có giải quyết có thể, hơn nữa Nhâm gia vị kia thiên mệnh, sự việc có thể không dễ làm. Trần Túy Nguyệt nói, muốn không muốn triệu tập đại trưởng lão trở về, mời hắn giải quyết. Nếu như đại trưởng lão chịu ra tay nói, liều mạng lấy mạng đổi mạng, có lẽ có thể kéo vị kia Nhâm gia thiên mệnh chôn theo. Nhâm Phi Phàm thực lực quá lợi hại, hoa trong gương, trăng trong nước tứ đại trưởng lão bên trong, chỉ có đại trưởng lão Trần Vũ Kính có thể đối kháng, còn như Trần Túy Nguyệt, hắn tự hỏi coi như mình chịu liều mạng, vậy không đả thương được Nhâm Phi Phàm một cái chút nào mau, cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Cân nhắc quyết định đứng đầu suy tư một hồi, nói không, không cần, ta trong chỗ U Minh suy diễn đến thiên cơ, luân hồi chi chủ và vậy họ Nhâm. Lập tức liền phải rời khỏi địa tâm vực, không cần phải cùng bọn họ xé rách ra mặt. Trần Túy Nguyệt sửng sốt một chút, nói, bọn họ phải đi sao? Cân nhắc quyết định đứng đầu gật gật đầu nói, ừ, bọn họ ở bên ngoài nhân quả quá nhiều, cần phải đi về giải quyết, đoạn thời gian này, toàn lực đối phó không hồng rừng ba tộc, chỉ muốn tiêu diệt cái này ba tộc, có đại khí vận thêm thân, chính là luân hồi chi chủ cùng Nhâm gia thiên mệnh, trong nháy mắt có thể phá. Trần Túy Nguyệt nói, ưm. Thuộc hạ lập tức tập trung nhân thủ, chuẩn bị đánh dẹp ba tộc. Cân nhắc quyết định đứng đầu nói, kêu lão nhị trở về, hỗ trợ điều tra Vô Vô Thiên Thư rơi xuống, vị này thiên lý người bảo vệ, ta nhưng mà rất có hứng thú. Cân nhắc quyết định đứng đầu ánh mắt bên trong, hiện ra vẻ tham lam nóng rực thần sắc. Hiển nhiên, đối với Vô Vô Thiên Thư, cân nhắc quyết định đứng đầu cũng là có vô cùng là nồng đậm hứng thú. Dẫu sao, cái cuốn thiên thư này, là Phong Vân Vô Tướng bốn cuốn cao nhất thiên thư bên trong, cường đại nhất tồn tại, ký thác thượng cổ thiên quân đối với tu luyện cuối cùng suy tính, có vô cùng thâm ảo lớn triết lý, ai nếu là có thể nắm trong tay, đối với võ đạo tu luyện lĩnh ngộ, nhất định có thiên đại ích lợi. Toàn bộ cân nhắc quyết định thánh đường, đều bắt đầu vận chuyển. Một tràng động trời bão lớn, sắp ở địa tâm vực nổi lên. Bất quá, lúc này Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm, đã cách xa trung tâm bão táp. Hai người một đường bay vút, không ra hai ngày, liền đi tới Hằng Cổ Chi Môn. Cái này Hằng Cổ Chi Môn ở địa tâm vực vô cùng danh giới địa phương, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, là một miếng phong cách cổ xưa vàng cửa kim loại, chung quanh có tầng tầng hà thải vần quanh, hai cánh cửa trên có vết máu khô khốc, muốn đến tự thái cổ dĩ lai, vây quanh Hằng Cổ Chi Môn, vậy phát sinh qua rất nhiều chém giết thảm thiết.
Mà lúc này, ở hằng cổ chi môn trước, lại có một cái hơi thở cô gái thần bí, cầm trong tay một tấm phủ chiếu, thử nghiệm mở cửa. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Mở thế nào không được, rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Cô gái thần bí thấp giọng tự nói, tâm tư toàn đặt ở hằng cổ chi môn trên, hoàn toàn không có phát hiện Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm đến. Diệp Thần hai người thấy cô gái thần bí kia, cũng là khá cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới đây còn có người. Cô gái thần bí kia trong tay phù chiếu, in một đầu cổ xưa kỳ lân, tế động lúc đó, có kỳ lân hư ảnh nổi lên, không ngừng đụng vào hằng cổ chi môn, phát ra bịch bịch tiếng vang, nhưng từ đầu đến cuối không thể đem cửa đụng ra. Nhâm Phi Phàm hướng Diệp Thần nói, là kỳ lân thần thụ phù chiếu, người này có thể là thập đại thiên quân thế gia, Tiêu gia còn sót lại hậu duệ. Thập đại thiên quân thế gia bên trong, có một nhà tên là Tiêu gia, ở thời đại thái cổ bị xúc diệt. Rất nhiều thiên quân thế gia, trừ Nhâm gia bị hoàn toàn giết tuyệt bên ngoài, những thế gia khác đều có chút rất nhiều huyết mạch còn sót lại xuống, cái này cô gái thần bí, hiển nhiên chính là Tiêu gia người may mắn còn sống sót. Người nào? Cô gái thần bí nghe được sau lưng có thanh âm, cấp bận bịu xoay đầu lại, thấy được Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm, nhất thời lấy làm kinh hãi. Lúc này Nhâm Phi Phàm mới vừa luyện hóa cự kình thần thụ không lâu, trên mình mơ hồ có cự kình khí tượng nổi lên, cô gái thần bí kia thấy, nhất thời kinh hãi, nói, ngươi là Nhâm gia người sao? Nhâm Phi Phàm trầm mặc không đáp. Cô gái thần bí lại nhìn hướng Diệp Thần, mơ hồ tới giữa, lại là phát hiện Diệp Thần ẩn bên trong khí vận, so Nhâm Phi Phàm còn lợi hại hơn, không khỏi bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Diệp Thần nói, cô nương, như người đánh không mở đại môn, xin nhường nhịn, chúng ta cần muốn đi ra ngoài. Cô gái thần bí kia nhất thời cảnh giác, nói các ngươi rốt cuộc là người nào. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói cô nương còn chưa nói mình thân phận, làm sao nhưng hỏi tới chúng ta tới. Cô gái thần bí kia ngẩn ra, trầm tư chốc lát, nói ta kêu Tiêu Khinh Nhan, chính là thiên quân thế gia Tiêu gia còn sống người, các ngươi thì là người nào. Diệp Thần nói, ta là xứ lạ người, bây giờ muốn phải đi về, xin cô nương nhường đường. Cô gái thần bí kia vừa nghe, nhất thời kinh hãi, nói, xứ lạ người. Chẳng lẽ người chính là Luân Hồi Chi Chủ, Diệp Thần? Mấy ngày nay, Diệp Thần Luân Hồi Chi Chủ uy danh, đã truyền khắp toàn bộ địa tâm vực, người người cũng biết hắn có thể là đối kháng cân nhắc quyết định đứng đầu phá cuộc người, cái này Tiêu Khinh Nhan cũng là như sấm bên tai. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, là ta, người có thể để cho mở sao? Tiêu Khinh Nhan có vẻ chấn động, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, gặp Diệp Thần khí độ trầm ổn, tuy tu vi chỉ có thủy nguyên cảnh tầng 8 trời, nhưng cho người một loại vô cùng chững chạc cảm giác, tựa như thế gian không có hắn không giải quyết được sự việc. Lúc đầu các hạ chính là Luân Hồi Chi Chủ, tiểu nữ thất kính. Tiêu Khinh Nhan hoảng vội vàng hành lễ, giọng mang một chút cung kính. Nhâm Phi Phàm trầm giọng nói, xin cô nương nhường nhịn, chúng ta có trọng yếu chuyện trở lại ngoại giới. Tiêu Khinh Nhan nói, Nói xong, nàng liền nhường qua một bên, hơi có điểm tò mò nhìn Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm. Cái này phiến hằng cổ chi môn, đã có rất nhiều năm không người mở ra, nàng ngược lại là rất muốn biết, Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm mở như thế nào. Nhâm Phi Phàm hướng Diệp Thần nhìn một mắt, nói, động thủ đi. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức sử dụng ba đạo phù chiếu. Cái này ba đạo phù chiếu, chính là Mạc Gia Phượng Tê phù chiếu, Lâm Gia Kim Bằng phù chiếu, Hồng Gia Vũ Trụ phù chiếu, đều là mở ra hằng cổ chi môn chìa khóa. Tiêu Khinh Nhan vừa nhìn thấy cái này ba cái chìa khóa, nhất thời thất kinh, nói, à, ngươi làm sao cũng có hằng cổ chi môn chìa khóa. Hơn nữa còn là ba cây, chẳng lẽ mở cửa cần ba cái chìa khóa sao? Diệp Thần cướp lấy ba tộc chìa khóa, chuyện này khá là bí mật, người ngoài cũng không biết, chỉ biết là hắn và Hồng Gia giao phong, là vì tranh đoạt Tử Vi Ngân Hà mà thôi, nơi nào nghĩ đến sau lưng còn có vũ trụ thần thụ phù chiếu tranh đoạt. Diệp Thần nói, Tiêu cô nương, cân nhắc quyết định đứng đầu tu vi tấn thăng nửa bước thiên quân, hắn khí vận quá thịnh, thiên quân thế gia khí vận lộ vẻ được yếu ớt, một cái chìa khóa đã không thể mở cửa, phải ba cây, ngươi không cần uổng phí khí lực. Hắn không muốn nhìn thấy Tiêu Khinh Nhan phí công thử nghiệm, liền lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Khinh Nhan trong tay, có Tiêu gia thần thụ phù chiếu chìa khóa, vốn là khí vận đã mất, không biết nàng dùng thủ đoạn gì, để cho chìa khóa này khôi phục năng lượng. Nhưng lập tức liền khôi phục, chỉ bằng vào một cái chìa khóa,
là không thể nào mở cửa, nhất định phải ba cây. Muốn ba cái chìa khóa sao? Vậy ta trước không mở ra là bởi vì là ít đi hai cái chìa khóa. Tiêu Khinh Nhan vừa nghe, nhất thời ngạc nhiên, nàng trăm ngàn cay đắng bôn ba, chỉ lấy đến nhà mình chìa khóa thôi, đi đâu góp đủ ba cây. Diệp Thần nhắc nhở qua sau đó, cũng không để ý Tiêu Khinh Nhan, thúc giục ba đạo phù chiếu. Hắn ở địa tâm vực cuối cùng nán lại quá lâu, có thể mau rời khỏi tự nhiên tốt nhất, đến lúc đó như qua cân nhắc quyết định đứng đầu hạ xuống, vậy cũng phiền toái. Cố nhiên có Nhâm Phi Phàm ở đây, nơi đây dẫu sao là địa tâm vực, Nhâm Phi Phàm không thể nào tùy mình muốn. Vù vù, vù vù, vù vù. Nhất thời, ba đạo thần thụ phù chiếu, cũng bộc phát ra sáng chói thần quang. Mạc ra phù chiếu bên trong, bay ra một đầu phượng hoàng. Lâm ra phù chiếu, có một đầu kim bằng hư ảnh lao ra. Mà Hồng ra phù chiếu, cũng là một món bén vũ trụ ánh sao. Phượng hoàng, kim bằng, vũ trụ ánh sao, ba đạo cường đại khí tượng, hung hăng hướng Hằng Cổ Chi Môn phóng tới. Vậy Hằng Cổ Chi Môn lại là xuất hiện một đạo cổ xưa đường vân không ngừng lan tràn, cả tòa cửa tựa như bể tan tành hư không vậy, đạo đạo quỷ dị chỉ từ trung lưu ra. Phịch, hai phiến vàng cửa kim loại, trong nháy mắt bị giải khai. Hằng Cổ Chi Môn mở ra. Tiêu Khinh Nhan kêu lên một tiếng, không nghĩ tới mình khổ khổ đánh vào, đều không có thể đột phá cửa, Diệp Thần lại lập tức đụng vỡ. Vậy Hằng Cổ Chi Môn mở một cái, thì có một cái màu xanh đậm không gian vòng xoáy nổi lên, xuyên qua cái này không gian vòng xoáy, liền có thể rời đi địa tâm vực, trước đi thế giới bên ngoài. Xuy xuy xuy, thành công mở cửa sau đó, Diệp Thần vung tay lên, ba đạo phù chiếu hóa thành lưu quang, mỗi người trở về ba tộc tộc bên trong. Cái này ba đạo phù chiếu, là hắn mượn dùng vật, tự nhiên cần phải trả lại, cưỡng ép chiếm lấy mà nói, nhất định có lớn nhân quả thêm thân. Mà phù chiếu dùng một lần, lần thứ hai lại dùng, cần cách nhau mấy trăm năm, thậm chí còn ngàn năm thời gian. Lâm gia Lâm Thiên Tiêu, Mạc gia Mạc Hàn Hy, Hồng gia Hồng Hân, thấy phù chiếu trở về sau đó, liền biết Diệp Thần đã thuận lợi mở cửa, muốn trở lại ngoại giới, cùng ngày khác Diệp Thần lại hạ xuống, lại không biết lúc nào. Diệp Thần thấy cửa mở ra, hướng Nhâm Phi Phàm nói, Nhâm tiền bối, đi thôi. Nghĩ đến sắp trở lại ngoại giới, Diệp Thần trong lòng nhiệt huyết hỗn loạn, lại có chút gần hương tình càng khiếp cảm giác. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, liền muốn cùng Diệp Thần trở về ngoại giới. Này, Luân Hồi Chi Chủ, chờ một chút. Lúc này, Tiêu Khinh Nhan lại gấp vội vàng kêu ở Diệp Thần. Diệp Thần đứng ở Hằng Cổ Chi Môn bên bờ, thấy Tiêu Khinh Nhan thần sắc. Đã đoán được nàng muốn nói Tiêu cô nương, có chuyện gì không? Nếu như người muốn bảo chúng ta mang người đi, đó là tuyệt đối không thể, mọi người tự có riêng mình nhân quả duyên phận, người muốn đi ra nói, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Tiêu Khinh Nhan nhất thời im miệng, nàng chính là muốn gọi Diệp Thần hỗ trợ. Nhưng Diệp Thần cũng không phải là cái gì nát vụn người tốt, hắn trăm ngàn cay đắng lấy được rồi ba cái chìa khóa, há có thể như thế tùy tiện, sẽ để cho người chiếm cứ nhân quả. Chở hắn quá giang xe. Nhâm Phi Phàm nhìn Tiêu Khinh Nhan, từ từ nói, cô nương, trên mình ngươi nhân quả quá nặng, sau lưng có huyết hải thâm cừu, chúng ta chẳng muốn qua loa cùng ngươi dây dưa, mời ngươi tự trọng. Hắn lời nói này, giọng đã là rất nặng. Tiêu Khinh Nhan là thiên quân thế gia may mắn còn sống sót người, sau lưng huyết cừu quá mức to lớn, mang theo nàng, dính liền nhân quả, không phải chuyện gì tốt. Tiêu Khinh Nhan gò má một đỏ, cắn răng. Không nghĩ tới Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm, cự tuyệt được làm như vậy giòn. Chúng ta đi. Nhâm Phi Phàm không xen vào nữa Tiêu Khinh Nhan, chuẩn bị cùng Diệp Thần rời đi. Chờ một chút. Tiêu Khinh Nhan lần nữa gọi lại hai người, tựa hồ hạ định cái gì quyết tâm, hít sâu một hơi. Diệp Thần nói, cô nương còn muốn dây dưa, ta khuyên ngươi vẫn là không nên miễn cưỡng. Cái này Tiêu Khinh Nhan, thực lực đại khái ở thái chân cảnh 7 tầng thiên, nếu như chiến đấu. Không cần Nhâm Phi Phàm ra tay, Diệp Thần một chiêu có thể trong nháy mắt giết nàng, căn bản không sợ nàng cứng lại. Tiêu Khinh Nhan nói, ngươi là Luân Hồi Chi Chủ, uy danh hiển hách, có một không hai chư thiên, ta nào dám cùng ngươi động thủ. Ta chỉ là muốn cùng ngươi làm một khoản giao dịch. Vừa nói, Tiêu Khinh Nhan sử dụng một vật, nhưng là một khối ngọc bội. Ngọc bội này, tràn ngập từng luồng thiên tai hơi thở, có đại họa cuồn cuộn ác liệt khí tượng, tựa như thế gian hết thảy tai họa. Cũng tích chứa ở trong đó, một khi bùng nổ, sắp có động trời lực sát thương.
Ừ. Thấy vật này, Diệp Thần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cảm giác được khối ngọc bội này, cùng hắn một mực không vận dụng tai nan thiên kiếm, hơi thở vô cùng phù hợp. Tiêu Khinh Nhan hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, nói, đây là Tiêu gia ta bí truyền bảo ngọc, tên là tai nạn hồn ngọc, có thiên tai thần uy, là một kiện không thể có nhiều pháp bảo, luân hồi chi chủ, nếu như ngươi chịu mang theo ta, ta liền đem cái này truyền ra bảo đưa cho ngươi. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, tai nạn này hồn ngọc, cùng tai nan thiên kiếm hơi thở phù hợp, nếu như dung hợp, tai nan thiên kiếm nhất định mạnh mẽ. Hơn nữa, mơ hồ tới giữa, Diệp Thần còn bắt được, tai nạn hồn ngọc có đặc thù hơi thở, có thể ẩn núp nhân quả. Nếu như bắt được khối ngọc bội này, hắn trở lại thiên nhân vực, liền có thể ẩn núp tốt tự thân hơi thở, không bị Nho Tổ và Huyền Cơ Nguyệt phát hiện. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần có thể có đầy đủ thời gian, mưu đồ báo thù sát phạt chuyện. Lại là tai nạn hồn ngọc, truyền thuyết kiếm thần lão tổ, chế tạo tai nan thiên kiếm, linh cảm chính là xuất thân từ này. Nhâm Phi Phàm thấy khối ngọc bội này, cũng là khá để ý bên ngoài. Tám đại thiên kiếm, đều là kiếm thần lão tổ chế tạo, mà tám đại thiên kiếm bên trong tai nan thiên kiếm, linh cảm chính là tới từ Tiêu gia tai nạn hồn ngọc. Kiếm thần lão tổ chính là thấy được tai nạn hồn ngọc khí tượng, mới nảy mầm ra linh cảm, đúc ra hội tụ ngút trời tai họa mạnh mẽ thiên kiếm, có thể gặp vật này bất phàm. Tiêu Khinh Nhan lông mày nhướn lên, nói, không sai, khối ngọc bội này, chính là tai nan thiên kiếm linh cảm nguyên, giá trị không phải chuyện đùa, ta trực tiếp đưa cho các ngươi, chỉ cầu các ngươi mang ta đi ngoại giới. Diệp Thần nói, cô nương là địa tâm vực người, ngươi đi ngoại giới có chuyện gì không? Ngươi cũng không sợ huyết mạch khô cằn. Vậy địa tâm vực người, nếu như đi đến ngoại giới, nhân quả mâu thuẫn dưới, huyết mạch sẽ rơi vào khô cằn. Trừ phi là xem đế thích trời, Huyền Cơ Nguyệt như vậy đại khí vận người, có đại khí vận bao phủ, phương có thể tránh khỏi tai họa. Nhưng hiển nhiên, Tiêu Khinh Nhan cũng không phải là loại cấp bậc này nhân vật. Tiêu Khinh Nhan nói, ta có đặc thù thuật pháp, có thể ở bên ngoài duy trì một đoạn thời gian sinh tồn. Nhâm Phi Phàm tiến lên trước một bước, nói, vậy sau này đâu? Ngươi muốn tại sao trở về? Trước mắt từ ngoại giới trở lại địa tâm vực đường. Nhâm Phi Phàm chỉ tìm được một cái tinh không cổ lộ, hơn nữa sau lưng còn có thiên lý người bảo vệ nhìn chằm chằm, lần sau hắn lại đi nói, nhất định nguy hiểm. Hắn ngược lại là rất muốn biết, có còn hay không những thứ khác con đường. Tiêu Khinh Nhan ngẩn ngơ, nói ta chưa từng nghĩ cái vấn đề này, ta đi ra bên ngoài, liền không dự định trở về. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm nhìn nhau, hai người đều giác cái này Tiêu Khinh Nhan. Sau lưng nhất định có trọng đại nhân quả phải giải quyết, lại có thể liều mạng vĩnh viễn không trở về địa tâm vực, bỏ ra huyết mạch khô cằn chết nguy hiểm, vậy muốn đi trước ngoại giới. Nhâm Phi Phàm khá có chút thất vọng, xem ra Tiêu Khinh Nhan cũng không biết con đường thứ hai. Diệp Thần cũng không quá hỏi Tiêu Khinh Nhan nhân quả, người ngoài sự việc, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng dính, nói cuộc giao dịch này có thể, đem ngươi tai nạn hồn ngọc đưa cho ta, chúng ta mang ngươi rời đi. Tiêu Khinh Nhan nghe được Diệp Thần đáp ứng, sắc mặt vui mừng, nhưng chợt trong lòng một trận rung động, lưu luyến không thôi nhìn trong tay tai nạn hồn ngọc. Hiển nhiên, tai nạn này hồn ngọc quá chân quý, như thế đưa cho Diệp Thần, nàng hao tổn quá lớn. Nhưng, trừ tai nạn hồn ngọc, nàng vậy không cầm ra cái khác đồ giao dịch. Diệp Thần cũng cảm thấy mình được lợi được quá lớn, chỉ là mang kèm thuận đường, lại lấy đi đối phương truyền ra bảo, trong lòng hơi có chút áy náy, nói Tiêu cô nương. Ta ngoài ra tặng ngươi một bình đan rượu tiên. Diệp Thần sử dụng đan tiên hồ, sau đó lại lấy ra một cái ngọc bình, ngón tay cách không một khuất, một món tràn ngập rượu hương dược khí linh dịch, từ đan tiên hồ bên trong bắn ra, rơi vào vậy ngọc bình bên trong, rất nhanh liền chứa đầy một bình. Cái này đan tiên hồ tuy chỉ có hồ lô lớn nhỏ, nhưng thực tế bên trong khác có không gian, nơi chuyên trở sản xuất linh tử, nói ít cũng có ngàn cân nhiều, tặng uống một bình đi ra ngoài. Vậy không có gì lớn không được. Đây là, đan tiên linh tử, đan tiên hồ không phải ở thánh đường trong tay sao? Tại sao sẽ ở bên trong tay ngươi? Tiêu Khinh Nhan thấy vậy đan tiên hồ, nhất thời kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần đã từ thánh đường trong tay, cướp được đan tiên hồ? Đây chính là đào tạo cường giả, rèn luyện gân cốt, tăng lên khí vận thiên đại linh vật, so bất kỳ linh đan diệu dược đều phải dễ xài. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cũng không có nói quá nhiều, đem một bình đan rượu tiên tặng cho Tiêu Khinh Nhan. Như vậy thứ nhất, cuộc giao dịch này liền công bằng rất nhiều,
dẫu sao đan dược tiên giá trị, tuyệt không thể khinh thường, đan tiên hồ ở Diệp Thần trong tay, hiện tại địa tâm vực đã không có một giọt rượu lưu thông, người ngoài muốn uống đến cái này linh rượu rượu, chỉ có thể dựa vào Diệp Thần. Tiêu Khinh Nhan vô cùng trân trọng, nhận cái này một bình đan rượu tiên, nói, đa tạ luân hồi chi chủ ban cho. Sau đó nàng liền đem tai nạn hồn ngọc giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy tai nạn hồn ngọc, nhất thời cảm thấy từng cơn tai nạn hơi thở, và tai nan thiên kiếm đặc biệt phù hợp. Ban đầu mình bản tướng tai nan thiên kiếm giao cho Lý Phi Tuyết giữ, có thể Lý Phi Tuyết nhưng ở sau đó lại chuyển giao cho mình, chỉ vì là tai nan thiên kiếm mạnh mẽ, Lý Phi Tuyết hôm nay có thuộc về mình thân xác, cũng không phải là kiếm linh, thân thể thực lực cũng không có đuổi theo, lâu dài và tai nan thiên kiếm lâu ngây ngô, cũng không phải là chuyện tốt. Đối với Diệp Thần mà nói, bởi vì không có Lý Phi Tuyết, tai nan thiên kiếm cũng không thể phát huy hoang ma thiên kiếm như vậy lực lượng, dứt khoát Diệp Thần liền một mực niêm phong ở hoàng tuyền trong bản vẽ. Giờ phút này, núp ở hoàng tuyền đồ bên trong tai nan thiên kiếm, cũng là kịch liệt chấn động đứng lên, tựa hồ tràn đầy khát vọng, muốn dung hợp khối ngọc bội này. Rất tốt, ta cũng đa tạ ngươi ngọc bội, Tiêu cô nương, chúng ta đi thôi. Diệp Thần đem tai nạn hồn ngọc, đặt vào hoàng tuyền thế giới bên trong, sau đó hướng Tiêu Khinh Nhan ngoắc tay. Tiêu Khinh Nhan thật là kích động, phi thân tới, cùng Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm cùng nhau, bước chân vào hằng cổ chi môn. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Ba người xuyên qua không gian vòng xoáy, rời đi địa tâm vực, đi ngoại giới. Mà ba người bóng người biến mất sau đó, hằng cổ chi môn lại lần nữa đóng cửa. Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, còn có Nhâm Phi Phàm cái này thiên mệnh chi tử. Nhân quả hơi thở hoàn toàn biến mất ở địa tâm vực bên trong. Cân nhắc quyết định thánh đường bên kia, cân nhắc quyết định đứng đầu cảm thấy được Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm biến mất hơi thở, lập tức bắt đầu hoạt động. Nhóm lớn tinh nhuệ cường giả tụ tập, rất nhiều thiên đường chiến tướng nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, ở tứ trưởng lão Trần Túy Nguyệt dưới sự hướng dẫn, chuẩn bị lần nữa đánh dẹp ba tộc. Mưa núi sắp tới, gió bão buông xuống, mà lúc này Diệp Thần cũng đã và Nhâm Phi Phàm, Tiêu Khinh Nhan thuận lợi rời đi địa tâm vực, sắp trở lại thiên nhân vực bên trong. Không biết qua bao lâu, ba người mở mắt ra, nhưng là hơi co rúm một cái. Bởi vì ba người lại xuất hiện ở một nơi phủ đầy phù văn cổ xưa đền bên trong. Diệp Thần cảm giác được nơi đây cũng không phải là thiên nhân vực, quỷ dị hơn phải, tựa hồ cũng không phải địa tâm vực. Nhâm tiền bối, nơi này là, chúng ta vượt qua hằng cổ chi môn không phải hẳn đến thiên nhân vực sao? Nhâm Phi Phàm nhìn phía trên phù văn, đưa tay ra hơi đụng chạm, từng đạo không gian rung động hiện lên. Hắn như có điều suy nghĩ, mấy giây sau đó mới mở miệng nói, nếu như ta đoán không lầm, điện vũ này chính là liên thông địa tâm vực và thiên nhân vực chỗ mấu chốt. Chúng ta cũng không phải là đã tới những địa phương khác, chỉ là trước mắt không có đến thiên nhân vực thôi. Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng liền cái gì, mở miệng nói, ta nghe ban đầu bốn đại vực và địa tâm vực tựa hồ là tương liên. Nhưng là có cường giả cưỡng ép đem địa tâm vực độc lập mở, chẳng lẽ chỗ này không gian chính là chỗ mấu chốt? Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, có thể đem hai đại vực ngăn cách thủ đoạn, không phải người bình thường có thể làm được, nắm giữ không gian quy luật cũng hoặc là loại nào đó thần vật mới có tư cách làm được, xem ra cái thời đại kia cường giả, xa so hiện tại còn kinh khủng hơn. Bất quá dựa theo ta cảm giác, mượn hằng cổ chi môn rời đi địa tâm vực người có một ít. Nhưng là những người đó hẳn chưa bao giờ bước vào qua nơi đây. Mà chúng ta nhưng là bất ngờ đã tới, cái này sợ rằng là người ta khí vận gia trì tạo thành. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm, hai người đều là đại khí vận tồn tại, nếu như hai người chung nhau dính nhân quả, khí vận chồng lên tất nhiên khủng bố. Nhâm Phi Phàm không muốn và Diệp Thần có quá nhiều gặp mặt và liên lạc, chính là sợ một điểm này, một khi khí vận quá mức đáng sợ. Nhân quả chập chờn, những đại nhân vật kia tất nhiên sẽ phát hiện. Ngay tại lúc này, Tiêu Khinh Nhan đã tới một cái đồng xanh xương đầu trước mặt. Nàng đối với chung quanh phù văn tự nhiên không có quá nhiều hứng thú, hơn nữa lấy nàng lĩnh ngộ vậy không cảm giác được Nhâm Phi Phàm và Diệp Thần có thể hiểu được vậy một tầng ý, nhưng nàng ngược lại là ở nơi này đầu lâu bên trên phát hiện một ít khác thường. Nàng trong cơ thể có tiêu gia huyết mạch, mà đây đầu lâu trên dính nhân quả lại và tiêu gia có một chút liên lạc. Nàng theo bản năng đưa tay ra, ngón tay đụng phải đầu lâu, ngay tức thì, một cổ cực kỳ kinh khủng hấp lực phun trào tới. Tiêu Khinh Nhan sắc mặt đại biến, vừa định kêu lên, Nhâm Phi Phàm đã tới bên người,
lôi quang và huyết nguyệt vần quanh, ngay tức thì bắt được Tiêu Khinh Nhan, chợt kéo một cái, Tiêu Khinh Nhan ngay tức thì bị ném ra ngoài, lại là hung hãn đập vào một mặt trên vách tường. Tiêu Khinh Nhan sắc mặt trắng bệch, nàng thực lực ngược lại không sẽ đối với một cái đụng này có tổn thương gì, mấu chốt nàng mới vừa cảm giác mình thần hồn và linh lực cũng đang điên cuồng trôi qua. Nếu không phải Nhâm Phi Phàm ra tay, nàng có thể đã chết ở nơi này. Cảm ơn tiền bối, Tiêu Khinh Nhan đứng lên, đối với Nhâm Phi Phàm nói cảm tạ. Nhưng mà, Nhâm Phi Phàm diễn cảm nhưng là cực kỳ nghiêm túc, chúng ta mang ngươi cùng nhau rời đi, đã là thiên đại nhân quả, ngươi không nên như vậy. Sau đó, Nhâm Phi Phàm liền đối với Diệp Thần nói, bất kỳ vật gì của nơi này cũng không nên đụng, ta phỏng đoán muốn không được bao lâu, không gian chi lực liền sẽ đưa chúng ta hồi mục đích thực sự, còn như chúng ta tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này, hẳn là điện vũ này vốn là loại nào đó thần vật có linh, hắn hy vọng chúng ta trợ giúp hắn. Tiêu Khinh Nhan mắt đẹp trợn to, có chút hiếu kỳ, nhưng không dám nói thêm cái gì, rất sợ xuất hiện lại chuyện mới vừa rồi. Diệp Thần con ngươi híp lại, đột nhiên hướng đến chỗ sâu đi tới, rất nhanh, hắn bước chân dừng lại, chỉ bởi vì đây là một bức to lớn bích họa. Mà trên bích họa, là một bức đúc kiếm cảnh. Mà làm bằng kiếm, đúng lúc là bốn chuôi. Diệp Thần vô cùng khẳng định, cái này bốn thanh kiếm, một chuôi ở trấn tà bàn bên trong, ngoài ra ba chuôi chắc là huyết ngưng thiên bảo vệ ba chuôi. Từ bích họa mở ra, máu nhuộm mặt đất. Cái này bốn thanh kiếm ở đúc kiếm ban đầu liền dính liền quá hơn tánh mạng con người. Nhâm Phi Phàm cũng là đi tới Diệp Thần bên người, hắn nhìn bích họa, tựa hồ đoán được cái gì, nhưng cũng không mở miệng, mà là xoay người hồi về chỗ cũ, ngồi xếp bằng, tựa hồ đang đợi rời đi. Tiêu Khinh Nhan nhìn mấy lần cái này họa cũng không có phát hiện cái gì, không biết làm sao cũng chỉ có thể học Nhâm Phi Phàm như nhau hồi về chỗ cũ. Chỉ để lại Diệp Thần một người. Diệp Thần tầm mắt càng có thể đạt được, càng xúc mục kinh tâm, cái này bốn thanh kiếm, chỉ ít dính liền vạn người máu. Cái này vạn người còn không phải là người bình thường, cường giả chân chính. Ngay tại lúc này, một giọng già nua đột nhiên truyền tới, bàn cờ này, người có thể giúp ta sao? Diệp Thần ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Nhâm Phi Phàm và Tiêu Khinh Nhan, hai người như cũ nhắm mắt, hiển nhiên không có nghe được. Chẳng lẽ Nhâm Phi Phàm nói thật là sự thật? Có người cố ý để cho bọn họ ba người bước vào nơi này. Nói chính xác, là muốn gặp mình. Diệp Thần hướng về phía bích họa câu thông nói, tiền bối, ngài dẫn ta bước vào nơi này, vì chuyện gì? Nhưng mà thanh âm kia như cũ tái diễn câu nói kia. Bàn cờ này, người có thể giúp ta sao? Bàn cờ này, người có thể giúp ta sao? Ngay tại Diệp Thần trong lòng có chút không nhịn được thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt bích họa lưu động. Vậy đúc kiếm hình ảnh hoàn toàn gây dựng lại. Cuối cùng lại được thành một đạo khác hình ảnh. Trong hình, một người cô gái chấp chưởng một thanh kiếm, sau lưng cắm hai thanh kiếm. Cô gái cả người máu tươi tiệm nhiễm, khắp nơi vết kiếm. Cô gái này không phải người khác, chính là Huyết Ngưng Thiên. Hình ảnh động. Cuối cùng, Huyết Ngưng Thiên bóng người lại hóa là xương máu, hoàn toàn biến mất trên đời gian bên trong. Huyết Ngưng Thiên kiếm trong tay rơi ở trên mặt đất. Rất nhanh trôi lơ lửng, kể cả vậy ba thanh kiếm, hoàn toàn biến mất. Diệp Thần con người hơi co lại, hình ảnh này tựa hồ là tương lai hình ảnh. Huyết Ngưng Thiên tựa hồ chết. Mà vậy ba thanh kiếm tựa hồ cũng bị người mang đi. Còn như cái này bên trong kết quả chuyện gì xảy ra, Diệp Thần cũng không biết. Diệp Thần lòng có chút nặng nề, mấy ngày nay, hắn và Huyết Ngưng Thiên chung đụng thời gian không nhiều, nhưng đã đem cái này cổ quái thiếu nữ coi thành bằng hữu. Hôm nay biết người bạn này kết quả, hắn đương nhiên là có chút khó chịu. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần con ngươi giấy lên ý chí chiến đấu, lẩm bẩm nói. Ban đầu ta đều thấy Nhâm tiền bối và Huyết Long xảy ra chuyện, hôm nay không phải như cũ thay đổi kết cục. Chuyện ở người là, trời muốn như vậy, ta chẳng qua nghịch thiên mà đi. Huyết Ngưng Thiên, ta Diệp Thần tuyệt sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Bất quá Diệp Thần vậy từ trong hình phát hiện một ít có lợi đồ. Trong hình Huyết Ngưng Thiên thực lực và khí chất càng kinh khủng hơn, hẳn cách hôm nay trả qua tại xa xôi. Mình còn có thời gian trưởng thành. Rất nhanh, Diệp Thần phát hiện bích họa biến mất, vậy đúc kiếm và Huyết Ngưng Thiên hình ảnh cũng không có ở đây, thay vào đó là một mặt và cái khác vách tường vậy phù văn. Diệp Thần biết rõ đây chính là điện vũ này muốn mình nhìn, nếu đã thấy, cũng nên rời đi.
Diệp Thần đi tới Nhâm Phi Phàm và Tiêu Khinh Nhan bên người, nhắm mắt lại, ngay lập tức, chung quanh không gian ba động. Ba người lần nữa biến mất. Không biết qua bao lâu, không khí hơi biến hóa. Ba người mở mắt ra. Diệp Thần ngay tức thì phát hiện đi tới thiên nhân vực cực bắc chi địa, nơi này là một phiến hoang vu thế giới, chính là trạng vạng tối, tịch nhật ánh chiều tà chiếu vào trên thân ba người, hơi có chút giang sơn thê lương, anh hùng máu nhuộm khoáng đạt cảm giác. Diệp Thần lỗ mũi hơi một ngửi, lộ ra một đạo nụ cười. Vẫn là thiên nhân vực không khí thoải mái hơn một chút. Bất quá phủ xuống địa phương nhưng là một cái địa phương xa lạ. Vốn là Diệp Thần còn lấy là sẽ trở lại Nho Tổ Thần Điện trăm ngày ước hẹn địa phương chiến đấu. Xem ra mình chân thực suy nghĩ nhiều quá. Hụ! Tiêu Khinh Nhan ho khan kịch liệt một tiếng, nhưng là quỳ sụp xuống đất, gương mặt một phiến trắng bệch. Tiêu cô nương, thế nào? Diệp Thần vội vàng đem nàng đỡ dậy, nói. Tiêu Khinh Nhan gò má một đỏ, nói, không có sao, lần đầu tiên rời đi địa tâm vực, còn không quá thói quen. Nàng tuy có đặc thù thuật pháp hộ thân, nhưng dẫu sao nhân quả mâu thuẫn, nàng vừa không có đại khí vận bảo vệ, lúc này bỗng nhiên hạ xuống thiên nhân vực, dĩ nhiên là được cực lớn đánh vào, ngực gian khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Diệp Thần trầm mặc, ngược lại cũng không hỏi nhiều. Tiêu Khinh Nhan hướng Diệp Thần liễm nhẫm thi lễ, nói, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi dẫn ta đi ra, ta rất là cảm kích, hy vọng ngươi thật tốt trân trọng tiêu ra ta vậy tai nạn hồn ngọc. Sau này chúng ta có duyên phận tạm biệt. Nói xong, Tiêu Khinh Nhan chính là xoay người rời đi, nhu nhược thân thể, ở nắng chiều chiếu dọi xuống, lộ vẻ được có chút cô đơn tịch mịch. Diệp Thần muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng không nói, không nên cùng Tiêu Khinh Nhan dính quá nhiều nhân quả thì tốt hơn. Nhâm Phi Phàm cũng là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, thằng nhóc, ta cũng nên đi, ta lấy thiên mệnh thân hạ xuống địa tâm vực, rất có thể đưa tới những tên kia chú ý. Sau này có cơ hội, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Ngươi ta tới giữa, cuối cùng phải giữ vững một chút khoảng cách tốt nhất. Nhâm tiền bối đi thong thả. Diệp Thần đưa Nhâm Phi Phàm rời đi, nắng chiều tây nặng, màn đêm buông xuống, rừng núi bốn phía chỉ còn dư lại Diệp Thần một người. Hắn sâu hít thở sâu một tí, thiên nhân vực linh khí, mặc dù không bằng địa tâm vực đậm đà như vậy, nhưng nơi này không khí, lại để cho hắn có vô cùng thân thiết cảm giác quen thuộc. Bất quá thiên đạo suy thoái, tựa hồ nghiêm trọng hơn. Sợ rằng mình không ở nơi này thời gian, thiên nhân vực đã có một ít biến hóa. Trước luyện hóa tai nan thiên kiếm, lớn mạnh thực lực bản thân nói sau. Diệp Thần tâm niệm vừa động, trở lại hoàng tuyền thế giới bên trong đi, đem tai nan thiên kiếm và tai nạn hồn ngọc lấy ra. Trước tai nan thiên kiếm giao cho Lý Phi Tuyết sau đó, Lý Phi Tuyết vừa tối bên trong còn cho mình, hắn liền lại không động tới. Hôm nay tai nan thiên kiếm tái hiện, tuy không có kiếm hồn, nhưng dị tượng còn chưa nhỏ, không hổ là thiên kiếm. Một kiếm một ngọc, hai người hơi thở lẫn nhau câu thông đồng tình, có từng luồng khoáng đạt thiên tai hơi thở tràn ngập ra. Ngày này tai, là phong tai, lôi tai, hỏa hoạn, mưa tai, tai nạn tuyết vân. Vân, tất cả loại thiên địa uy nghiêm khí tượng, không ngừng chấn động xen lẫn, làm được hoàng tuyển thế giới bên trong, tựa hồ lâm vào một phiến tai nạn ngày tận thế bên trong đi. Tai nạn này hồn ngọc, quả nhiên là kỳ diệu. Diệp Thần âm thầm gật đầu, tai nạn hồn ngọc hơi thở, và tai nan thiên kiếm cực kỳ phù hợp, hai người còn không dung hợp, chỉ là bày ở một chỗ, đều có mạnh như vậy mãnh liệt đồng tình hơi thở, có thể tưởng tượng được, một khi dung hợp, vậy sẽ lột xác tới trình độ nào. Lập tức Diệp Thần ngồi xếp bằng, thử nghiệm đem tai nan thiên kiếm cùng tai nạn hồn ngọc, dung hợp vào một chỗ. Nhưng mà, cái này hai kiện vật phẩm, tuy hơi thở phù hợp, nhưng quy luật đặc biệt vững chắc, muốn dung hợp, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bát quái lò luyện đan, mở. Nhan Tuyền Nhi, đi ra giúp ta. Là chủ nhân. Ngay tức thì một cái bé gái liền treo phù ở giữa không trung. Chính là đạo linh lửa Nhan Tuyền Nhi. Mặc dù Diệp Thần gần đây vận dụng Nhan Tuyền Nhi cực kỳ thiếu, nhưng Nhan Tuyền Nhi vẫn như cũ trưởng thành, hôm nay ngọn lửa cường độ cũng là cực kỳ khủng bố. Diệp Thần thong thả. Sử dụng bát quái lò luyện đan, đem thiên kiếm hồn ngọc cũng ném vào, thúc giục nửa động long viêm thần mạch và đạo linh lửa, giấy lên các loại ngọn lửa, ở bên trong lò luyện đan nướng thiêu hủy. Lúc này hắn long viêm thần mạch, đã lột xác viên mãn, và đạo linh lửa cùng các loại ngọn lửa lẫn nhau câu thông, thần mạch vừa bắt đầu, nóng rực thần hỏa liền ở lò thang bên trong giấy lên,
không ngừng đốt luyện tai nan thiên kiếm cùng hồn ngọc quy luật. Diệp thần lại điều tới hoàng tuyền thánh thủy, bơm vào tiến vào lò luyện đan bên trong, ngọn lửa bị hoàng tuyền nước tưới, suy suy vang dội, toát ra từng luồng khói trắng. Thiên kiếm cùng hồn ngọc quy luật, đang không ngừng bị áp chế, dần dần xu hướng tại dung hợp. Nhưng mà, cái này dung hợp quá trình, nhưng là khá là chậm chạp, cùng hai người chân chính kết hợp, sợ rằng phải hao phí mấy trăm năm thời gian. Phép tắc lực lượng, lại như vậy vững chắc. Diệp thần nhíu mày một cái, xem ra vô luận là tai nan thiên kiếm, vẫn là tai nạn hồn ngọc, đều là hàng đầu linh vật, phía trên hàm chứa quy luật, đặc biệt vững chắc, cho dù hắn vận dụng bát quái lò luyện đan và đạo linh lửa, cũng khó mà trong thời gian ngắn dung hợp. Đan tiên linh tử, rơi. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ông Ánh đã đề cử. Diệp thần tâm tư chớp động, đã có kế sách, lúc này sử dụng đan tiên hồ, đánh ra một giọt linh tử, rơi vào lò luyện đan bên trong. Suy, linh tử nhúng lửa, thiên kiếm cùng hồn ngọc, ở nơi này giọt linh tử thúc dục hóa vậy, chính là nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Quả nhiên hữu hiệu. Diệp thần trong lòng đại hỉ, đan tiên linh tử vô cùng linh diệu, trừ rèn luyện gân cốt bên ngoài, cũng có thúc dục hóa luyện đan luyện khí hiệu quả. Lần này ở đan tiên linh tử thúc dục hóa hạ, thiên kiếm cùng hồn ngọc hoàn toàn dung hợp. Dung hợp sau tai nan thiên kiếm, đang đến gần chuôi kiếm địa phương, nạm một khối ngọc thạch, vậy ngọc thạch, tự nhiên chính là tai nạn hồn ngọc. Vù vù, diệp thần linh khí bơm vào, đúng cầm tai nan thiên kiếm, chính là bộc phát ra ngập trời hỏa khí, tựa như trời phạt lôi phạt hạ xuống, trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm, các loại phong xương lửa cháy bừng bừng lao nhanh, tai khí che khuất bầu trời, hiện ra vô cùng khổng lồ khí thế. Rất tốt, dung hợp khối này hồn ngọc, ta thiên kiếm lực sát thương thật to tăng lên. Diệp thần cua tai nan thiên kiếm, chỉ cảm thấy không câu nệ như ý, tự nhiên, muốn gì được nấy, lòng hắn bên trong vô cùng hài lòng. Cùng trước kia trạng thái hoàn toàn không cùng. Trước đây hoặc giả là bởi vì là thực lực mình hạn chế, cũng hoặc là không có tai nạn hồn ngọc, trừ Lý Phi Tuyết, rất khó có người vận dụng. Hôm nay, thanh kiếm này, hắn đã có thể tận tình sử dụng. Có tai nan thiên kiếm, vậy có thể để cho hoang ma thiên kiếm tiến vào ngủ say lớn lên trạng thái. Diệp thần ánh mắt chớp động, trong lòng đã có kế hoạch, lúc này lấy ra hoang ma thiên kiếm, sau đó sẽ sử dụng đan tiên hồ. Hoang ma thiên kiếm, ta mời người uống rượu. Diệp thần cười một tiếng, thúc giục đan tiên hồ, đem 50% linh tử, toàn bộ bơm vào đến hoang ma thiên kiếm bên trong. Cái này đan tiên linh tử, là cực tốt tài nguyên, có thể cầm tới đào tạo hoang ma thiên kiếm. Hoang ma thiên kiếm đạt được hàng loạt đan tiên linh tử bơm vào, nhất thời ông ông tác hưởng, tựa như tràn đầy hưng phấn, đem mỗi một giọt rượu cũng chiếm đoạt sạch sẽ. Mà uống đan tiên linh tử hoang ma thiên kiếm, thân kiếm đổi được vô cùng trong veo, quang chứng dám người, tựa như bị nước tắm rồi một lần, hơi tràn ra một tia khói nhẹ sương mù, vậy sương mù bên trong mang mùi rượu. Thanh kiếm này tựa hồ say. Đan tiên linh tử năng lượng vô cùng là bàng bạc, cho dù là hoang ma thiên kiếm, lập tức mạnh uống như thế nhiều linh tử, cũng có chút không tiêu hóa nổi. Ngủ một giấc thật ngon, chờ ngươi tỉnh lại, ta hy vọng có thể thấy tột cùng nhất thiên kiếm. Diệp thần cua múa một tí hoang ma thiên kiếm, sau đó đem thanh kiếm này, chôn ở hoàng tuyền thánh hà dưới. Hiện tại hoang ma thiên kiếm uống hàng loạt đan rượu tiên, đã tiến vào trạng thái ngủ say, cùng nó thành công luyện hóa hết đan rượu tiên linh khí, có lẽ có thể hoàn toàn lột xác. Vì đào tạo thanh kiếm này, Diệp thần dọc theo đường đi, không biết hao phí nhiều ít tài nguyên, hiện tại kém không nhiều nên đến thu hoạch kết quả lúc. Là thời điểm hồi đi tìm huyết thần đám người. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, hoang ma thiên kiếm cùng tai nan thiên kiếm đã xử trí thỏa đáng, kế tiếp là nên giải quyết nhân quả. Lúc này hoang ma thiên kiếm ngủ say, Diệp thần đem tai nan thiên kiếm treo ở giữa eo, vậy tai nạn hồn ngọc hơi thở, che giấu hắn nhân quả, Huyền Cơ Nguyệt và Nho Tổ các người, đều không cách nào bắt được hắn hơi thở. Nói cách khác, không người biết Diệp thần trở về, hắn có thể xuất kỳ bất ý, giết địch người một cái trở tay không kịp. Rời đi hoàng tuyền đồ, Diệp thần chuẩn bị biến dạng hư không, trở lại huyết tử ngục. Nhưng mà, vừa lúc đó, Diệp thần lại nghe được ùng ùng một hồi vang, vào giờ khắc này, luân hồi mộ địa lại có thể xuất hiện dị động, một tòa mộ bia kịch liệt lắc lắc. Ừ, có tân đại năng vấn thế. Diệp thần thấy một màn này, nhất thời con người có giúp một cái.
hắn phỏng đoán không có sai, vậy mộ bia ánh sáng tím bùng nổ, dần dần hiển hóa ra một đạo nho nhã bóng người, đó là một cái phong độ nhanh nhẹn thanh niên, ngũ quan anh tuấn, mày kiếm tinh mắt, mang nhún nhường nội liễm thần sắc. Luân hồi mộ địa, người chính là nơi này mộ chủ sao? Vậy nho nhã thanh niên cả người quần áo tím đế bào, giơ tay nhấc chân gian đều có đế hoàng thô bạo, nhưng hết lần này tới lần khác thần thái nhún nhường, quân tử phong độ cùng đế hoàng ngạo cốt, hai người gian kết hợp với nhau, làm được cái này người thanh niên, có một cổ mị lực đặc thù. Hắn cảm ứng được Diệp Thần hơi thở, liền chậm rãi mở miệng hỏi. Đúng vậy, vãn bối Diệp Thần, gặp qua tiền bối. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Diệp Thần cười chắp tay một cái, nói. Vậy nho nhã thanh niên cũng là chắp tay đáp lễ, nói tiểu sinh Ninh Tôn Thế, gặp qua luân hồi mộ chủ. Diệp Thần nói, tiền bối không cần như vậy lễ độ, kêu ta Diệp Thần liền có thể. Trước kia rất nhiều luân hồi đại năng, cũng gọi Diệp Thần cái gì tiểu tử, trong lòng tuy yêu mến Diệp Thần, nhưng ngoài mặt không giữ lễ tiết, cũng không có như vậy chú trọng. Nhưng cái này cái kêu Ninh Tôn Thế thanh niên, nhưng là rất khách khí, vô cùng tôn kính Diệp Thần. Bởi vì, Diệp Thần có luân hồi huyết mạch, là cái này luân hồi mộ địa chân chính chủ nhân. Ninh Tôn Thế nói, thiên địa có thứ tự, tôn ti có khác biệt, mộ chủ đại nhân, người chấp trưởng chư thiên luân hồi, dĩ nhiên là chí cao vô thượng tồn tại, tiểu sinh nhất định hết sức phụ trợ ngươi. Diệp Thần ngẩn ngơ, cái này Ninh Tôn Thế cũng có chút bất an lẽ thường ra bài, hắn đều có điểm ngại quá, nói tiền bối quá khách khí. Ninh Tôn Thế nói, mộ chủ đại nhân, ta trước kia có cái tước hiệu, kêu Bắc Võ Tử Đế, tu luyện công pháp, đều có mây tía dị tượng, ta nắm giữ một môn giao quang tử thuật, chính là cao nhất nguyên thuật, tuy xa xa kém hơn trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật, nhưng cũng có chỗ độc đáo, đây là giao quang tử thuật tu luyện ngọc giản, mời mộ chủ đại nhân nhận lấy. Giao quang tử thuật, Diệp Thần hơi sững sờ, nhìn trước mắt ngọc giản, lại không nghĩ rằng vị này Bắc Võ Tử Đế Ninh Tôn Thế, vừa thấy mặt đã tặng mạnh nhất thuật pháp cho hắn. Cái này vẫn là từ trước tới nay, vị thứ nhất khách khí như vậy đại năng. Bất quá luân hồi mộ địa ở giữa trăm người, nóng nảy tính cách không đồng nhất, đây cũng là bình thường. Ngọc giản ta trước nhận lấy, nhưng bây giờ không có thời gian tu luyện, ta cần hồi huyết tử ngục một chuyến. Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, chuẩn bị trở lại huyết tử ngục, cùng huyết thần các người đoàn tụ. Bắc Võ Tử Đế Ninh Tôn Thế nhưng là lại nói, mộ chủ đại nhân, không biết ngươi có thể hay không trước đi một chuyến vùng lân cận Bắc Võ Thành, ta muốn nhìn ta một chút hậu nhân. Diệp Thần nói, Bắc Võ Thành. Bắc Võ Tử Đế nói, đúng vậy, ta trước kia đã từng là thiên nhân vực cực bắc đất võ đạo tín ngưỡng, cung phụng ta tín đồ, đủ có mấy chục triệu nhiều, tộc ta liền ở Bắc Võ Thành, nhưng ta cảm giác được, Bắc Võ Thành tựa hồ xảy ra to lớn biến loạn, cho nên muốn trở về xem. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, ngươi tộc đất có biến loạn, cho nên ngươi mới tỉnh lại. Bắc Võ Tử Đế nói, chính phải. Lúc đầu Bắc Võ Tử Đế lần này tỉnh lại, là bởi vì là cảm nhận được cực lớn nhân quả, hắn tộc tựa hồ có kinh thiên biến loạn. Diệp Thần nghe được Bắc Võ Tử Đế giọng bên trong, lộ ra nóng nảy vẻ lo âu, hiển nhiên thật sợ tộc tiêu diệt. Tốt lắm, tiền bối, ta đi liền Bắc Võ Thành đi một chuyến. Diệp Thần trầm ngâm một tí, liền đáp ứng. Dù sao mình bây giờ đang ở cực bắc chi địa, mà Bắc Võ Thành đang ở phụ cận, cái này đại năng lễ độ như vậy, hắn vậy không tiện cự tuyệt. Sự việc cũng có nặng nhẹ thong thả và cấp bách phân chia, mặc dù hắn cuống cuồng trước trở về, nhưng hiện tại, hiển nhiên Bắc Võ Tử Đế tộc đất biến loạn, gấp hơn cần xử lý. Bắc Võ Tử Đế đại hỉ, nói, đa tạ mộ chủ đại nhân. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này hỏi rõ Bắc Võ Thành vị trí, biến dạng hư không. Nhanh chóng chạy tới. Rào. Hạ một sát, hư không bể tan tành, Diệp Thần thành công biến dạng hư không, đi tới Bắc Võ Thành bên trong. Lúc này chính là nửa đêm, nhưng gặp dưới màn đêm, toàn bộ Bắc Võ Thành bao phủ ở một phiến trong biển lửa, lửa lớn đùng đùng cháy, ngọn lửa kia mang ngập trời quy luật uy áp, khắp thành kiến trúc cũng ở lửa lớn bên trong phá hủy, biển lửa bên trong mơ hồ có người gào khóc tiếng kêu khóc truyền ra, nhưng đã là thưa thớt. Hiển nhiên cái này lớn hỏa thiêu có một đoạn lúc, phần lớn người đều bị đốt chết, trên đất tùy ý có thể gặp một cái than cốc vậy thi thể, hình dáng 10 phần thảm thiết. Bắc Võ Tử Đế mắt thấy cái này cảnh tượng thê thảm, sắc mặt có vẻ chấn động, lại không nói ra lời. Đáng chết, tới trễ một bước.
Diệp Thần thấy cả thành biển lửa thảm thiết hình ảnh, vội vàng sử dụng Phật Vũ Thiên Thư, quát lên. Thiên Thư Phật mưa, rơi. Linh khí thúc dục dưới, Thiên Thư thả ra một phiến liên miên giọt mưa phơi bày hoàng kim màu sắc, ẩn nhiên có cổ Phật đồ đằng in vào giọt mưa bên trong. Một mảng lớn Phật mưa bay xuống đi xuống, đem biển lửa tắt. Nhưng, đã quá muộn. Khắp thành không có một người sống sót, địch người thủ đoạn vô cùng là tàn khốc, Bắc Phó Tử Đế gia tộc hậu nhân, còn có hắn rất nhiều tín đồ, toàn bộ bị chấn bể kinh mạch, lại đưa vào trong biển lửa, coi như may mắn không bị lớn hỏa thiêu chết, cũng phải kinh mạch đoạn bể mà chết. Diệp Thần và Bắc Phó Tử Đế hạ xuống, kiểm tra khắp thành, không tìm được một người sống, tất cả mọi người thi thể, kinh mạch đều là đoạn bể trạng thái, có nhân viên chân bị chém đứt, hiển nhiên khi còn sống gặp cực lớn hành hạ. Là ai, ai như thế tàn nhẫn, lại dám đối đãi như vậy ta Ninh gia hậu nhân? Bắc Phó Tử Đế cắn răng nghiến lợi, vành mắt hết sức nứt ra, căm hận tới cực điểm. Diệp Thần bấm ngón tay động một cái, muốn suy diễn thiên cơ. Nhưng, Bắc Phó Tử Đế ngăn lại hắn, nói, mộ chủ đại nhân, không thể vọng động. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói tiền bối, ngươi thật ra thì biết địch nhân là ai, có phải hay không? Bắc Phó Tử Đế yên lặng một tí, nói ta có suy đoán, nhưng không xác thực định, ngươi không muốn qua loa suy diễn thiên cơ, nếu không rất có thể bứt dây động rừng, sau lưng những đại nhân vật kia, có đặc thù thấy rõ thủ đoạn, ngươi một khi kích động thiên cơ, bọn họ liền lập tức sẽ phát hiện. Diệp Thần trong lòng rét một cái, xem ra Bắc Phó Tử Đế sau lưng kẻ địch, thực lực không đơn giản. Bắc Phó Tử Đế nhìn khắp thành phế tích đổ nát cảnh tượng, không che giấu được đau buồn. Nói, mộ chủ đại nhân, hy vọng ngươi có thể thay ta điều tra, tìm ra sau lưng hung thủ. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói ta điều tra có thể, nhưng không thể suy diễn thiên cơ, chỉ sợ không tra được cái gì. Bắc Phó Tử Đế nói, không phải là không thể suy diễn, mà là không thể tùy tiện suy diễn, cần phải cẩn thận, tốt nhất dùng một chút thủ đoạn che giấu, bởi vì ta đoán sau lưng kẻ địch, rất có thể là những người đó, chúng ta phải thận trọng, muôn ngàn lần không thể bị bọn họ phát hiện. Diệp Thần nói, người nào? Bắc Phó Tử Đế nhẹ nhàng khạc ra hai chữ, Vạn Khư. Diệp Thần trong lòng giật mình, nói, Vạn Khư Thần Điện. Tiền bối, ngươi lại dám đắc tội liền Vạn Khư Thần Điện. Bắc Phó Tử Đế cười khổ một tí, nói ta không xác định có phải là bọn hắn hay không ra tay, điều này cần điều tra. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nếu như Bắc Phó Tử Đế gia tộc tiêu diệt, và Vạn Khư Thần Điện có liên quan, sự tình kia thì phiền toái. Ta sẽ toàn lực điều tra, mời tiền bối yên tâm. Diệp Thần đáp đồng ý xuống. Bắc Phó Tử Đế gật đầu một cái, vẫn là ảm đạm thần thương hình dáng, nói, đa tạ mộ chủ đại nhân, ta có chút mệt mỏi, cần muốn đi về nghỉ, mời mộ chủ đại nhân thứ lỗi. Chính mắt thấy gia tộc diệt vong, tộc lâm vào là phế tích, Bắc Phó Tử Đế tự nhiên vậy bị đả kích lớn. Diệp Thần nói, tiền bối xin chia buồn. Bắc Phó Tử Đế nói, như mộ chủ đại nhân có nhu cầu, ta sẽ đem hết toàn lực ra tay. Lập tức trở lại trong nghĩa địa nghỉ ngơi. Diệp Thần một người đứng ở trên phế tích, nhìn vậy khắp nơi tường đổ tàn viên, mơ hồ thiêu đốt còn sót lại, cũng có chút thổn thức. Hắn chậm rãi bước ra, ở khắp thành các nơi đi đi lại lại, hy vọng có thể tìm được đầu mối mới. Như vậy tìm liền một đêm, Diệp Thần nhưng không việc gì thu hoạch, không khỏi có chút thất vọng. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời mới lên, ánh mặt trời chiếu rọi ở Bắc Võ Thành phế tích trên đất. Diệp Thần đang muốn tiếp tục tìm, nhưng gặp cuối phế tích, xuất hiện một đạo bóng đẹp, đó là một cái tướng mạo tươi đẹp cô gái. Tiêu Khinh Nhan, là ngươi. Diệp Thần cả kinh, phụ nữ kia hắn nhưng nhận được, chính là địa tâm vực thiên quân thế gia, Tiêu gia may mắn còn sống sót, Tiêu Khinh Nhan. Ngày hôm qua Diệp Thần đem Tiêu Khinh Nhan, mang ra khỏi hằng cổ chi môn, hai người phân biệt không lâu. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy ở chỗ này gặp lại. Luân, Diệp đại ca, là ngươi. Tiêu Khinh Nhan cũng là lớn kinh, vừa định kêu gọi Diệp Thần luân hồi chi chủ, nhưng ngay sau đó nghĩ đến thiên nhân vực bên trong, có rất nhiều thế lực mơ ước luân hồi, nàng liền lập tức đổi lời nói. Diệp Thần nghe được Tiêu Khinh Nhan cũng biết tị hiềm, dự đoán nàng vậy cẩn thận điều tra qua thiên nhân vực nhân quả. Cô gái nhỏ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần đột nhiên có chút cảnh giác, Tiêu Khinh Nhan xuất hiện được có chút đột nhiên, Bắc Phó Tử Đế gia tộc mới vừa bị tàn sát, mà Tiêu Khinh Nhan liền xuất hiện ở hiện trường, chẳng lẽ nàng lại cùng chuyện này có liên quan?
Tiêu Khinh Nhan nói, Diệp đại ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Diệp thần nói, ta và Bắc Võ Tử Đế có một ít nhân quả dính, lúc này mới cố ý tới xem. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Tiêu Khinh Nhan nghe được Diệp thần giọng bên trong, rất nhiều nghiêm nghị thẩm vấn ý, nhất thời biết Diệp thần là ở hoài nghi mình, hoảng hốt vội nói, Diệp đại ca ngươi không muốn hiểu lầm, ta cùng Bắc Võ Tử Đế gia tộc tiêu diệt chuyện, không có nửa điểm quan hệ, ta vốn là muốn tới nơi này mượn một món đồ. Diệp thần nói, mượn vật gì vậy? Tiêu Khinh Nhan nói, một kiện thần vật, năm đó Bắc Võ Tử Đế Ninh Tôn Thế, là Bắc Võ Thành Chí Cao nắm giữ, nhưng hắn sau khi biến mất, hắn Ninh gia liền đi về phía xa xút, sau đó nhưng lại quật khởi một đoạn năm tháng, chỉ vì một kiện thần vật. Diệp thần nói, thần vật kia là cái gì? Tiêu Khinh Nhan yên lặng một hồi, tựa hồ có băn khoăn gì, nói, xin lỗi, Diệp đại ca, ta không thể nói, thần vật kia nhân quả quá lớn, liền tên chữ đều không thể tiết lộ. Nếu không rất có thể đưa tới họa sát thân, ngươi nếu là Bắc Võ Tử Đế bằng hữu, lại có thể cũng không biết thần vật tồn tại, muốn đến Bắc Võ Tử Đế vậy có điều cố kỵ, không dám nói cho ngươi. Diệp thần nhướng mày một cái, nếu quả thật có cái loại này thần vật tồn tại nói, vậy rất có thể Ninh gia tiêu diệt, chính là cùng cái này kiện thần vật có liên quan. Ngươi muốn mượn thần vật kia, có dụng ý gì? Diệp thần lại hỏi. Tiêu Khinh Nhan nói, thần vật kia lực lượng không phải chuyện đùa. Nếu như ta có thể mượn dùng, đủ để cho Tiêu gia ta quật khởi. Ta rời đi địa tâm vực, chính là vì tìm cái này kiện thần vật. Diệp thần trong lòng chấn động một cái, không biết vậy kết quả là cái gì thần vật, lại có lớn như vậy uy năng. Phải biết, Tiêu gia đã sớm tiêu diệt, sau lưng địch nhân là cân nhắc quyết định đứng đầu, Tiêu Khinh Nhan muốn quật khởi, trước hết có đối kháng cân nhắc quyết định thánh đường thực lực. Thần vật kia, nhất định là kinh thiên vậy mạnh mẽ. Đủ để cầm tới đối kháng cân nhắc quyết định thánh đường. Tiêu Khinh Nhan nói, Diệp đại ca, ta tựa hồ bắt được thần vật kia hơi thở, liền ở cực bắc chi địa bên trong, người có thể hay không cùng ta cùng đi điều tra. Nàng trong giọng nói mang một vẻ lo âu, tựa hồ thần vật kia sau lưng, còn có rất nhiều kẻ địch nhìn chằm chằm, nàng không tốt động thủ, cho nên liền muốn gọi Diệp thần đồng hành. Dẫu sao, Diệp thần thực lực, vô cùng cường đại, nếu như có Diệp thần xuất thủ, đủ để ứng đối phần lớn biến cố. Diệp thần trầm tư một hồi, nói, được, ta cùng ngươi cùng đi điều tra, nhưng ngươi trước đợi một chút. Nói xong, Diệp thần linh khí hội tụ thành phi kiếm, phát ra đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, hướng huyết tử ngục đầu đi. Điều tra thần vật kia sự việc, cũng không biết phải hao phí bao lâu thời gian, Diệp thần cái này phong phi kiếm truyền thư, là báo bình an ý, hắn phải nói cho huyết thần cùng huyết long, hắn trở về. Tốt. Phi kiếm truyền thư phát ra sau đó, Diệp thần liền cùng Tiêu Khinh Nhan cùng lên đường, đi điều tra Bắc Võ Tử Đế gia tộc tiêu diệt, còn có thần vật kia rơi xuống. Mà cùng lúc đó, huyết tử ngục, tù ma hạp. Huyết long đang bị nhốt ở chỗ này, thừa nhận triệu long hồn oán niệm đau khổ. Nhiều ngày không nhận được Diệp thần tin tức, hắn đã đoán được Diệp thần bỏ mình, nhưng không có thấy Diệp thần hài cốt, hắn từ đầu đến cuối vẫn là ôm trước một chút hy vọng. Không có giống vậy ảo cảnh kết cục vậy, thật tự sát chết đi. Chủ nhân rất có thể đã chết, đầu sỏ chính là vậy nho tổ. Huyết long nội tâm cực kỳ phẫn hận, hai tròng mắt mang giận dữ cùng cừu hận thấu xương. Hắn muốn báo thù, là Diệp thần trả thù. Cái này cổ cừu hận thấu xương, chống đỡ hắn, để cho hắn không có bị vậy triệu long hồn oán niệm chiếm đoạt xác. Hắn luyện hóa long chiến giã hài cốt, đó là thái thượng chủng tộc. Diệt Long thần tộc nắm giữ, đạo thống tu vi cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là bởi vì bị Long hồn tàn dư ảnh hưởng, hắn một mực không có thể chân tránh thừa kế. Nhưng nhiều ngày tới cửu hận, đã hóa thành động trời chiến ý. Giờ khắc này huyết Long, cả người khí huyết cuồn cuộn cháy, lại đang không ngừng xúc diệt những con rồng kia hồn oán niệm. Từng đạo Long hồn nghiệt ảnh, phát ra nhọn tiếng kêu thảm thiết, ở huyết Long chiến ý biến dạng hạ, bóng người phai mờ tiêu tán, lâm vào là giả không. Long chi đạo thống, nhập ta huyết mạch. Huyết long ngửa mặt lên trời gầm thét, phân lôi đế long châu sử dụng, hòa lẫn tự thân khí huyết, điên cuồng nổ tung ra từng đạo tinh mang, đem vậy triệu long hồn hư ảnh, toàn bộ nghiền ép được nghiền. Rất nhiều long hồn, kế cận diệt vong trước thảm thiết tiếng kêu, truyền khắp toàn bộ huyết tử ngục. Huyết tử ngục bên trong, huyết thần cùng rất nhiều cường giả, nghe được tù ma hạp truyền tới kinh thiên dị động, tất cả người đều là sắc mặt đại biến. Huyết long có khác thường, chẳng lẽ,
hắn thành công thừa kế Long Chiến Giã đạo thống. Vẫn bị vậy Triệu Long Hồn đoạt xác. Huyết Thần trong lòng kinh nghi không chừng, lập tức cưỡi kim nghê thú, mang một nhóm tinh nhuệ, nhanh chóng đi tù ma hạp chạy tới. Làm Huyết Thần chạy tới tù ma hạp thời điểm, nhưng thấy vô cùng khoáng đạt hình ảnh. Còn quấn huyết long quanh thân long hồn oán niệm, toàn bộ bị xúc tiêu diệt, hóa thành hư không. Không có long hồn oán nghiệt quấy nhiễu, huyết long bắt đầu thừa kế Long Chiến Giã đạo thống, năng lượng bàng bạc thể hồ quán đỉnh, bơm vào đến hắn trong thân thể. Hắn hình rồng thân thể, không ngừng bạo tăng, bộc phát ra vô cùng kinh khủng tia máu, trên trời mây sấm cút trào, vậy nhốt trước huyết long từng cái xiềng xích, rắc 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 vang dội, lại bị từng cây một đứt đoạn. Giờ khắc này huyết long, uy thế cường hãn, tù ma hạp lại không cách nào lại nhốt hắn. Thành công thừa kế. Huyết Thần thấy một màn này, con người nhất thời co rúm một cái, nhưng cảm thấy huyết long hơi thở không ngừng tăng vọt, không ngừng đột phá, mỗi một phiến vảy rồng, đều có vạn trượng kim quang thả ra ngoài, xuyên qua trùng trùng thời không, biểu dương ra ngập trời khí tượng. Phải biết, Long Chiến Giã nhưng mà diệt long thần tộc nắm giữ, hắn hài cốt, năng lượng hạng bàng bạc, huyết long giờ phút này hoàn toàn thừa kế hấp thu, tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hống! Huyết long ngửa mặt lên trời dài ngâm, phát ra một tiếng lảnh lót kéo dài tiếng rồng ngâm, chấn động thiên sơn vạn hác. Tất cả nhốt hắn xiềng xích, hoàn toàn vết nứt hết, hắn thân thể, từ tù ma hạp bên trong bay lên trời, phiên vân phúc mưa, ói sương mù động thủy, có ở trên trời một phiến phiến kim quang mưa rơi rơi xuống. Thật là cường hãn hơi thở, cho dù là nho tổ, cũng chưa chắc là huyết long địch thủ. Huyết Thần cảm nhận được liền huyết long hơi thở, nhất thời vô cùng rung động. Giờ khắc này huyết long, lột xác quá lớn, nếu như hắn hạ xuống ngày đó ước chiến, đủ để trấn áp nho tổ, cũng sẽ không để cho Diệp Thần xảy ra chuyện. Một quyển thiên thư, chậm rãi từ huyết long trong cơ thể bắn ra. Bữa trước sách trôi lơ lửng ở trên 9 tầng trời, bìa mơ hồ có thể gặp 4 chữ to. Vạn Thương Thiên Thư. Lúc đầu cái cuốn thiên thư này, chính là Phong Vân Vô Tướng 4 cuốn cao nhất thiên thư một trong, đại biểu một cái tướng chữ. Hiển nhiên. Vạn Tương Thiên Thư là Long Chiến Giã pháp bảo thần thông, huyết long hấp thu hết Long Chiến Giã năng lượng, liền thuận lợi thừa kế Vạn Tương Thiên Thư. Vạn Tương Thiên Thư và Vô Vô Thiên Thư vừa vặn ngược lại, Vô Vô Thiên Thư là tuyệt đối hư không, thậm chí liền hư vô khái niệm vậy không tồn tại, vô cùng trống rỗng mờ ảo. Mà Vạn Tương Thiên Thư, nhưng mang thiên địa vạn tướng. Chúng sanh tướng, hồng trần tướng, nguyên tố tướng, chim tướng, mãnh thú tướng, tu la bằng nhau các loại. Một quyển thiên thư, bao la vạn vật, không chỗ nào không có. Truyền thuyết bên trong, có thể chấp trưởng Vạn Tương Thiên Thư người, được gọi là Vạn Tướng Vương. Giờ khắc này huyết long, tựa như thật sự là Vạn Tướng Vương, thiên thư hơi thở trải tản ra, có một cái đại thế giới, ở hắn quanh thân hiện lên. Vậy đại thế giới bên trong, rất nhiều chúng sanh tướng, nguyên tố tướng, thú chim tướng, cuồn cuộn hồng trần, làm người ta không chớp mắt. Chấp trưởng Vạn Tương Thiên Thư. Huyết Long, người sau này chính là Vạn Tướng Vương. Huyết Thần thấy vậy cuốn thiên thư, cũng là kinh hãi vạn phần, không nghĩ tới Long Chiến Giã đạo thống bên trong, lại có như thế cường đại thần thông pháp bảo. Cái này Vạn Tương Thiên Thư, nhất cuối cùng sát chiêu, tên là Thiên Động Vạn Tượng, chiêu này vừa ra, có thể trấn áp phai mở hết thảy, cho dù là nho tổ, cũng chưa chắc có thể chống lại. Huyết Long trong mắt mở ra, điều chỉnh tự thân hơi thở, chậm rãi cảm ngộ Long Chiến Giã các loại đạo pháp. Không nghi ngờ chút nào, Long Chiến Giã đạo thống bên trong, cường đại nhất, chính là cái này cuốn Vạn Tương Thiên Thư, chân chính bao la vạn vật. Cho dù là ngày xưa Long Chiến Giã, cũng không cách nào hoàn toàn chấp trưởng Vạn Tương Thiên Thư, chỉ là nắm giữ bộ phận lực lượng thôi, bởi vì hắn khí vận không đủ. Nhưng huyết Long không cùng, đi theo Diệp Thần nhiều năm, hắn cũng nhận được Diệp Thần khí vận che chở. Khí vận của hắn, đã lấy được Vạn Tương Thiên Thư thừa nhận. Nói cách khác, huyết long là thiên cổ tới nay, thủ cái chấp trưởng Vạn Tương Thiên Thư tồn tại. Chân chính thiên động vạn tượng, Vạn Tướng Vương. Cái này vừa vặn ấn chứng năm đó luân hồi mộ địa đại năng chắc chắn huyết long sẽ là Diệp Thần lớn nhất một trong những lá bài tẩy. Huyết Thần tiền bối, lấy ta hôm nay thực lực, có thể đủ để tiêu diệt nho tổ. Huyết long từ trên bầu trời hạ xuống, lắc mình một cái. Hóa thành hình người. Thời khắc này hắn, giống như nắm giữ vạn tướng cường giả, khí tượng khoáng đạt mênh mông, lại cũng không có trước kia chịu đủ hành hạ bộ dáng chật vật,
hoàn toàn lột xác. Huyết thần yên lặng một hồi, nói, ngươi đều biết. Huyết Long nói, nhiều ngày như vậy, cũng không có chủ nhân tin tức, muốn đến chủ nhân vậy đã chết. Huyết thần nói, thật xin lỗi, ta sợ ngươi quá mức thương tâm, cho nên không dám nói cho ngươi. Huyết Long nói, chủ nhân kia hài cốt đâu? Huyết thần lắc đầu một cái, nói, không tìm được hài cốt, hôm đó trên trời hạ xuống mưa máu, Diệp thần là hoàn toàn bạo diệt, liền một chút cho cốt dấu vết đều không lưu lại. Nho tổ dùng nguyện vọng thiên tinh suy diễn qua, thế gian lại không Diệp thần nhân quả. Huyết Long nói, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, nếu không tìm được hài cốt, nói không chừng chủ nhân còn sống. Nghe được Huyết Long mà nói, Huyết thần nhưng là trầm mặc, hắn ngược lại là hy vọng Diệp thần còn sống sót, nhưng, hy vọng quá xa vời. Huyết Long trong ánh mắt có nhiệt huyết hy vọng, nhưng thay đổi ý nghĩ lại suy nghĩ một chút, nếu như Diệp thần thật còn sống, nhiều ngày như vậy. Cũng nên có thư phát hồi huyết tử ngục. Nhưng hiện tại, nhưng không có gì cả. Huyết Long ánh mắt buồn bã, nghĩ như vậy tới, có lẽ Diệp thần thật sự là chết. Ta phải lập tức lướt đi Nho tổ thần điện, thay chủ nhân trả thù. Huyết Long cắn răng, trong tròng mắt lửa giận đang cháy, hắn chấp trưởng vạn tương thiên thư, đủ để đối kháng Nho tổ, thậm chí là trực tiếp giết chết. Huyết thần nói, không nên vọng động, người mới vừa thừa kế Long chiến giã đạo thống. Căn cơ chưa vững chắc, chỉ ít còn muốn mải mấy năm, mới khá hoàn toàn vững chắc, hôm nay động thủ, nguy hiểm quá lớn. Không nghi ngờ chút nào, Huyết Long thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, nhưng mới vừa thừa kế vạn tương thiên thư, hắn hơi thở đặc biệt không ổn định, chưa chắc có thể phát huy ra vạn tương thiên thư uy lực, cưỡng ép động thủ, thậm chí còn có thể gặp cắn trả. Huyết Long nắm chặt quả đấm, nói, huyết hải thâm cừu, chính là một ngày cũng không chờ, hôm nay ta là vạn tướng vương. Cần thiết chu diệt Nho tổ. Huyết thần tiền bối, ở nơi này chờ ta đi một chút liền hồi. Dứt lời, Huyết Long thân thể thoáng một cái, hóa ra hình rồng, ngưỡng mặt thét dài, lại là muốn một thân một mình, lướt đi Nho tổ thần điện. Huyết thần lấy làm kinh hãi, cũng không nghĩ tới Huyết Long như thế đoạn tuyệt. Nhìn Huyết Long cừu hận nhiệt huyết hình dáng, Huyết thần cũng bị giấy lên trong lòng ý chí chiến đấu, rút ra khắc trời trong ly hỏa kiếm, nói, Huyết Long. Ta cũng giúp ngươi. Dứt lời, Huyết thần cưỡi kim nghê thú, cùng máu long nhất cùng biến dạng hư không, lướt đi Nho tổ thần điện. Huyết tử ngục rất nhiều các cường giả, chố mắt nhìn nhau, cũng không biết như thế nào cho phải. Suy. Vừa lúc đó, nếp sống biến dạng, một đạo phi kiếm truyền thư, phát đến huyết tử ngục. Đám người vội vàng mở ra thư vừa thấy, nhưng là Diệp thần phát trở về bình an tin, phía trên nội dung chỉ có ngắn ngủi một câu nói. Ta đã bình yên, chớ niệm, khắc ngày trở về. Đám người thấy cái này phong thư, nhất thời thất kinh, kêu lên. Ai yêu, không tốt, là Diệp đại nhân truyền thư. Diệp đại nhân còn chưa có chết, đi nhanh bẩm báo huyết thần chí tôn. Huyết thần và huyết long chân trước mới vừa đi, Diệp thần thư nhưng phát tới, hai người cũng không thấy, nếu không, cũng sẽ không như thế xung động, trực tiếp lướt đi Nho tổ thần điện. Đây thật là, tạo hóa trêu người. Vận mệnh vô thường. Lúc này, Nho tổ thần điện bên trong, bầu trời đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Cái này Nho tổ thần điện, bao phủ ở một phiến đại trận bên trong, nhưng giờ khắc này, vậy bảo vệ đại trận, lại không chịu nổi bầu trời uy áp. Suy rồi. Hư không nổ tung, lưu vân biến dạng. Một cái to lớn long chảo, từ trong tầng mây lộ ra. Sau đó, huyết long khoáng đạt thân ảnh khổng lồ. Xuất hiện ở Nho tổ thần điện bầu trời, vậy hộ sơn đại trận, lại có thể bị hắn một móng vuốt phá hỏng, trực tiếp nghiền. Tốt thực lực cường hãn. Huyết thần trôi lơ lửng ở huyết long bên cạnh, mắt thấy huyết long mạnh mẽ, hắn trong lòng cũng là rung động. Mà đột nhiên phủ xuống long ảnh, để cho được toàn bộ Nho tổ thần điện, đều là hỗn loạn lên. Rất nhiều Nho tổ thần điện đệ tử, vốn là ở tự mình tu luyện, nhưng đột nhiên nổ tung oai rồng. Trực tiếp để cho toàn trường người đều sợ ngây người, không thiếu tu vi hơi yếu đệ tử, ở huyết long uy áp bao phủ hạ, thậm chí trực tiếp hộc máu, tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Nho tổ ở chỗ nào? Cút ra đây gặp ta. Huyết long ngửa mặt lên trời gầm thét, sử dụng vạn tương thiên thư, cừu hận dưới, tu la tướng bùng nổ, sau lưng hắn lại xuất hiện một chi tu la đại quân, chừng vạn người đám người, đứng lơ lửng trên không, vô cùng đáng sợ. Cái này vạn tương thiên thư. Bao la vạn vật, vô luận là thứ gì, đều có thể biến hóa ra tới, vô cùng thần kỳ,
không cách nào dùng lời nói hình dung ảo diệu. Giết vạn thế địch, diệt vạn thế thù, tàn sát vạn vật hồn. Chi kia Tu La đại quân, ngửa mặt lên trời kêu gào, thanh thế hùng tráng, rất nhiều Nho Tổ thần điện đệ tử thấy, đều là kinh hãi thất sắc. À, lại là Vạn Tương Thiên Thư, loại vật này, làm sao sẽ xuất hiện ở thiên nhân vực? Một cái cô gái xinh đẹp, thấy vậy Vạn Tương Thiên Thư, tựa hồ nhận ra, phát ra kinh ngạc tiếng hô. Nàng chính là Nho Tổ tọa hạ đệ tử thân truyền, như một, hiển nhiên là nhận được Vạn Tương Thiên Thư lợi hại. Vạn Tương Thiên Thư, tại sao có thể có loại vật này? Đứng ở như một bên cạnh, nhưng là vậy Chí Huyền Hòa Thượng. Hắn nhìn trôi lơ lửng ở trên không thiên thư, cũng là rung động tới cực điểm. Này cùng thần bí vật, nếu như xuất hiện ở thiên nhân vực mà nói, khẳng định sẽ kinh động nhân quả, không thể nào không có chút nào chập chờn. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ trước kia đều không gặp qua Vạn Tương Thiên Thư xuất hiện. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Bọn họ lại không nghĩ rằng, cái này Vạn Tương Thiên Thư núp ở Long Chiến Giã đạo thống bên trong, nếu như không phải là huyết long thuận lợi thừa kế đạo chính thống nói, thiên thư này có lẽ liền muốn tiêu tán. Trong đại điện, một đạo già nua uy nghiêm bóng người, cảm nhận được ngoại giới biến cố, gương mặt hơi đổi, ngự gió bay ra, chính là Nho Tổ. Vạn Tương Thiên Thư, không nghĩ tới thiên nhân vực lại có người, có thể chấp trưởng Vạn Tương Thiên Thư, huyết thần, người đi nơi nào mời như thế một vị nghịch thiên cao thủ. Nho Tổ nội tâm thoáng qua vô số ý niệm, nhưng ngoài mặt tỉnh bơ, cười tủm tỉm nhìn huyết thần cùng huyết long. Vậy Vạn Tương Thiên Thư ảo diệu biến hóa, không kém chút nào nguyện vọng thiên tinh, thậm chí đơn thuần lấy công kích sát phạt mà nói, còn ở nguyện vọng thiên tinh bên trên. Ngay lúc nói chuyện, Nho Tổ sau lưng linh quang lững lờ, nguyện vọng thiên tinh nổi lên. Hắn lặng lẽ thúc giục nguyện vọng thiên tinh, mở ra tòa thứ hai bảo vệ đại trận, bảo vệ sơn môn khí vận, miễn được bị Vạn Tương Thiên Thư áp chế. Cái này tòa thứ hai bảo vệ đại trận mở một cái, chu vi mấy vạn dặm không gian, cũng bị phong tỏa. Vốn là huyết tử ngục cường giả, nhận được Diệp Thần phi kiếm truyền thư sau đó, muốn mạo hiểm đi Nho Tổ thần điện, hướng huyết thần bẩm báo, nhưng cái này một tí, không gian bị phong tỏa, người ngoài nhưng không vào được. Cho nên, vô luận là huyết thần vẫn là huyết long, hai người cũng không biết Diệp Thần đã trở về. Hai người ánh mắt bên trong, đều mang phẫn hận địch ý. Nho Tổ, người ngày hôm nay ngày rỗ, còn có gì ngôn gì? Huyết thần cười lạnh một tiếng, nắm chặt chuôi kiếm. Huyết long lãnh khốc nhìn chằm chằm Nho Tổ, nói chính là ngươi giết ta chủ nhân. Nho Tổ trong lòng chấn động một cái, bề ngoài bình tĩnh nói, ha ha, lúc đầu luân hồi chi chủ, chính là ngươi chủ nhân sao? Tuy miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra, Nho Tổ giọng bên trong, có cực lớn kiêng kỵ. Dẫu sao, luân hồi chi chủ khí vận có 102 chư thiên, người bên cạnh hắn, tự nhiên cũng có đại khí vận che chở. Huyết long có thể chấp trưởng Vạn Tương Thiên Thư, đây chính là tốt nhất chứng minh. Lão tạp mao, cho ta chết. Huyết long ngưỡng mặt thét dài, Vạn Tương Thiên Thư chân long tướng bùng nổ, nhất thời từng luồng oai rồng, từ hắn trong thân thể tràn ngập ra. Huyết long móng vuốt, cũng hóa thành hoàng kim vậy màu sắc, xuyên qua hư không, hung hăng hướng Nho Tổ lướt đi. Sát sát sát, mà huyết long sau lưng Tu La đại quân, cũng là giết rơi xuống đi, giơ lên đồ sát đao, cùng Nho Tổ thần điện các đệ tử, kịch chiến với nhau, máu tươi tung tóe, thảm thiết đặc biệt thảm biến. Từng cái Nho Tổ thần điện đệ tử, nhưng là khổ không thể tả, bọn họ là người sống sờ sờ, có sống sờ sờ tánh mạng, mà đây Tu La đại quân, chỉ là Vạn Tương Thiên Thư biến hóa ra tới dị tướng thôi, căn bản cũng không phải là người sống, vô luận chiến đấu thắng bại như thế nào. Huyết long cũng lời chắc không lỗ. Mà bầu trời bên trong, Nho Tổ thấy huyết long long chảo giết tới, cũng là một mặt ngưng trọng. Thiên nguyện trấn ma trưởng. Nho Tổ thúc giục nguyện vọng thiên tinh, cả người ánh sáng trắng bao phủ, các loại tín đồ nguyện lực, hội tụ ở trên người hắn, hắn lại một trưởng cuồng chụp ra, trực diện huyết long móng vuốt. Một trưởng này, Nho Tổ ước chừng vận dụng 7 thành công lực, hiển nhiên là vô cùng coi trọng huyết long, không dám chút nào khinh địch khinh thường. Phịch, long chảo cùng trưởng pháp va chạm, trên không trung nổ lên kịch liệt đợt khí, trực tiếp xé nát chung quanh lưu vân. Ồ, người hơi thở phù phiếm không chừng, lúc đầu căn cơ chưa vững chắc. Cái này một tí giao phong, Nho Tổ trong mắt tinh mang bạo sáng, đã thử lộ ra huyết long lai lịch.
Lúc đầu Huyết Long tuy chấp trưởng Vạn Tương Thiên Thư, nhưng dẫu sao căn cơ còn thấp, vẫn không thể phát huy thiên thư này toàn bộ uy lực, nếu như cưỡng ép muốn bùng nổ nói, tất bị cắn trả. Ha ha ha, người tuổi trẻ vẫn là quá xung động, chỉ chút này căn cơ, như thế nóng nảy xông vào ta Nho Tổ Thần Điện, há chẳng phải là muốn chết sao? Biết Huyết Long lai lịch, Nho Tổ ngay tức thì yên tâm, ngửa mặt lên trời cười lớn. Nếu như là ở lúc trước, cho dù là trạng thái như vậy Huyết Long, hắn đều không chắc chắn chiến thắng, thậm chí có bị giết chết nguy hiểm. Nhưng giờ khắc này, so với trước kia, Nho Tổ đã có cực lớn lột xác. Thần Đồ Thiên Âm tặng cho hắn vong linh thiên tai, hắn đã hoàn toàn luyện thành, hơn nữa đột phá tu vi, đã là xưa không bằng nay. Chỉ bất quá, Nho Tổ giấu giếm thực lực, không có ở trước mặt địch nhân tùy tiện bại lộ, cho nên người người cũng lấy là hắn tu vi, hay là từ trước như vậy. Lột xác sau khi đột phá Nho Tổ, nhưng là có nắm chắc chiến thắng Huyết Long. Hừ, coi như ta căn cơ bất ổn, đối phó ngươi dư sức có thừa. Huyết Long cũng không biết Nho Tổ giấu giếm thực lực, mới vừa vậy một tí va chạm, hắn chỉ cảm thấy mình và Nho Tổ kỳ cổ tương đương, lại phối hợp trên huyết thần mà nói, có rất lớn chắc chắn, có thể chu diệt Nho Tổ, là Diệp Thần trả thù. Hắn quanh thân phun trào ra cực kỳ kinh khủng huyết khí, thậm chí từng đạo huyết khí lại có hóa hình chuyện lý thú. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại. Bên kia huyết thần, vậy lấy là Nho Tổ thực lực, và ngày xưa như nhau, thấy Huyết Long giao phong không rơi hạ phong, nhất thời tinh thần đại chấn, nói, Huyết Long, chúng ta cùng tiến lên. Nếu như Diệp Thần chết, chúng ta thuận tiện lấy Nho Tổ máu hiến tế, nếu như Diệp Thần còn sống, chúng ta thuận tiện lấy Nho Tổ chết tới hoan nghênh hắn trở về. Vừa nói, huyết thần cưỡi kim nghê thú, một kiếm cuồng sát ra, kiếm phong biến dạng hư không, lại có thể phát ra lảnh lót như chiến hống vậy thanh âm, vô cùng là hung mãnh đặc biệt. Thậm chí mơ hồ muốn đánh rách bảo vệ trận pháp. Lúc đầu ở Diệp Thần chết sau trong cuộc sống, huyết thần vậy không có quên tu luyện, đi qua những ngày qua tu luyện, hắn đã nắm giữ Thái Thượng Thiên Hét bí quyết, cũng đem chiến hống đạo pháp, dung nhập vào tự thân kiếm chiêu bên trong. Mỗi một kiếm vung ra, đều có chiến hống thiên âm nổ tung, thanh thế cuồn cuộn. Vậy chiến hống truyền xuống tiếp, không hề thiếu Nho Tổ Thần Điện đệ tử, đều bị chấn động được thất khiếu chảy máu. Rất tốt. Rất tốt, các ngươi cùng lên đi, ta đây muốn xem, chỉ bằng hai người các ngươi, có thể hay không làm bị thương ta một cái chút nào mau. Nho Tổ cười một cái, lại không có bị chiến hống ảnh hưởng. Thấy Nho Tổ như vậy khí định thần nhàn hình dáng, huyết thần trong lòng rét một cái, nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ cái này lão tạp mau khác có hậu thủ. Đương thời giây phút, huyết thần vậy không kịp suy nghĩ nhiều, một kiếm nghiêng chém Nho Tổ đầu vai. Thời gian pháp tắc và đạo ấn oai lại là vờn quanh ở kiếm ý bên trên. Kinh khủng bực nào. Nho Tổ nghiêng người tránh qua, bên kia, Huyết Long nhưng là từ cạnh giáp công đánh tới. Chút tài mọn. Nho Tổ tay trái ngăn trở huyết thần trường kiếm, tay phải vung ra, ngăn cản Huyết Long tập kích, nhất tâm nhị dụng, lại là dửng dưng tự nhiên, không có chút nào rơi hướng xuống gió. Cái này lão tạp mau giấu giếm thực lực. Cái này một tí. Huyết Long vậy phát hiện không được bình thường. Nho Tổ giấu giếm thực lực, hắn chân chính thực lực, tuyệt không phải bề ngoài nhìn như vậy. Ha ha, ánh mắt không tệ. Nho Tổ cười nhạt, tế khởi nguyện vọng thiên tinh, quát lên, vong linh tinh mang, giết. Chỉ gặp vậy nguyện vọng thiên tinh trên, trong thoáng chốc hắc khí đại tác, lại có trùng trùng ma sương mù dâng lên, một món đen nhánh tinh mang xuyên qua ra, hướng Huyết Long hai người bắn tới. Cuối tháng rồi. Còn không bỏ phiếu tháng mau đầu nha, nếu không lập tức quá hạn rồi tương đương. Là vong linh thiên tai hơi thở, cái này lão tạp mau, lúc nào luyện thành này cùng hồng mông nguyên thuật. Huyết Long ánh mắt trầm xuống, nhất thời cảm thấy một hồi vô cùng là đậm đà vong linh hơi thở, vậy nguyện vọng thiên tinh bắn ra tinh mang bên trong, mang theo kịch liệt vong linh tử khí, người một khi dính, thân xác thần hồn cũng sẽ bị hòa tan, biến thành một món vong linh. Huyết thần cũng là mặt liền biến sắc. Vội vàng huy động trường kiếm, ngăn cản vong linh tinh mang tập kích. Suy! Vậy vong linh tinh mang tấn công tới, Huyết Long móng vuốt cương khí nổ tung, thành công ngăn trở. Nhưng là, huyết thần một kiếm này, nhưng là không đỡ được, ngực gặp phải vong linh tinh mang tập kích, trong thoáng chốc hắc khí triển thân, há mồm phun ra máu tươi, đầu tóc bạc trắng cuốn lên, gương mặt đã là một phiến trắng bệch. Huyết thần tiền bối! Huyết Long lấy làm kinh hãi. Vội vàng thúc giục Vạn Tương Thiên Thư,
gọi ra các loại thiên y tướng, linh dược bằng nhau các loại, từng bụi kỳ diệu linh dược hoa cỏ, ở trên trời trong sách nổi lên, thả ra từng cơn sức sống, hướng huyết thần chữa trị đi. Nhưng, huyết long mới vừa chấp trưởng vạn tương thiên thư, căn cơ thượng không vững chắc, sử dụng cũng không đủ thuần thục, linh dược này tướng tác dụng có hạn, xa xa kém hơn diệp thần bát quái thiên đan thuật, chỉ có thể tạm thời chậm tách ra huyết thần thương thế mà thôi, căn bản không cách nào hoàn toàn chữa trị. Huyết thần dính liền vong linh tử khí, trên khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ, da suy suy vang dội, lại là toát ra tầng tầng khói xanh, tựa như hắn máu thịt tùy thời có thể tan rã tan hết. Ha ha ha, huyết thần, một đoạn thời gian không gặp, người thực lực cũng đổi được như vậy chán trường. Nho tổ ngửa mặt lên trời cười to, nhìn hờ hững. Ngày đó ước chiến bên trong, huyết thần sử dụng thời gian đạo ấn, chi nhiều hơn thu tương lai, đã đi về phía già yếu, thực lực giảm bớt nhiều, đầu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, lúc này đối mặt nho tổ vong linh tinh mang, lại nhất kích cũng không ngăn nổi, trực tiếp dính liền tử khí. Im miệng cho ta, lão tạp mao, ta muốn ngươi để mạng lại bổ sung. Huyết long ngửa mặt lên trời gầm thét, long ngâm kinh thế, toàn lực thúc giục vạn tương thiên thư. Thoáng chốc tới giữa, vạn tương thiên thư bộc phát ra trước đó chưa từng có sáng chói ánh sáng, cao như trời, lớn như nhật nguyệt vậy trôi lơ lửng ở trên bầu trời, từng đạo cao nhất nguyên văn lững lờ, các loại thiên địa pháp tướng, hồng trần chúng sanh tướng, tự nhiên nguyên tố tướng, cuồn cuộn xen lẫn. Cuối cùng, một viên vẫn thạch khổng lồ, từ vạn tương thiên thư trên bạo rơi xuống, mang khí thế kinh khủng, hướng nho tổ oanh đi giết. Cứu cực giết kỹ, thiên động vạn tượng. Huyết long gào thét gầm thét, viên này vẫn thạch khổng lồ, xen lẫn khó mà hình dung uy thế, hung hăng đánh phía nho tổ. Vẫn thạch dọc đường lướt qua, ngàn vạn nặng không gian nổ tung, thế gian hết thảy tồn tại, tựa như đều phải đi về phía phai mờ. Một chiêu này, là vạn tương thiên thư bên trong cứu cực sát chiêu, tên là thiên động vạn tượng. Chiêu này vừa ra, huyết long cả người có tầng tầng cổ xưa chữ viết vần quanh. Các loại pháp tướng bốc hơi lên, tựa như thật sự là trong truyền thuyết vạn tướng vương. Muốn liều mạng sao, ha ha. Nho tổ thấy vậy vẫn thạch đánh giết tới, cũng cảm nhận được cực kỳ đáng sợ uy thế, nhất thời thu liễm ý khinh thị. Tuy nói huyết long căn cơ bất ổn, nhưng cái này thiên động vạn tượng, dẫu sao là vạn tương thiên thư trung cực sát chiêu, uy thế đáng sợ, chân thực không thể khinh thường, hơi lơ là, rất có thể trực tiếp bị vẫn thạch đập chết, lâm vào là thịt nát. Vong linh thiên tai, lên. Nho tổ quát lên một tiếng lớn, cũng là thi triển ra cứu cực sát chiêu. Chỉ gặp hắn vung tay lên, nguyện vọng thiên tinh cấp tốc chuyển động, từng luồng hắc khí nổ tung, từ trong diễn hóa ra liền hàng tỷ vong linh đại quân. Đó là một chi vô cùng kinh khủng quân đội, do hàng tỷ địa ngục vong linh tạo thành, tu la, dạ xoa, thi quỷ, ác ma, oan hồn, ma long, yêu thú vân. Vân, trùng trùng điệp điệp, chi chít, ùn ùn kéo đến. Giống như ngày tận thế châu chấu bay. Đúng viên nguyện vọng thiên tinh, tựa như hóa thành một phiến luyện ngục, vô số vong linh đại quân tuôn ra ngoài, hắc khí cuồn cuộn xông thẳng lên trời, hội tụ thành 9 tầng trời mây đen, tiếng sấm ùng ùng vang dội, tựa hồ có địa ngục ma tôn ở chân trời chấn động. Phịch, huyết long phát ra to lớn vẫn thạch, hung hăng nổ ở nguyện vọng thiên tinh trên, như bạo đánh nổ rơi biển sâu, trong thoáng chốc khơi dậy động trời gợn sóng, không biết nhiều ít vong linh ở vẫn thạch đánh vào nghiền, hóa thành hư không. Nhưng, nho tổ toàn lực thúc dục dưới, vong linh đại quân có chừng hàng tỷ nhiều, huyết long cho dù là bùng nổ tuyệt chiêu, đều không thể giết hết. Bữa trước động vạn tượng hơi thở, ngay chớp mắt bị vong linh thiên tai chìm ngập. Thấy vậy, huyết long thần sắc biến đổi, hắn căn cơ cuối cùng chưa từng vững chắc, một kích này không có thương tổn được nho tổ. Nếu như lại cho hắn mấy năm thời gian, có lẽ cũng sẽ không là hôm nay cục diện. Nhưng hắn không hối hận. Nếu như lại cho hắn lựa chọn một lần cơ hội, hắn như cũ sẽ như vậy. Ha ha ha. Nho tổ ngửa mặt lên trời cười to, giờ khắc này, hắn quanh thân ma quang vần quanh, tựa như nắm giữ vong linh chí tôn vậy, thực lực đã phát huy đến trình độ cao nhất, tu vi hơi thở mơ hồ vượt qua thái chân cảnh. Lại có thể cũng mau đến gần thái chân cảnh cực hạn. Huyết thần kinh ngạc nhìn, hiển nhiên, nho tổ ở luyện thành vong linh thiên tai sau đó. Tu vi đã tiến nhiều, đã sớm có đột phá thái chân cảnh dự định, mới vừa vẫn ẩn núp thực lực thôi. Hiện tại, hắn đem thực lực bản thân, toàn bộ hiện ra, nhất thời nổ lên không cách nào bá đạo ma uy, làm người ta rung động. Hàng tỷ vong linh,
thiên tai giáng thế, cho ta tiêu diệt. Nho Tổ gầm thét một tiếng, vậy hàng tỷ vong linh đại quân, từ nguyện vọng thiên tinh trên bạo giết ra, ùn ùn kéo đến, đạp chết nhịp bước, hướng huyết long cùng huyết thần lướt đi. Ùng ùng, ở giữa thiên địa, kịch liệt chấn động, đáng sợ vong linh tai khí, cuồn cuộn tàn phá, tựa như đúng cái thiên địa, cũng thần phục ở hàng tỷ vong linh thanh thế dưới. Nho Tổ uy vũ. Trên mặt đất, rất nhiều Nho Tổ thần điện các đệ tử, cao giọng hoan hô kêu gào. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Nho Tổ lại đổi được như thế lợi hại. Nếu như ngày đó ước chiến lúc đó, Nho Tổ có thực lực như vậy, sợ rằng một cái hô hấp thời gian, liền có thể đem Diệp Thần các người giết hết, cũng không cần như vậy chật vật. Lúc này theo vong linh đại quân bùng nổ, Nho Tổ thần điện bên trong Tu La quân đội, đã sớm bị vô hình tai khí tiêu diệt, hóa thành bụi bẩm. Nho Tổ thần điện các đệ tử, giải trừ uy hiếp, người người lớn tiếng ca tụng Nho Tổ uy vũ, quỳ bái. Nho Tổ cười tủm tỉm đứng ở trên trời, ánh mắt nhìn về huyết long cùng huyết thần, ở hắn trong mắt, cái này một người một rồng, đã là thi thể. Vạn tương thiên thư, bảo vệ. Huyết long mắt gặp vong linh đại quân tấn công tới, ánh mắt biến đổi, vội vàng thúc giục vạn tương thiên thư, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu, các loại sơn hà tướng, mặt đất tướng, cổng thành tướng. Bảo vệ bằng nhau các loại, phàm là phòng ngự hộ thân pháp môn, toàn bộ kích hoạt đi ra. Oanh! Trong thoáng chốc, vạn tương thiên thư chống lên một cái to lớn vòng bảo vệ, vậy vong linh đại quân đánh giết tới, đụng vào trên vòng bảo vệ, lại không thể đụng ra. Ừ! Nho Tổ thấy một màn này, da mặt hơi co rúm, nói còn muốn vùng vẫy. Ngươi có thể kiếm châm tới khi nào? Linh khí toàn lực phóng thích, vong linh tai vô cùng tức giận gửi mãnh liệt. Không ngừng đánh thẳng vào vạn tương thiên thư vòng bảo vệ. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Cái này vong linh thiên tai, vừa thi triển ra, nhất định phải thấy máu, vong linh là muốn giết người, nếu như không thấy máu, liền sẽ cắn trả tự thân, tạo thành nghiêm trọng vết thương. Cho nên, Nho Tổ phải giết chết huyết long cùng huyết thần, nếu không, tự thân rất có thể bị cắn trả. Ở vong linh thiên tai kịch liệt dưới sự xung kích, huyết long vạn tương thiên thư, vòng bảo vệ hỗn loạn liền một tí, nhưng thật may không có tan vỡ. Huyết thần sắc mặt trầm xuống, hướng huyết long hỏi, có thể chống đỡ bao lâu? Huyết long suy nghĩ sâu xa chốc lát, nói, không biết, chỉ có thể cố thủ chờ đợi. Thế cục tạm thời lâm vào giằng co, Nho Tổ không xông ra vạn tương thiên thư phòng ngự, mà huyết long hai người vậy chạy khỏi không đi ra. Nho Tổ hừ một tiếng, trong lòng mơ hồ có chút lo âu, nếu như hắn chiếm hết thượng phong. Chỉ cần vạn tương thiên thư phòng vệ vừa vỡ, là được giết chết huyết long hai người. Nhưng, lần này cuối cùng là giằng co, nếu như xảy ra biến cố gì, vậy thì phiền toái. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, còn có thể có biến cố gì? Mà ở bên này giằng co thời điểm, bên kia, Diệp Thần và Tiêu Khinh Nhan, ở cực bắc chi địa không ngừng điều tra, nhưng là có thu hoạch. Tiêu Khinh Nhan mang Diệp Thần, theo dõi thiên cơ hơi thở. Cuối cùng đi tới một vùng đại dương trước. Cái này vùng đại dương, ào ào, không biết có bao nhiêu bát ngát, nhưng trên mặt biển cương phong biến dạng, quy tắc rối loạn, các loại quy luật ngang dọc, hiển nhiên hàm chứa cực lớn ý định giết người. Tiêu Khinh Nhan ngắm nhìn đại dương, nói, vậy Ninh gia thần vật, sau cùng rơi xuống, chính là ở nơi này phiến cực bắc thiên hải khu vực. Cái này vùng đại dương, tên là cực bắc thiên hải, chỗ cực bắc đất biên cương. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, ngươi nói là, thần vật kia núp ở cực bắc thiên hải bên trong. Hắn thoáng suy diễn một tí thiên cơ, liền cảm thấy cực lớn hung hiểm, một khi tiến vào cực bắc thiên hải, rất có thể không có sống đi ra cơ hội. Chỗ này quá nguy hiểm, vực ngoại thiên đạo suy thoái, cực bắc thiên hải vậy bị nghiêm trọng ảnh hưởng, nơi này pháp thì đã sụp đổ, trở thành một phiến vong hồn tử địa. Không sai, ta dám khẳng định. Thần vật kia nhất định ở cực bắc thiên hải bên trong. Tiêu Khinh Nhan hàm răng một cắn, phát ra nói xác thực thanh âm, nàng đối với Ninh gia thần vật kia, tựa hồ từng có sâu đậm điều tra, có thể bắt được thần vật kia linh khí, cho nên có thể khẳng định, thần vật liền ở cực bắc thiên hải bên trong. Diệp đại ca, chúng ta cùng nhau đi vào đi, nếu như đi chậm, ta lo lắng sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Tiêu Khinh Nhan nhìn về Diệp Thần, phát ra mời. Nàng một người thế lực quá đơn bạc, cần Diệp Thần phụ trợ. Diệp Thần trầm giọng nói, như vậy tùy tiện đi vào, không khỏi quá mức lỗ mãng, trước hay là chuẩn bị một chút. Cực bắc thiên hải pháp thì đã sụp đổ,
rất nhiều võ đạo thần thông cũng không thi triển được, nếu như tùy tiện đi vào, nguy hiểm quá lớn. Diệp Thần không muốn tùy tiện mạo hiểm, hắn muốn chuẩn bị một phen. Tiêu Khinh Nhan nói, không thể đợi, Diệp đại ca, nếu như đi chậm, thần vật kia rất có thể bị người cướp đi. Nàng giọng bên trong, rất nhiều vẻ nôn nóng, hiển nhiên thần vật kia đối với nàng mà nói, vô cùng trọng yếu. Dẫu sao, Tiêu gia muốn quật khởi, đối kháng cân nhắc quyết định thánh đường, vẫn là phải dựa vào thần vật kia. Diệp Thần đang muốn cự tuyệt, nhưng bỗng nhiên tới giữa, bên hông tai Nan Thiên Kiếm, nhưng là kịch liệt chấn động đứng lên, mơ hồ cùng cực Bắc Thiên Hải chỗ sâu, có một cổ kỳ lạ đồng tình. Đó là kiếm linh cùng thân kiếm đồng tình. Cực Bắc Thiên Hải bên trong, cất giấu tai Nan Thiên Kiếm kiếm linh. Cái gì? Diệp Thần sắc mặt nhất thời đại biến, rút ra tai Nan Thiên Kiếm, nhưng gặp thân kiếm ông tác hưởng, xa xa cùng cực Bắc Thiên Hải đồng tình, kiếm minh tiếng bên tai không dứt. Diệp đại ca, thế nào? Tiêu Khinh Nhan thấy này cùng dị trạng, cũng là một hồi kinh ngạc. Diệp Thần nói, ta có bạn ở bên trong. Giờ khắc này, tai Nan Thiên Kiếm cùng kiếm linh đồng tình, mà tai Nan Thiên Kiếm kiếm linh, chính là Thánh Thiên Phủ nghìn vàng Lý Phi Tuyết. Nói cách khác, Lý Phi Tuyết mà lại ở cực Bắc Thiên trong biển. Diệp Thần dọc theo kiếm khí thiên cơ, cẩn thận suy diễn, quả nhiên bắt được Lý Phi Tuyết hơi thở, còn mơ hồ tới giữa, cảm nhận được liền Lý Thanh Sơn chỗ. Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn hai tỷ đệ, đang cực Bắc Thiên Hải bên trong. Đáng chết, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn tìm Ninh gia thần vật sao? Chiếu lý mà nói, không nên có nhân quả dính mới đúng. Diệp Thần muốn không rõ ràng, cực Bắc Thiên Hải quy luật rối loạn mà sụp đổ, Lý Phi Tuyết hai tỷ đệ tiến vào, chỉ sợ là sống chết khó liệu. Tai Nan Thiên Kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được kiếm linh có rơi xuống nguy hiểm, phát ra kiếm minh tiếng, mang vẻ bi thương, càng giống như là bi thương minh. Tiêu Khinh Nhan vui vẻ nói, Diệp đại ca, nếu người có bạn ở bên trong, bọn họ rất có thể gặp phải nguy hiểm, chúng ta mau đi cứu người đi. Diệp Thần ánh mắt chớp động, nói không, không thể lỗ mãng, mọi việc mưu định sau động, trước chuẩn bị sẵn sàng nói sau. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nếu như không có chút nào chuẩn bị, bước vào cực Bắc Thiên Hải mà nói, rất có thể tự thân khó bảo toàn. Đến lúc đó càng không cần phải nói cứu Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn. Diệp Thần không có bị nhiễu loạn tâm tình, mà là duy trì chấn định. Tiêu Khinh Nhan sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới Diệp Thần nặng như vậy ổn. Diệp Thần đi tới bờ biển, ngồi xếp bằng xuống, sâu hít thở sâu một tí, yên lặng cảm ứng cực Bắc Thiên Hải hơi thở, hắn phải nhanh một chút quen thuộc cái này vùng đại dương khí cơ lưu chuyển, chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể an tâm đi vào. Thấy Diệp Thần như vậy thận trọng, Tiêu Khinh Nhan mặt đẹp vừa chậm, vậy thu liễm lại liền nóng nảy vẻ. Đi tới Diệp Thần bên người, vậy ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ. Hai người ở bờ biển ngồi xếp bằng, rất nhanh nhập định, sóng biển kinh thiên cuốn lên, gió biển gầm thét, hướng hai người tập kích tới, nhưng cũng hám không nhúc nhích được hai người thân thể. Hai người yên lặng ngồi xếp bằng, như vậy qua một ngày, Diệp Thần bỗng nhiên mở mắt ra, trong con ngươi tinh mang bạo sáng. Đi qua một ngày cảm ngộ, hắn đã bước đầu quen thuộc cực Bắc Thiên Hải linh khí. Tiêu Khinh Nhan vậy mở mắt, tóc xanh ở gió biển bên trong phiêu động, nàng khẽ mỉm cười, đầu ngón tay đem rủ xuống ở tóc trên trán, lượt đến sau tai, hướng Diệp Thần nói, Diệp đại ca, chúng ta có thể lên đường sao? Lúc này trăng sáng trên không, áo nàng bị nước biển ướt, hiện ra thướt tha thích thú dáng vẻ, ngược lại cũng là một bức vô cùng cảnh đẹp ý vui cảnh trí. Bất quá Diệp Thần nhớ Lý Phi Tuyết tỷ đệ an nguy, nhưng không tâm tư gì thưởng thức, nói, được, lên đường đi. Hai người liền muốn lên đường, mạo hiểm bước vào cực Bắc Thiên Hải. Đột nhiên, Diệp Thần cảm giác được cái gì, bước chân dừng lại. Tiêu Khinh Nhan diễn cảm cổ quái, hiếu kỳ nói, thế nào? Diệp Thần đối với Tiêu Khinh Nhan nói, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, ta có chuyện phải xử lý một tí. Nói xong, Diệp Thần trước mặt liền treo nổi lên một vật. Vật này là một vòng tròn đang che lấp cuồn cuộn tà khí. Mà đây tà khí chính là từ trong chảy ra. Cái này vòng tròn chính là chấn tà bàn. Chấn tà bàn trước bị hư hại, cuối cùng có chút vấn đề. Xem như vậy, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, ta phải mau sớm đem tu bổ, nếu không tất nhiên sẽ rất phiền toái. Đến lúc đó nếu như vậy vu tổ chạy đến, mình an nguy vậy sẽ ảnh hưởng.
dưới mắt phải mau sớm giải quyết cái này Vu Tổ và Trấn Tà Bàn chữa trị sự việc. Tiêu Khinh Nhan không biết Trấn Tà Bàn đại biểu cái gì, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Sau đó, Diệp Thần nhắm mắt lại, đi tới luân hồi mộ địa bên trong. Thời khắc này luân hồi mộ địa yên lặng đến mức tận cùng, bất quá Hoàng lão tòa mộ kia bia đang lóe lên một đạo quang. Hoàng lão, người ở đâu? Cụ thể như thế nào tu bổ Trấn Tà Bàn? Còn xin chỉ giáo. Nhưng mà trả lời hắn vẫn là yên lặng. Sợ rằng hắn và Vu Tổ đánh một trận, hao tổn to lớn, dẫu sao trong Trấn Tà Bàn là Vu Tổ địa bàn. Hơn nữa Vu Tổ trận chiến ấy còn mượn chuôi này quỷ dị tà kiếm. Ngay tại Diệp Thần cho rằng Hoang lão sẽ không lại mở miệng lúc đó, một cái ngọc giản từ trong bay ra, vững vàng rơi vào Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, mở ra ngọc giản, ngay tức thì ngạc nhiên mừng rỡ. Phía trên chính là Hoang lão lưu lại tu bổ Trấn Tà Bàn biện pháp. Mặc dù tu bổ cực kỳ khó khăn, nhưng chung quy là có biện pháp. Diệp Thần trở về thực tế, nhìn một cái nhắm mắt tu luyện Tiêu Khinh Nhan nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Cũng may cái này cực bắc chi địa tài nguyên ngược lại là phong phú, hơn nữa mình ở địa tâm vực thu thập một ít thứ và tài nguyên, chưa đủ mấy giờ, Diệp Thần ngược lại là miễn cưỡng có tu bổ Trấn Tà Bàn đồ. Tiếc nuối duy nhất, chính là ít đi một kiểu đồ. Vật này là thiên ma máu đá, ở vực ngoại đều là cực kỳ hiếm thấy, phải tìm chỉ có đi thái thượng thế giới. Bất quá ít đi vật này, mặc dù sẽ để cho hiệu quả yếu bớt, nhưng đủ để đối phó dưới mắt khốn cảnh. Diệp Thần tìm một nơi yên lặng chi địa, ngồi xếp bằng, sử dụng trong ngọc giản ghi lại một ít thứ. Hắn ngón tay bước ra một giọt máu tươi tản ra, ngay tức thì hình thành một đạo cổ quái huyết trận. Cái này vẫn là Hoang lão sáng chế một đạo trận pháp, tốt lúc trước Diệp Thần ở Hoang lão dưới sự chỉ đạo, học qua một món khác trận pháp. Trận pháp này cùng trước kia tiến vào trong Trấn Tà Bàn trận pháp có chút tương tự, nếu không chỉ dựa vào Diệp Thần một người, sợ rằng không thể thực hiện. Huyết trận lưu chuyển, phảng phất có một đạo vô hình hấp lực, ngay tức thì đem những thứ đó hút vào trong đó. Đồng thời, một đạo không gian nước xoáy đột nhiên tạo thành. Diệp Thần cảm giác được rõ rệt chung quanh không gian đang không ngừng chập chờn. Xem ra Hoang lão trận pháp thành tựu quả nhiên đáng sợ. Nếu không cũng sẽ không bị mọi người gọi là thế gian cấm kỵ, cũng không biết Hoang lão là làm sao tiến vào luân hồi mộ địa. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Rất nhanh, Diệp Thần chính là tại không gian nước xoáy bên trong phát hiện một đạo huyết văn xiềng xích. Dựa theo Hoang lão trong ngọc giản ghi lại, máu này văn xiềng xích là mấu chốt. Trấn Tà Bàn, đi. Vậy tà khí cuồn cuộn Trấn Tà Bàn ngay tức thì hướng không gian nước xoáy đi, làm chạm được huyết văn xiềng xích lúc đó, Trấn Tà Bàn lại bản năng muốn rời khỏi. Diệp Thần linh lực hội tụ, hồng mông đại tinh không hiện lên, cuồn cuộn lực lượng, trấn thủ Trấn Tà Bàn. Nhan Tuyền Nhi, đi ra. Một cái bé gái ngay tức thì hiện lên, chính là đạo linh lửa. Diệp Thần cuối cùng vận dụng quá thiếu đạo linh lửa, nếu Nhan Tuyền Nhi có chút trưởng thành, ngược lại là có thể hơn thi triển. Mấu chốt bây giờ Nhan Tuyền Nhi và sau khi thăng cấp viêm bia kết hợp, ngược lại là có hiệu quả. Long viêm thần mạch, mở. Cuồn cuộn ngọn lửa, bao quanh Trấn Tà Bàn. Vậy nguyên bản chập chờn vạn phần Trấn Tà Bàn, ngay tức thì dừng lại. Thậm chí những cái kia tà khí cũng có tiêu tán khuynh hướng. Bất kể là đạo linh lửa, vẫn là viêm bia, dõi mắt vực ngoại, đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Diệp Thần con người đông lại một cái, biết đây là tốt nhất cơ hội, một giây kế tiếp, hồn thể chuyển hóa, cuồn cuộn hồn lực phun trào đi, khống chế máu kia văn xiềng xích, huyết văn xiềng xích giống như một con cự mãng, không ngừng quấn vòng quanh Trấn Tà Bàn, thậm chí ở Diệp Thần xem ra, Trấn Tà Bàn đã bị hoàn toàn nuốt mất. Cùng lúc đó, Trấn Tà Bàn bên trong, một cái ông già áo bào đen ngồi xếp bằng, hắn hơi thở không ngừng phun trào, vậy trôi lơ lửng ở trên không tà kiếm tràn ra đạo đạo tà khí bị dưới hắc bào thân thể hấp thu. Nguyên bản yếu ớt ảm đạm mấy phần ông già áo bào đen đường danh dần dần rõ ràng. Chính là vậy Vu Tổ. Đột nhiên, Vu Tổ mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một đạo nghiền ngẫm nụ cười, muốn không được bao lâu, ta là có thể khôi phục trạng thái tột cùng. Đến lúc đó thừa dịp Trấn Tà Bàn chỗ sơ hở, liền có thể trở lại ngoại giới. Chỉ tiếc, thằng nhóc kia rất tà môn, thời gian ngắn không thể đoạt xác người này, như chờ ta trở lại Vu tộc, tìm được một cái thích hợp thân xác, vững chắc tu vi, lại đối với thằng nhóc kia còn có lão nhân kia ra tay không muộn. Nói tới chỗ này,
Phụ tổ nhìn một cái chuôi này cổ xưa lại sâu thẳm tà kiếm, nhàn nhạt nói, đến lúc đó ta cũng sẽ mang ngươi rời đi, ngươi ngây ngô ở chỗ này, cuối cùng là mai một ngươi, tám đại thiên kiếm cố nhiên cường thế, nhưng nếu là kích hoạt ngươi toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng không thua bọn họ. Vậy tà kiếm phát ra từng cơn kiếm minh, không biết là không phải trở về cần phải Vu Tổ. Vu Tổ nói xong, chính là nhắm mắt lại, chuẩn bị cuối cùng đánh vào. Nhưng vào lúc này, vậy bể tan tành vách tường, đột nhiên hiện đầy từng đạo màu máu đường vân. Huyết sắc này đường vân giống như là máu trùng, mà lại ở không ngừng tu bổ chấn tà bàn bể tan tành chỗ. Mấu chốt, lại thật sự có hiệu quả. Vu Tổ sắc mặt đại biến, nếu là bị cái này chấn tà bàn sửa lại thành công, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mình thật vất vả rời đi kế hoạch cũng sẽ bị vô tình đánh vỡ. Bất quá duy nhất tin tức tốt phải, hắn phát hiện trận pháp thi triển thủ đoạn quá cứng rắn, thậm chí tựa hồ còn thiếu mất cái gì, cũng không hoàn chỉnh. Hẳn không phải là lão già kia thủ pháp, đoán chừng là bên ngoài cái thằng nhóc đó. Vu Tổ không do dự nữa, ngón tay bắt pháp quyết, cuồn cuộn tà khí hóa là một đầu màu đen cự long hướng màu máu đường vân đánh tới. Thằng nhóc thúi, thật lấy vì ngươi là những tên kia sao, còn mưu toan tu bổ chấn tà bàn. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Mà giờ khắc này Diệp Thần tự nhiên không biết bên trong hết thảy, ngay tại Diệp Thần mắt xem phải hoàn thành lúc đó, dị biến nổi lên. Vậy không gian nước xoáy bên trong truyền ra một đạo chấn thiên long ngâm. Rồi sau đó huyết văn xiềng xích trực tiếp vỡ vụn. Một cổ cực kỳ hơi thở cuồng bạo đụng tới. Diệp Thần huyết khí dâng trào, lại cũng không khống chế được, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, trước thi triển trận pháp vậy hoàn toàn vỡ vụn ra. Thất bại trong gang tấc. Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, cũng may thương thế không tính là quá nặng, dựa theo hắn tốc độ khôi phục, rất nhanh là có thể trạng thái viên mãn. Chỉ tiếc, sự bố trí này chỉ kém một bước cuối cùng. Diệp Thần tự nhiên biết là ai ra tay. Tất nhiên là Vu Tổ. Có thể Vu Tổ cơ hồ nắm trong tay chấn tà bàn quy tắc và hết thảy, mình muốn thả đấu tranh, cuối cùng quá khó khăn. Nếu như Hoàng lão ở đây, tất nhiên đơn giản. Nhưng hôm nay Hoàng lão vẫn còn ngủ say bên trong. Bất quá như không muốn cho mượn giúp Hoàng lão, trực diện Vu Tổ mà nói, còn có một cái biện pháp. Liền là tìm ra bữa trước ma huyết đá. Có thể vật này, vực ngoại cực kỳ hiếm thấy, lại muốn đi nơi nào tìm. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Chính là Bắc Võ Tử Đế. Ta đây là nghe nói qua vật này, hơn nữa vật này xuất hiện ở cực Bắc chi địa qua. Thậm chí năm đó ta còn gặp qua. Thiên ma này máu trên đá dính qua ta bản thể nhân quả, nếu để cho ta đầy đủ thời gian, ta có thể giúp ngươi xác định vị trí. Diệp Thần sắc mặt vui mừng. Cái này Bắc Võ Tử Đế cũng quá cho lực đi, đơn giản là mình ngủ gật lúc cho đưa gối. Vậy liền đa tạ tiền bối. Diệp Thần cảm kích nói. Bắc Võ Tử Đế nhưng là như cũ phong độ nhẹ nhàng, chuyện nhỏ mà thôi, còn như Bắc Võ thành sự việc, xin ngươi hãy nhiều hơn lưu ý. Diệp Thần tự nhiên biết Bắc Võ Tử Đế suy nghĩ trong lòng, đối với Bắc Võ Tử Đế sự việc, hắn tự nhiên trong buổi họp tim. Bất quá dưới mắt, Bắc Võ Tử Đế cần thời gian. Diệp Thần chỉ có thể chờ đợi. Hắn đi tới Tiêu Khinh Nhan trước mặt, mở miệng nói, đi thôi, cũng nên tiến vào. Tiêu Khinh Nhan đứng lên, quái dị nhìn một cái Diệp Thần, sẽ không lại có chuyện gì liền đi. Diệp Thần lộ ra một đạo nụ cười, vừa định trả lời, hư không đột nhiên chập chờn. Diệp đại nhân, chậm đã. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp hư không biến dạng, một cái ăn mặc màu máu quần áo nam tử, hơi có điểm sợ hãi chạy nhanh tới. Tiêu Khinh Nhan tay đè chuôi kiếm, nhất thời phòng bị. Là huyết tử ngục đệ tử. Diệp Thần nhướng mày một cái, nhưng nhận ra, cái này xa lạ nam tử, quần áo trang sức là huyết tử ngục quần áo trang sức, hơn nữa cũng có huyết tử ngục nhân quả, rõ ràng cho thấy huyết tử ngục bên trong người. Vậy huyết tử ngục đệ tử chạy nhanh tới, một đầu gối ở Diệp Thần trước mặt quỳ xuống, nói, Diệp đại nhân, tiểu nhân quấy rầy ngươi thanh tịnh, tội đáng chết vạn lần. Hắn nhìn một cái Tiêu Khinh Nhan, gặp Tiêu Khinh Nhan mạo mỹ thướt tha hình dáng, còn lấy là nàng là Diệp Thần người phụ nữ, hai người ở bờ biển u hội đây. Diệp Thần nói, chuyện gì? Đệ tử kia nói, tiểu nhân nhận được Diệp đại nhân phi kiếm truyền thư, dọc theo thiên cơ hơi thở ngược dòng tới đây, là có khẩn cấp sự việc muốn bẩm báo. Diệp Thần nói, vậy ngươi nói mau.
Đệ tử kia trán rỉ ra mồ hôi, nói, người báo bình an thư, huyết thần và huyết long hai vị đại nhân, cũng không thấy, bọn họ vừa vặn đi nho tổ thần điện, bảo là muốn tìm nho tổ trả thù, đã hơn một ngày không trở về, sợ rằng phải xảy ra chuyện. Diệp thần nghe vậy, trong thoáng chốc sắc mặt đại biến, nói cái gì, bọn họ đi tìm nho tổ báo thù. Đệ tử kia nói, chính là, tình huống khẩn cấp, mời Diệp đại nhân quyết đoán, chúng ta muốn không muốn đi cứu người. Tiêu Khinh Nhan nhẹ giọng nói, Diệp đại ca, bạn ngươi xảy ra chuyện sao? Vậy cực Bắc Thiên Hải. Diệp thần cắn răng, trong thoáng chốc rơi vào mâu thuẫn tình cảnh. Huyết Long cùng Huyết Thần, cũng là bạn của hắn, hắn tự nhiên không thể ngồi coi bỏ mặc. Nhưng cực Bắc Thiên Hải bên này, Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn sống chết không biết trước, vậy gặp nguy hiểm. Hắn phân thân hết cách, nhưng cũng không thể hai bên đều đi tìm tòi kết quả. Ta phải đi nho tổ thần điện một chuyến. Tiêu cô nương, ở nơi này chờ ta, không thể vọng động. Diệp thần cắn răng, rất nhanh làm xong quyết định. Lý Phi Tuyết bên này, nhân quả hơi thở vẫn tồn tại, không tới tuyệt đối tình cảnh nguy hiểm, còn có thể chậm một chút. Nhưng Huyết Long bên này, Diệp thần lúc này suy diễn, đã cảm thấy thiên cơ không ổn, khí vận yếu ớt. Huyết Long và Huyết Thần, rất có thể đều sẽ chết, hắn nhất định phải đi cứu. Tiêu Khinh Nhan tiến lên trước một bước, nói, vậy nho tổ chấp trưởng nguyện vọng thiên tinh, thực lực cực kỳ lợi hại, ta cũng đi giúp ngươi một tay. Nàng không muốn cùng Diệp thần tách ra, càng không muốn một người lưu ở chỗ này. Diệp thần nói, không cần, ta một người có thể giải quyết, cáo từ. Hắn không muốn cùng Tiêu Khinh Nhan có quá nhiều nhân quả dây dưa, tự nhiên không muốn bị nàng ân huệ, để cho nàng trợ chiến. Lập tức Diệp thần cáo từ rời đi. Xoay người biến dạng hư không, lao tới nho tổ thần điện. Cô nương, ngươi lại an tâm vân. Vân, Diệp đại nhân thần thông cái thế, hắn nhất định có thể tiêu diệt nho tổ, trở về cùng ngươi đoàn tụ. Vậy Huyết Tử Ngục đệ tử, hướng Tiêu Khinh Nhan chắp tay, vậy xoay người rời đi. Cực Bắc Thiên bên bờ biển, chỉ còn lại Tiêu Khinh Nhan một người, nàng nhìn vậy mãnh liệt gầm thét sóng biển, tâm tình nhưng là phập phồng không chừng, trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Lúc này, nho tổ thần điện bên trong, vong linh tai khí, che khuất bầu trời. Hàng tỷ vong linh đại quân, đầy trời khắp nơi, tầng tầng lớp lớp, tai khí cổn đáng, làm người ta nghẹt thở. Ở nơi này phiến vong linh trong thế giới, cho dù là nho tổ thần điện các đệ tử, cũng có chút run lẩy bẩy cảm giác, sợ bị vạ lây ngộ thương, mình cũng bị vong linh chiếm đoạt. Vạn tương thiên thư vòng bảo vệ, là cái này phiến thế giới hắc ám bên trong, duy nhất ánh sáng. Vô số ác linh, yêu ma, điên cuồng đánh thẳng vào vòng bảo hộ kia, làm được vòng bảo vệ không ngừng chấn động, thậm chí xuất hiện từng tia vết rách. Tình huống không ổn, xem ra chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Huyết thần thấy một màn này, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hắn và Huyết Long đã kiên trì hơn một ngày, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được bất kỳ chạy khỏi đi ra cơ hội. Huyết Long im lặng không nói, vậy cảm thấy sức sống mong manh. Hắn vì thay Diệp thần trả thù, ở căn cơ chưa ổn dưới tình huống, trực tiếp tiến vào nho tổ thần điện, cuối cùng là quá mức lỗ mãng. Ha ha ha, các ngươi còn muốn vùng vẫy tới khi nào? Mau đầu hàng, giao ra vạn tương thiên thư, hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng. Nho tổ trôi lơ lửng ở trên bầu trời, quanh thân tầng tầng vong linh ma khí vần quanh, tựa như ngày tận thế ma tôn vậy, phát ra cuồng ngạo tiếng cười, hăm hở. Huyết Long và Huyết Thần, sắc mặt đều là âm trầm tới cực điểm. Ùm ùm. Vừa lúc đó, trên 9 tầng trời, nhưng bỗng nhiên khí lưu mãnh liệt, hư không mơ hồ bể tan tành, tựa hồ có cái gì dị tượng bùng nổ. Ừ. Nho tổ trong lòng rét một cái, trong mơ hồ có loại cảm giác không ổn, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, nhưng gặp đầy trời phong lôi chấn động, không gian nổ tung, một đạo cao ngất lạnh lùng bóng người, bỗng nhiên nổi lên. Thân ảnh này. Cả người lôi mang nhảy lên, hoàng tuyền thánh thủy tràn ngập, khí thế kinh thiên, chính là Diệp thần. Luân hồi chi chủ. Nho tổ thấy được Diệp thần, trong thoáng chốc kinh hãi được trợn mắt hốc mồm, cả người cũng bối rối, chỉ lấy vì mình hoa mắt. Diệp thần rõ ràng là chết, hoàn toàn chết, hắn dùng nguyện vọng thiên tinh suy diễn qua, không có sai. Ban đầu suy diễn, tập hợp hắn vào huyền cơ nguyệt, còn có yên tịch kiếm linh, công giã phong lực lượng. Kết quả sẽ không có bất kỳ sai lầm, Diệp thần đích thực là bỏ mình. Nhưng, rõ ràng đã chết người,
khắc này vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn tại chỗ ngu. Luân hồi chi chủ, làm sao có thể? Trên mặt đất, rất nhiều Nho Tổ Thần Điện đệ tử, cũng là một phiến xôn xao. Vậy Chí Huyền Hòa Thượng đầu ông tác hưởng, ở to lớn khiếp sợ hạ, lại rất ngồi ở đất. Mà bên cạnh hắn nữ đệ tử như một, trong mắt trừ rung động bên ngoài, còn có sùng bái thần sắc. Thời khắc này Diệp Thần, khí thế quá bàng bạc, đó là cường giả kinh thiên khí thế, đủ để cho thế gian mỗi một người phụ nữ làm tim hao tổn. Chủ nhân, Huyết Long thấy Diệp Thần huy hoàng bóng người, vậy là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn vốn cho là Diệp Thần chết, nếu không nhân quả sẽ không tích chữ. Hôm nay, lại có thể xuất hiện. Diệp Thần, người thằng nhóc này, lại còn không chết sao? Huyết Thần cũng là một mặt đờ đẫn hình dáng, chỉ lấy vì mình xuất hiện ảo giác. Ngày đó trên trời hạ xuống mưa to, đại lộ rên rỉ, hắn lấy là Diệp Thần là chết hẳn, nơi nào nghĩ đến Diệp Thần sẽ lần nữa hạ xuống. Diệp Thần trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, nhìn vậy cuồn cuộn vong linh tai khí, trong tròng mắt bộc phát ra sát khí nồng nặc, bàn tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay vô cùng sấm sét hội tụ, hóa thành một viên to lớn màu xanh lá cây lôi cầu. Đại phong lôi bảo. Diệp Thần quát to một tiếng, phong lôi kinh bạo đột nhiên đánh xuống, màu xanh lôi cầu ở toàn trường nổ lên, dẫn phát kinh khủng khí lãng nổ. Ung ung, hung mãnh sấm chớp mưa bão tàn phá mà qua, tất cả vong linh, rất nhiều dạ xoa, oan hồn, tu la, ác quỷ vân. Vân, ở Diệp Thần phong lôi bạo giết liền hạ, trong nháy mắt bị phá hủy, hình thể bị nổ thành hư không. Mới vừa vẫn là hắc khí che trời khủng bố cảnh tượng, nhưng ngay lập tức tới giữa, lần nữa trả lại như cũ trời đất sáng trưng, ánh mặt trời lần nữa chiếu rọi xuống tới, rơi xuống trên vùng đất. Hàng tỷ vong linh đại quân, lại có thể ở lập tức, bị Diệp Thần oanh tạc được chút nào không tích chữ. Phốc xích. Nho Tổ tại chỗ phun ra máu tươi, nội tạng kinh mạch được cực lớn chấn động. Làm sao sẽ, người thực lực, làm sao sẽ thành được lớn mạnh như vậy? Nho Tổ khó tin, da mặt co quắp. Diệp Thần không những không chết, thậm chí thực lực cũng là tăng vọt. Ban đầu thi triển đại phong lôi bạo, Diệp Thần là vô cùng khó khăn, tự thân vậy phải chịu đựng cắn trả, nhưng giờ khắc này, hắn thủ đoạn thần thông, là tròn dung như ý, tự nhiên, không phí nhiều sức. Cái này tiến bộ, đích thực quá đáng sợ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thật ra thì Nho Tổ cũng có lột xác, nếu như đỉnh cấp tỉ thí, ngược lại không đến nỗi thảm như vậy bại, nhưng Diệp Thần chết mà sống lại, đột ngột xuất hiện, chân thực quá làm người ta kinh hãi, Nho Tổ căn bản chút nào không phòng bị Diệp Thần một cái gió lớn lôi, trực tiếp phá hủy tất cả vong linh quân đội. Vong linh tài khí vừa mất tán, Huyết Long và Huyết Thần, áp lực nhất thời biến mất. Hai người cũng từ trước quỷ môn quan đi trở về. Diệp Thần phi hàng đi xuống, đi tới bên cạnh hai người, nhìn xem Huyết Long cùng Vạn Tương Thiên Thư, lại nhìn xem Huyết Thần đầu tóc bạc trắng hình dáng, nội tâm lại là kích động, lại là thổn thức, lại là xúc động, trong chốc lát lại không nói ra lời, chỉ là hung hăng cùng hai người ôm một tí. Ở trên đường tới, Diệp Thần đã suy diễn qua thiên cơ, cảm ngộ được Huyết Long cơ duyên, cho nên thấy Vạn Tương Thiên Thư, cũng không thế nào giật mình. Chủ nhân, ngươi lúc đầu không có chết. Huyết Long nắm thật chặt Diệp Thần tay, một hồi than thở cảm khái. Diệp Thần lộ ra một đạo nụ cười, nói ta không có chết, dẫu sao ta là luân hồi chi chủ, nơi nào sẽ có như thế dễ dàng chết. Huyết Thần nói, Diệp Thần, ngươi trở về cho giỏi, chúng ta còn lấy vì ngươi thật đã chết rồi. Diệp Thần thấy Huyết Thần mặt đầy nếp nhăn già yếu hình dáng, nói, Huyết Thần tiền bối, ta cho ngươi mang theo một phần lễ vật. Có thể trị liệu ngươi suy kiệt. Vừa nói, Diệp Thần sử dụng một cái ngọc tịnh bình, vậy ngọc tịnh bình bên trong, đang chứa đầy một chai tử vi ngân hà linh thủy, là ban đầu Mạc gia tặng cho hắn. Cái này tử vi ngân hà linh thủy, có thể giải quyết Huyết Thần suy kiệt, để cho hắn lần nữa khôi phục năm xưa. Đây là cái gì? Huyết Thần hơi kinh hãi, chỉ cảm thấy vậy linh thủy bên trong, hàm chứa vô cùng là linh khí nồng nặc, có lẽ thật có thể trị liệu hắn thương thế. Ngày đó ước chiến bên trong, hắn cưỡng ép chi nhiều hơn thu tương lai, tiêu hao quá lớn, hiện tại đã kế cận khô kiệt, coi như Nho Tổ hôm nay không giết hắn, hắn cũng không sống được bao lâu. Mà hiện tại Diệp Thần mang về linh thủy, nhưng là có thể cứu mạng. Diệp Thần cười nói, là tử vi ngân hà linh thủy, người mau luyện hóa. Huyết Thần nói, tử vi ngân hà,
cái này cùng Huyền Cơ Nguyệt có quan hệ thế nào? Diệp Thần nói, nói đến nói dài, sau này hãy nói. Huyết Thờ nừ một tiếng, lập tức không hỏi thêm nữa, liền nhận lấy Ngọc Tịnh Bình, ngồi xếp bằng xuống, đem bên trong Tử Vi Ngân Hà Linh Thủy, toàn bộ điều động ra, luyện hóa hấp thu. Hắn trực tiếp ở Nho Tổ địa bàn bên trong, tiến vào trạng thái tu luyện, tựa hồ không sợ chút nào ngoại giới biến loạn, rõ ràng cho thấy tín nhiệm Diệp Thần. Hắn tin tưởng, có Diệp Thần hộ pháp, không có bất kỳ người có thể thương tổn tới hắn. Suy suy suy, mà theo Huyết Thần luyện hóa, từng luồng khói trắng, từ đỉnh đầu hắn toát ra. Ở Tử Vi Ngân Hà Linh Thủy bồi bổ hạ, hắn tóc trắng dần dần khôi phục đen nhánh, nếp nhăn trên mặt từng cây một giảm thiểu, lần nữa khôi phục năm xưa tướng mạo phong thái, hiển nhiên là lại nữa khô kiệt, Linh Thủy phát huy hiệu quả. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ông Ánh đã đề cử. Diệp Thần khá là hài lòng nhìn một màn này, sau đó nhìn về Huyết Long nói, Huyết Long, ta cũng có lễ vật cho ngươi. Vừa nói, Diệp Thần sử dụng đan tiên hồ, cong ngón tay bắn ra, một món rượu như mũi tên bắn ra, rơi vào Huyết Long trong miệng. Huyết Long ngưỡng hầu nuốt vào, nhưng cảm thấy một cổ vô cùng linh khí nồng nặc, ở trong người tan ra, trong thoáng chốc cả người kinh mạch thoải mái, nói chủ nhân, cái này. Đây là cái gì? Hắn chỉ cảm thấy linh tử này, linh khí nồng nặc, so với vậy Tử Vi Ngân Hà Linh Thủy, còn cường hãn hơn rất nhiều, đối với tu luyện rất có ích lợi. Diệp Thần nói, cái này gọi là đan dược tiên, có rèn luyện gân cốt, tăng lên khí vận, cố bổn bồi nguyên hiệu quả, người thật tốt luyện hóa, đối với vững chắc người căn cơ có hiệu quả, giúp người sớm ngày hoàn toàn nắm trong tay Vạn Tương Thiên Thư, có cực lớn tác dụng. Huyết Long đại hỉ, nói, đa tạ chủ nhân. Lập tức hắn vậy ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện, luyện hóa vậy đan tiên linh tử hơi thở. Nho Tổ thấy Huyết Thần cùng Huyết Long, lại có thể không coi ai ra gì hình dáng, lại trực tiếp ở địa bàn của mình bên trong tu luyện, không khỏi thốt nhiên giận dữ, hướng về phía Diệp Thần quát lên. Thằng nhóc, ngươi không khỏi quá mức cuồng ngông, căn bản không cầm ta coi ra gì. Diệp Thần nói, ta khăng khăng không cầm ngươi coi ra gì, ngươi vừa có thể như thế nào. Lúc này Nho Tổ bị vong linh thiên tai cắn trả, đã bị thương, thực lực tối đa phát huy 60%, cho nên Diệp Thần không chút kiêng kỵ, căn bản không cho hắn bất kỳ mặt mũi. Phản, ngươi thật lấy vì ngươi ở địa bàn ta bên trong, cũng có cản rỡ tư cách. Vong linh thiên tai, cho ta trấn áp. Nho Tổ ngửa mặt lên trời gầm thét, lại là không để ý cắn trả, lần nữa thúc giục nguyện vọng thiên tinh, thả ra trùng trùng tai khí, muốn lần nữa triệu hoán hàng tỷ vong linh đại quân, cùng Diệp Thần tử chiến. Hô hô hô, vậy nguyện vọng thiên tinh trên, tai khí cuồn cuộn bùng nổ, loáng thoáng có vô cùng oan hồn tử linh, từ bên trong sản sinh ra tới. Diệp Thần nhìn hờ hững, cười lạnh nói, người cái này cũng kêu trời tai. Ta ngày hôm nay liền cho ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là chân chính thiên biến tai họa. Dứt lời, Diệp Thần đột nhiên rút ra bên hông tai nan thiên kiếm. Trong thoáng chốc, đen nhánh mãnh liệt tai khí, thẳng ngất trời không. Vậy tai khí bên trong, mang theo trời phạt thần phạt hơi thở, vô cùng lôi tai, phong tai, hỏa hoạn vân. Vân, lẫn nhau xen lẫn, che khuất bầu trời, hội tụ thành nồng đậm tai vân, tựa như ngày tận thế đại kiếp hạ xuống. Nho Tổ vong linh tai khí, lập tức bị áp chế xuống, cái này vong linh thiên tai thủ đoạn, lại không thi triển được. Phốc xích, Nho Tổ lần nữa há mồm trào máu, thậm chí máu tươi bên trong, mang theo phun ra ngoài chút bể tan tành nội tạng. Gương mặt nháy mắt tức thì một phiến thảm trắng. Thần thông bị chế, hắn lần nữa bị cắn trả, lần bị thương này nghiêm trọng hơn. Cái gì, tai nan thiên kiếm lại có thể cũng ở đây bên trong tay ngươi. Nho Tổ nhìn Diệp Thần kiếm trong tay, kinh hãi được cả người phát run. Cái này tai nan thiên kiếm, chính là tám đại thiên kiếm một trong. Trong truyền thuyết vô thượng thiên kiếm, chấp chưởng một cái, đều cần hao phí vô tận khí vận. Diệp Thần đã có Hoang Ma Thiên Kiếm, Nho Tổ tuyệt đối cũng không nghĩ tới, liền tai nan thiên kiếm cũng ở đây Diệp Thần trong tay. Chấp chưởng hai cây thiên kiếm, đây là hạng hào hùng khí vận, chẳng lẽ luân hồi huyết mạch, lại thật như vậy nghịch thiên sao? Nho Tổ thân thể lay động, không dám tin tưởng. Ở đây trời tai khí bao phủ hạ, đúng phiến Nho Tổ thần điện, cũng lâm vào ngày tận thế hơi thở bên trong, tựa như hết thảy đều phải sụp đổ phai mờ. Đi, đi mau à! Rất nhiều Nho Tổ thần điện các đệ tử, mất đi ý chí chiến đấu, lật đật chạy thục mạng.
Liền Chí Huyền và Như Một, cái này hai cái nho tổ đệ tử thân truyền, vậy cảm thấy nho tổ hôm nay khí số đã hết, chật vật chạy trốn. Nhưng mà, ở nho tổ thần điện bốn phía, đều có một cổ vô hình thiên tai bức tường ngăn cản, có người đụng vào ngày này tai bức tường ngăn cản trên, lập tức bị vô cùng thiên tai triển thân, kêu thảm chết đi. Mắt thấy một màn này, người người biến sắc, lại cũng không có người dám chạy khỏi. Lúc đầu, Diệp Thần đã phong tỏa nho tổ thần điện, không có bất kỳ người có thể chạy khỏi, tất cả mọi người sống chết, cũng nắm trong tay ở Diệp Thần trên tay. Nho tổ nhìn cái này chúng bạn xa lánh cảnh tượng, trong lòng bi phẫn đồng thời xuất hiện, tâm trạng thay đổi dưới, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười thảm, rất nhiều kiêu hùng đường cùng cảm giác. Giữa cường giả tỉ thí, khí vận vô cùng trọng yếu, hắn chúng bạn xa lánh, khí vận đã toàn bộ lưu tán, coi như không bị thương, cũng không khả năng là Diệp Thần địch thủ. Tiểu trọng lâu kiếm khí, giết. Diệp Thần ánh mắt run lên, huy động tai nan thiên kiếm, một đạo vô cùng cương mãnh, biến ảo trước muôn vàn trọng lâu huy hoàng kiếm khí, chính là hung hăng hướng nho tổ lướt đi. Một kiếm này, Diệp Thần vận dụng toàn lực, không có chút nào nương tay. Dẫu sao, nho tổ thời khắc này thực lực, đã là thái chân cảnh cửu tầng thiên trình độ cao nhất, đối mặt này cùng cường địch, cho dù đối phương cùng đồ mạt lộ, Diệp Thần cũng sẽ không có chút nào khinh thường. Tiểu trọng lâu võ đạo, xếp hạng thứ nhất giả cửu thiên thần thuật. Nho tổ thấy một kiếm này tấn công tới, chỉ cảm thấy kiếm khí cương mãnh, thật là không thể ngăn cản. Diệp Thần chết trong khoảng thời gian này, rõ ràng cho thấy có thiên đại cơ duyên, đã nắm giữ xếp hạng thứ nhất giả thần thuật, một kiếm này hung mãnh, coi như là nho tổ thời kỳ tột cùng, đều phải kiêng kỵ vạn phần, chớ nói chi là giờ phút này trọng thương thật mệt mỏi. Là phòng nho tổ sắp chết phản công tự bạo, Diệp Thần kiếm khí mãnh liệt tới cực điểm, đã phong tỏa nho tổ cả người khí cơ, không cho hắn bất kỳ tự bạo cơ hội. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, người muốn giết ta, vậy cũng dễ dàng, đi theo ta cùng nhau chôn theo đi. Nho tổ gương mặt cười thảm, đầu tóc bạc trắng tung bay, bỗng nhiên tế khởi nguyện vọng thiên tinh, đúng viên tinh cầu đều ở đây bành trướng, bộc phát ra vô cùng thần mang, lại muốn nổ. Không tốt. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn tuy ngăn cản nho tổ tự bạo, nhưng nguyện vọng thiên tinh khí cơ, nhưng không cách nào phong tỏa. Viên tinh cầu này, ở hỗn độn cửu tinh bên trong xếp hạng thứ nhất, chân thực thật lợi hại, so với vạn tương thiên thư, cũng là không kém chút nào, cho dù là Diệp Thần, cũng không cách nào phong tỏa. Một khi nguyện vọng thiên tinh tự bạo, đó đúng là ngày tận thế vậy khủng bố. Viên tinh cầu này năng lượng, chân thực quá bàng bạc, nếu như nổ lên nói, Diệp Thần cũng chưa chắc có thể ngăn trở, coi như không chết, cũng phải trọng thương. Nho tổ vành mắt hết sức nứt ra, lần này hiến tế nguyện vọng thiên tinh, rõ ràng cho thấy chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ, lấy mạng đổi mạng. Hắn đã không phải là Diệp Thần địch thủ, chỉ có thể kéo Diệp Thần cùng nhau chôn theo. Toàn bộ nho tổ thần điện các đệ tử, cũng là sợ hãi thất sắc, nhìn không ngừng bành trướng nguyện vọng thiên tinh, bọn họ vậy muốn chôn theo. Huyết thần và huyết long cảm nhận được dị biến, đồng loạt mở mắt ra, đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Mộ chủ đại nhân, mời chính xác ta xuất chiến, ta tới ngăn trở hắn. Vừa lúc đó, luân hồi mộ địa bên trong, nhưng truyền ra Bắc Võ Tử Đế thanh âm. Tiền bối, ngươi có biện pháp? Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói. Hắn vốn cho là Bắc Võ Tử Đế tìm bữa trước ma huyết thạch nhân quả muốn một mực yên lặng, hôm nay xem ra, ngược lại không ảnh hưởng Bắc Võ Tử Đế ra tay. Từ Bắc Võ Tử Đế tỉnh lại bắt đầu, Diệp Thần trong lòng liền rất là tò mò, cái này Bắc Võ Tử Đế thực lực kết quả như thế nào. Thông thường mà nói, luân hồi mộ địa càng gần chót ra đời đại năng liền càng mạnh. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ. Cũng tỉ như Hoang Lão. Bắc Võ Tử Đế trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói ta lại thử một chút. Còn như hiệu quả, cái này cuối cùng không phải ta bản thể, ta cũng không dám cam đoan. Diệp Thần nói, được, vậy mời tiền bối mau ra tay giúp ta. Một khắc sau, trên bầu trời nhưng là xuất hiện một phiến cuồn cuộn mây tía. Tử khí đông lai, dị tượng ra đời. Trong nháy mắt, Diệp Thần mượn Bắc Võ Tử Đế hơi thở. Bắc Võ Tử Đế linh khí, cuồn cuộn hội tụ đến Diệp Thần trên mình. Đây cũng là Bắc Võ Tử Đế lực lượng sao? Diệp Thần cảm giác được mình đối với võ đạo nắm trong tay càng kinh khủng hơn. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cả người ánh sáng tím bùng nổ, như có màu tím lửa cháy mạnh ở thiêu hủy, cả
cả người hơi thở bạo tăng tới cực điểm, gân cốt ca sát sát vang dội. Một bộ huy hoàng quần áo tím đế bào, cũng là khoác ở trên người hắn. Giao quang tử thuật. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, nhìn vậy không đoạn bành trướng nguyện vọng thiên tinh, bỗng nhiên chỉ điểm một chút giết ra. Cái này chỉ một cái, ánh sáng tím lao nhanh, như sông dài gầm thét, chính là Bắc Võ Tử Đế tuyệt kỹ, giao quang tử thuật. Giao quang tử thuật ánh sáng, hung hăng xuyên qua hư không, rơi vào vậy nguyện vọng thiên tinh trên. Nguyện vọng thiên tinh trên, vậy bạo động linh khí, một cái chớp mắt tới giữa, bị Diệp Thần giao quang tử thuật trấn áp, hoàn toàn chìm xuống. Đúng viên tinh cầu, ngừng bành trướng, vậy cổ sắp nổ hơi thở, vậy hoàn toàn an tĩnh lại. Ở giữa thiên địa, chỉ còn lại Diệp Thần thiên kiếm tai khí, lại cũng không có Nho Tổ hơi thở. Không. Nho Tổ thấy vậy, phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, tràn đầy không cam lòng, con ngươi không ngừng co rúc lại. Hắn còn muốn kéo Diệp Thần chôn theo, nhưng không nghĩ tới cuối cùng, ở Bắc Võ Tử Đế phụ trợ, Diệp Thần nhưng thành công trấn áp nguyện vọng thiên tinh. Ngăn cản hắn bất kỳ sắp chết phản công thủ đoạn. Thiên tai như ngục, giết. Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, huy động tai nan thiên kiếm, xen lẫn ngập trời thần phạt hơi thở, hung hăng chém về phía Nho Tổ. Nho Tổ thần sắc thảm thiết, nhưng lại cũng không có bất kỳ thủ đoạn ngăn cản, phốc xích một tiếng, thân thể bị Diệp Thần một kiếm chém ra hai nửa, máu tươi nội tạng văng tung tóe. Rồi sau đó, Nho Tổ gãy lìa thi thể, chính là ở đầy trời tai họa hơi thở ăn mòn. Hoàn toàn hóa thành bụi bẩm, liền mảnh giấy vụn đều không còn dư lại. Lão Tổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rất nhiều Nho Tổ thần điện đệ tử, nhìn Nho Tổ hoàn toàn chôn vùi, hoàn toàn chết, tất cả mọi người đều rung động, một hồi kinh hoàng. Nho Tổ vị này một đời kiêu hùng, giờ phút này trực tiếp bị Diệp Thần tiêu diệt, liền thi thể đều không lưu lại, cái này thảm thiết hình ảnh, để cho được mỗi một người rung động. Huyết Thần và Huyết Long, cũng là ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Bọn họ hôm nay giết tới Nho Tổ Thần Điện, thật ra thì cũng không có tuyệt đối chắc chắn, lại không nghĩ rằng cuối cùng, là Diệp Thần hạ xuống ra tay, chu diệt Nho Tổ, thành công báo thù. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần âm thầm hướng Bắc Võ Tử Đế nói cảm ơn. Không sao, thay mộ chủ đại nhân phân ưu, là ta bổn phận. Bắc Võ Tử Đế thái độ khiêm nhường, hướng Diệp Thần chắp tay. Lần nữa trở lại mộ bia bên trong đi. Chủ nhân, những người này xử trí như thế nào? Huyết Long nhìn một chút phía dưới Nho Tổ Thần Điện đệ tử, hướng Diệp Thần xin chỉ thị. Diệp Thần ánh mắt run lên, nói, toàn bộ xử trí, không chừa một mống. Hắn sống lại trở về tin tức, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, cho nên những địch nhân này, nhất định phải xử trí. Trọng yếu hơn phải, Nho Tổ Thần Điện đệ tử, những năm gần đây khắp nơi làm sằng làm bậy. Đem thiên nhân vực làm chướng khí mù mịt. Diệp Thần hành động này, không thể nghi ngờ là làm tên trừ hại. Huyết Long cung kính lĩnh mệnh, chuẩn bị động thủ nhổ cỏ tận gốc. Rất nhiều Nho Tổ Thần Điện đệ tử, sắc mặt bị sợ phát trắng, rối rít quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói, luân hồi chi chủ tha mạng, tha mạng. Chúng ta nguyện ý quy thuận, dù là máu tươi làm thề. Huyết Long thấy vậy, dừng lại, lại nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần hướng Huyết Thần nói, Huyết Thần tiền bối, người cảm thấy thế nào? Huyết Thần lúc này đã khôi phục trẻ tuổi, giải quyết suy kiệt vấn đề, lộ vẻ được hăm hở, nói, nếu quả thật tim chịu quy thuận, vậy lưu trước bọn họ cũng tốt, tương lai có thể hơn một phần trợ lực, đối kháng Đế Uyên Điện cùng Nữ Hoàng Thiên Cung. Những người này thực lực không tính là quá cao, sử dụng máu tươi ngược lại là rất tốt khống chế. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, liền hướng mọi người nói, thành tâm quy thuận người. Có thể sống mệnh, nếu có hai tim, tất giết không tha. Đám người liền liền dập đầu đầu nói, đa tạ luân hồi chi chủ ân không giết. Đa tạ luân hồi chi chủ ân không giết. Diệp Thần câu thông Hoàng Tuyền Đồ, hướng Thanh Long Sa La Cây nói, Sa La, thay ta sắp xếp chuyện này. Một cái Thanh Long, từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra, cung kính hướng Diệp Thần nói, Tôn chủ, ta sẽ xử lý. Tiếp thu Nho Tổ Thần Điện thế lực. Chuyện này khá là rườm rà, Diệp Thần, Huyết Long, Huyết Thần ba người xa cách từ lâu gặp lại, chỉ muốn đoàn tụ, tự nhiên không tâm tư gì trông nom. Thật may Diệp Thần dưới quyền, còn có Thanh Long Sa La Cây cái này nhân viên bảo kiếm, hắn có thể thiện thêm xử lý. Diệp gia phong vũ linh thụ, Diệp Thần cũng để cho Sa La nắm trong tay, có phong vũ linh thụ phụ trợ, nếu như kẻ địch có hai tim,
không là thật tâm quy thuận, lập tức là có thể điều tra ra được, ngược lại cũng không sợ bọn họ làm phản. Sự việc cứ quyết định như vậy đi, Nguyên Hung Nho Tổ đã chết, hơn người quy thuận, thành tâm người đầu hàng có thể sống mệnh, có hai tim người chết. Tôn chủ, người này không phải thành tâm quy thuận. Sa La bay xuống đi xuống, từng cái kiểm tra, phát hiện có một cái hòa thượng, bề ngoài đầu thuận, nhưng thực tế nội tâm có lặp đi lặp lại ý. Diệp Thần vừa thấy, hòa thượng kia nhưng là Chí Huyền, ban đầu còn lâm trận chạy khỏi, phản bội qua Nho Tổ. Nếu không phải thành tâm, vậy thì giết. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Chí Huyền vừa nghe, nhất thời sắc mặt bị sợ tái mét, quỳ xuống đất nói, luân hồi chi chủ tha mạng, ta là thật tâm quy thuận, ta nguyện lấy máu tươi làm thề. Diệp Thần không có động tĩnh, hướng Sa La nói, giết. Sa La kêu, Một giây kế tiếp, long chảo vung ra, rắc rắc một tiếng, bóp vỡ Chí Huyền đầu, óc máu loãng bắn ra lưu, trực tiếp giết chết. Đám người thấy này cùng thảm thiết cảnh tượng, đều là run lẩy bẩy, lại cũng không dám chút nào hai tim, rối rít lấy máu tươi làm thề, hoàn toàn hướng Diệp Thần thành tâm ra sức. Diệp Thần trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, thấy vậy nguyện vọng thiên tinh, ở Nho Tổ sau khi chết, phát ra rên rỉ, đi trên đất rơi xuống đi. Thu! Diệp Thần bàn tay cách không một chảo, đem vậy nguyện vọng thiên tinh đoạt vào tay. Chỉ gặp nguyện vọng thiên tinh bên trên, khắp nơi văng tung tóe, hiển nhiên được cực lớn làm tổn hại. Viên tinh cầu này, đang trong chiến đấu, nhận chịu huyết long huyết thần đám người đánh vào, lại ở giây phút sau cùng, thiếu chút nữa bị Nho Tổ nổ, bị tổn thương đã là vô cùng lợi hại. Cái này nguyện vọng thiên tinh, nếu như hoàn toàn tàn phế, vậy thì đáng tiếc. Diệp Thần nhướng mày một cái, phải biết cái này nguyện vọng thiên tinh, chính là đủ để sánh bằng vạn tương thiên thư pháp bảo, có thể thực hiện các loại nguyện vọng, bản thân vậy mang theo đại khí vận, nếu như bị tổn thương tàn phế, đó không thể nghi ngờ là hết sức là đáng tiếc. Luân hồi chi chủ, ta có tu bổ nguyện vọng thiên tinh biện pháp. Ngay tại lúc này, trên mặt đất truyền ra một giọng nói. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, chỉ gặp người nói chuyện, là Nho Tổ thân truyền nữ đệ tử, Như Một. Như Một mặt đẹp phát trắng, thân thể mềm mại run rẩy, đã lập được máu tươi thề, nguyện ý quy thuận Diệp Thần, lúc này liền hướng Diệp Thần biểu thị trung tâm, nói ta có biện pháp làm nguyện vọng thiên tinh hồi phục. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói, à, ngươi có biện pháp gì? Như vừa thấy liền xem cỡ đó, chần chờ một chút, biểu thị nơi này quá nhiều người, không tiện nói chuyện. Diệp Thần nói, ngươi lên mà nói. Như Một đạo, Một giây kế tiếp, Như vừa đứng lên bay đến bầu trời, xuôi tay đứng ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần nói, Như Một đạo, trước kia nguyện vọng thiên tinh vậy làm tổn hại qua, ta từng và Nho Tổ đi qua cực Bắc Thiên Hải, tìm được một kiện linh vật, cuối cùng đem thu phục. Diệp Thần con ngươi hơi co rúm một cái, nói cực Bắc Thiên Hải. Như vừa thấy được Diệp Thần sắc mặt khác thường. Nói, luân hồi chi chủ, người cũng đi qua cực Bắc Thiên Hải sao? Diệp Thần biết rõ mình là nhất định phải và cực Bắc Thiên Hải liên hệ nhân quả, nói, người không cần phải để ý đến, vậy linh vật là cái gì? Như Một đạo, là một loại kêu phi hồng ngọc tùy thiên tài địa bảo, núp ở đáy biển núi lửa dưới. Phi hồng ngọc tùy. Diệp Thần dọc theo cái này bốn chữ, suy diễn thiên cơ, quả nhiên phát hiện và nguyện vọng thiên tinh có liên quan, này cùng thiên tài địa bảo. Có lẽ thật có thể tu bổ nguyện vọng thiên tinh. Rất tốt, ta biết, ngươi cho biết đầu mối, lập công lớn, thưởng ngươi một chai hoàng tuyền thánh thủy. Diệp Thần gật đầu một cái, đem một chai hoàng tuyền thánh thủy, ban cho Như Một. Như vui mừng nói, đa tạ luân hồi chi chủ ban thưởng. Diệp Thần trong đầu nghĩ, không nghĩ tới tu bổ nguyện vọng thiên tinh linh vật, liền ở cực Bắc Thiên Hải bên trong, đây thật là nhân quả trùng hợp. Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn hai tỷ đệ, cũng khốn tại cực Bắc Thiên Hải bên trong, Tiêu Khinh Nhan cũng ở đây bờ biển cùng hắn, hắn vốn là muốn trở lại cực Bắc Thiên Hải một chuyến, lúc này còn có thể nhân tiện tìm tu bổ nguyện vọng thiên tinh linh vật, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Huyết Long nói, chủ nhân, ta cũng phải đi. Huyết Thần khẽ cau mày, nói truyền thuyết cực Bắc Thiên Hải quy luật sụp đổ, vô cùng là nguy hiểm, nếu các ngươi đều đi, vậy ta vậy đi theo đi xem, Diệp Thần. Ngươi dự định lúc nào lên đường? Diệp Thần nói, đi liền lập tức. Huyết Thần cả kinh, nói, gấp như vậy, không bằng chúng ta về trước Huyết Tử Ngục, đoàn tụ một phen nói sau.
Diệp Thần cười khổ lắc đầu một cái, nói ta ở cực Bắc Thiên Hải bên kia, còn có vô cùng chuyện trọng yếu cần phải giải quyết, không thể trì hoãn, cùng giải quyết chuyện bên kia, chúng ta tái hảo hảo đoàn tụ, thuận tiện kêu Nhâm tiền bối, cùng uống ly rượu. Diệp Thần lắc lắc đan tiên hồ, rượu thơm tràn ra tới, hắn ban đầu còn ước định và Nhâm Phi Phàm uống rượu với nhau, đáng tiếc bởi vì chuyện vặt quá nhiều, cũng không có tâm tư này. Nhưng hiện tại, nhà tổ đã đền tội, Diệp Thần giải quyết một cái lớn tai họa ngầm, là đến uống rượu ăn mừng lúc. Bất quá, trước lúc này, còn phải giải quyết cực Bắc Thiên Hải bên kia nhân quả. Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn hai tỷ đệ, hai người vậy bước chân vào cực Bắc Thiên Hải, không biết vì chuyện gì, Diệp Thần nhất định phải đi xem. Huyết Long nói, chủ nhân, ta đều nghe người an bài. Huyết Thần trầm ngâm nói, vậy nho tổ thần điện bên này. Diệp Thần nhìn Sa La một mắt, nói, giao cho ta dưới quyền xử lý cho giỏi, Sa La, người dẫn người hồi huyết tử ngục, còn như nho tổ thần điện Sơn Môn, trực tiếp diệt, không nên để lại bất cứ dấu vết gì. Tiêu diệt nho tổ thần điện Sơn Môn, có thể để cho những cái kia người đầu hàng cửa, hoàn toàn hết hy vọng, sau này sẽ không lại có bất kỳ khôi phục ý niệm, ngoan ngoãn đầu thuận Diệp Thần. Sa La kêu, Diệp Thần gật đầu một cái, sự việc xử lý thỏa đáng, liền hướng Huyết Long, Huyết Thần hai người nói, chúng ta lên đường đi, đi cực Bắc Thiên Hải. Cực Bắc Thiên Hải quy luật sụp đổ, khắp nơi nguy hiểm, có Huyết Thần, Huyết Long hai người trợ giúp, cũng có thể an toàn một chút. Nhưng ngay khi Diệp Thần chuẩn bị lên đường lúc đó, Diệp Thần bên trong thân thể vậy đạo huyền yêu tinh máu lại bộc phát ra cực kỳ cường đại đạo vận ý. Đây là huyền yêu tinh máu lần đầu tiên xuất hiện dị động. Không chỉ như vậy, Diệp Thần trên thân hình, thiên yêu dấu vết cùng huyền yêu dấu vết đột nhiên xuất hiện, lại là bỗng nhiên bạo phát ra một hồi ánh sáng. Đồng thời, quen thuộc kia thiên yêu thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thằng nhóc, thật lâu không gặp, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Diệp Thần ngẩn ra, ngày này yêu thủy tổ làm sao đột nhiên xuất hiện? Hắn một lần hoài nghi, tên này đã tiêu tán. Diệp Thần rất nhanh tỉnh táo lại. Mở miệng nói, chuyện gì? Thiên yêu thủy tổ mở miệng nói, nếu không phải trên mình ngươi có địa tâm vực nhân quả, ta có thể cũng sẽ không ra hiện. Còn như giao dịch, ta muốn ngươi hiện tại lập tức trở về một chuyến địa tâm vực, giúp ta cầm như nhau thuộc về đồ ta. Diệp Thần ngẩn ra, Lý Phi Tuyết hiện tại an nguy không biết, hắn làm sao có thể lúc này về lại địa tâm vực. Không được. Diệp Thần quả quyết cự tuyệt. Hắn phải lập tức lên đường đi cực Bắc Thiên Hải. Nhưng vào lúc này, thiên yêu thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi không cần lo lắng hai tên kia, bọn họ còn có thể chống đỡ một ít thời gian. Tai nan thiên kiếm kiếm linh cũng không như vậy dễ dàng chết. Huống chi chuyện này không cần ngươi quá lâu thời gian. Có thể ta để cho ngươi làm sự việc, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Thậm chí chuyện này bởi vì ngươi lên, nếu không phải ngươi bất ngờ xuất hiện ở địa tâm vực, quấy nhiễu địa tâm vực nhân quả. Chúng ta bố trí cũng sẽ không trước thời hạn hạ xuống. Ngươi nếu không phải đi, không chỉ ngươi sẽ xảy ra chuyện, Nhâm Phi Phàm vậy sẽ xảy ra chuyện. Toàn bộ thiên nhân vực đều phải xảy ra chuyện. Ta không phải nói chuyện giật gân. Chuyện này quá trọng yếu. Diệp Thần diễn cảm ngưng trọng, hắn cũng rất rõ ràng, thiên yêu sẽ không cùng tự mình nói nhảm. Hôm nay thiên yêu lời nói nghiêm trọng như vậy, thật xảy ra chuyện lớn. Nhưng là rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Thần suy nghĩ sâu xa chốc lát, tiếp tục nói, người dám cam đoan Lý Phi Tuyết sẽ không xảy ra chuyện. Thiên yêu hừ lạnh một tiếng, nếu như vậy hai tỷ đệ xảy ra chuyện, ta liền nói tim hủy diệt. Diệp Thần lúc này mới yên lòng, nói, được, ta nguyện ý đi, nhưng ta sẽ không ngây ngô rất lâu. Còn nữa, ta phải biết cụ thể. Đúng rồi, địa tâm vực quy tắc mạnh mẽ, ta phải như thế nào bước vào trong đó. Thiên yêu nhàn nhạt nói. Nếu không phải ngày hôm đó lập tức đến ngay, ta mới không sẽ lãng phí thời gian tìm ngươi. Còn như làm sao bước vào địa tâm vực, đối với các ngươi mà nói, có thể chỉ có một con đường, nhưng đối với chúng ta mà nói, địa tâm vực quy tắc lại coi là cái gì, biến dạng hư không là được. Thằng nhóc, ngươi lại chuẩn bị xong, sau một nén nhang, ta liền dẫn ngươi rời đi. Nhớ, lần này, ngươi là có sứ mạng. Diệp Thần gật đầu một cái, được. Sau đó. Hắn xoay người đối với Huyết Long và Huyết Thần nói, các ngươi về trước huyết tử ngục, ta phải rời khỏi mấy ngày, xử lý cái việc gấp, sẽ mau sớm chạy về. Huyết Thần và Huyết Long diễn cảm cổ quái,
nhưng vẫn gật đầu. Chủ nhân, hết thảy chú ý. Diệp thần, như có bất kỳ cần, ta huyết thần tất nhiên xuất hiện. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, chính là hướng một phương hướng đi. Rất nhanh, Diệp thần trôi lơ lửng ở giữa không trung, nói thiên yêu, phải làm sao? Thiên yêu thủy tổ mở miệng nói, bởi vì người ta cách nhau không gian quá mức xa xôi, ta biến dạng hư không năng lực cuối cùng có hạn, chờ lát nữa ta ngắn ngủi trấn áp địa tâm vực quy tắc, đưa ngươi đi vào. Nhưng không xác thực định ngươi biết ở bên trong đụng gặp cái gì. Ngươi ban đầu bước vào địa tâm vực, bất quá là băng sơn một góc, địa tâm vực phức tạp và nguy hiểm, vượt xa ngươi tưởng tượng. Ngươi nhất định phải còn sống, sau đó giúp ta bắt được món đồ kia. Nhất định. Nếu như thất bại, vậy bọn ta bố trí liền hoàn toàn thất bại. Diệp thần thần sắc vô cùng nghiêm túc, bất quá suy nghĩ một chút chuyện nghiêm trọng, vẫn là trong lòng có chút nghi ngờ. Thiên yêu thủy tổ cấp bậc này tồn tại, lại cũng sẽ có kính sợ một mặt. Địa tâm vực rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật. Còn chưa cùng Diệp thần nghĩ rõ ràng, trước mặt hắn không gian liền hoàn toàn vỡ toang. Một cổ như trời yêu thần tìm giống vậy xiềng xích rất miễn cưỡng đem Diệp thần quấn quanh, rồi sau đó, chợt kéo vào. Diệp thần bóng người ngay tức thì biến mất ở thiên nhân vực. Không biết qua bao lâu, chảy loạn phun trào. Trong hư không, mãnh liệt cương gió mang tí tì hủy diệt phép tắc sấm sét lực, từ phương hướng bất đồng hỗn loạn mãnh liệt không ngừng cạo tới. Màu trắng sữa trong sương mù, một bộ áo khoác phủ vù vang dội, giống như một phiến đổ nát tàn lá, bị mạnh mẽ mãnh liệt khí lưu cuốn lên trước bốn phía lay động. Một đạo lãnh đạm bóng người hiện lên. Chính là Diệp thần. Diệp thần có chút rung động, thiên yêu thủy tổ cách nhau không đồng vị mặt, lại vẫn có thể phương pháp này, vậy bản thể hắn thực lực kết quả như thế nào? Bất quá hắn xác định mình lại trở về địa tâm vực. Nhưng nơi đây tựa hồ và lần trước phủ xuống ba tộc chi địa có chút không giống. Nơi này quy tắc kinh khủng hơn, mấu chốt, trong không khí lại có một chút khí tức hủy diệt. Diệp thần ngón tay bắt pháp quyết, trần bia bảo vệ quanh thân, một đạo khôi giáp nổi lên. Đồng thời, hủy diệt đạo ấn từ trong cơ thể dâng lên, rồi mới miễn cưỡng bảo vệ thân hình. Đối mặt như vậy tình trạng, hủy diệt đạo ấn hiển nhiên nhất có quyền phát biểu. Nhưng vào lúc này, một cổ hung ác sấm sét lực bỗng nhiên xuất hiện tại tiền phương, tà tà hướng hắn bổ xuống. Diệp thần vốn định vận dụng tai nan thiên kiếm, nhưng phát hiện một cổ vô hình trở ngại lại khống chế tai nan thiên kiếm, tai nan thiên kiếm thậm chí không cách nào sử dụng. Không chỉ như vậy, Hoàng Tuyền Đồ cũng bị lực lượng nào đó phong bế. Quỷ dị! Quá quỷ dị! Thiên yêu thanh âm vang lên lần nữa. Khoảng cách ngày hôm đó càng ngày càng gần, hơn nữa người hiện tại nhà địa tâm vực. Có chút đặc thù. Chỉ cần ngày hôm đó chưa tới, cũng sẽ như vậy. Tự thu xếp ổn thỏa, ta ngắn hơn tạm ngủ say. Diệp thần muốn tức miệng mắng to, ngày này yêu cũng quá không đáng tin cậy. Bất quá dưới mắt vẫn là mau sớm rơi xuống đất. Nếu không cách nào vận dụng tai nan thiên kiếm và hoang ma thiên kiếm, vậy thì vận dụng sát kiếm. Cũng may đạo linh lửa và hủy diệt đạo ấn đều có thể vận dụng. Cũng không biết quy tắc của nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đi một bước xem một bước. Diệp thần tay cầm sát kiếm, chợt quát lên, phá. Đạo linh lửa từ sát thân kiếm phun ra, bổ về phía vậy cổ lôi điện lực. Một hồi phách phách ba bót tiếng vang sau đó, đạo linh lửa chợt vỡ ra, sấm sét lực cũng theo đó tan thành mây khói. Để cho hắn không nghĩ tới phải. Bởi vì quá công kích mãnh liệt, nhất thời nhiễu động trong hư không lớn hơn chảy loạn, một cổ càng cường đại hơn khí lưu, lần nữa hướng hắn cuốn tới. Diệp thần cảm nhận được cổ khí lưu này chỗ cường đại, không dám cứng rắn đi nữa chống được đi, lập tức bảo vệ tâm thần, mặc cho cổ khí lưu này đem mình mang hướng không biết phương hướng. Bành! Mãnh liệt rơi xuống đánh vào, trên đất đập ra một cái hố to. Mặc dù không có bị tổn thương gì. Nhưng Diệp thần từ trong hầm bò ra ngoài dáng vẻ, vẫn là có chút chật vật. Hắn nhìn trước mắt vừa nhìn vô tận cánh đồng hoang vu, không khỏi được cảm khái nói, cuối cùng bình an đến địa tâm vực, cũng không biết nơi đây khoảng cách máu ngưng thiên và mạc gia có xa lắm không. Chỉ là vậy cổ chảy loạn để cho mình căn bản không biết thân ở nơi nào, xem cái này hoang vu cảnh tượng, hẳn là thuộc về địa tâm vực một chỗ hẻo lánh chỗ, thậm chí khoảng cách trước gặp phải mạc gia thiếu nữ địa phương còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi. Bất quá trước là cùng Nho Tổ đánh một trận, năng lượng cường đại biến dạng hư không, bất ngờ tiến vào, mà lần này,
coi như là mình chủ động tiến vào, tự nhiên sẽ không xuất hiện ở chỗ cũ. Rời khỏi nơi này trước nói sau, cũng không biết thiên yêu tại sao chỉ dẫn mình về lại địa tâm vực. Hắn cấp bậc này tồn tại rốt cuộc đang sợ cái gì? Hắn muốn đổ rốt cuộc là vật gì? Vì sao phải ở tiết điểm này cưỡng ép như vậy? Diệp Thần nghĩ như vậy, lập tức phi thân lên. Mới vừa thăng giữa không trung, hắn liền phát giác chỗ không đúng. Một cổ như có như không áp lực, không ngừng nắm kéo hắn, để cho hắn không có cách nào bay cách mặt đất quá cao cao độ. Nơi này quy tắc lực, lại có thể so với trước đó phủ xuống địa phương còn kinh khủng hơn. Trong chốc lát Diệp Thần vậy không có được đáp án xác thực, chỉ có thể sát mặt đất chậm rãi phi hành. Dù vậy, kéo dài không dứt áp lực, như cũ để cho hắn ở không lâu sau liền cảm thấy tinh lực không tốt, không thể làm gì khác hơn là lần nữa rơi xuống đất. Hắn ngồi xếp bằng, vừa muốn khôi phục, chợt nhận ra được dưới người có một chút không ổn. Dưới người đất đai ngay tức thì đổi được xốp vô cùng, giống như chất lỏng sền sệt, đem hắn thân thể đi xuống hút đi. Diệp Thần vội vàng nhảy lên một cái. Thị lực có thể đụng chỗ, màu vàng sẫm bụi đất nhanh chóng đổi làm một phiến đỏ thẫm, không lâu lắm là được ngập trời màu máu đại dương, mùi máu tanh gay mũi đập vào mặt. Oanh! Lăn lộn biển máu bên trên, chợt giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, ngọn lửa ở Diệp Thần dưới người tùy ý múa. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghi ngờ còn không có tiêu tán, biển máu sóng lớn đã cuốn lửa cháy mạnh hướng hắn nhào tới. Hắn chợt dương cao thân hình, mới vừa tránh thoát màu máu sóng lớn nhất kích, sóng trên đầu màu đỏ như máu đổ sộ cá, đã nhảy lên thật cao, dương ra dày đặc răng nanh hướng hắn cắn. Lúc này đã tới không kịp né tránh, Diệp Thần mắt thấy đổ sộ cá răng nhọn, đã đến trước mắt, hắn nắm chặt sát kiếm, không lùi mà tiến tới, chợt vọt tới trước. Hắn vừa định thi triển tiểu trọng lâu kiếm khí, nhưng kinh ngạc phát hiện, quy tắc của nơi này lại vẫn đối với cái này võ đạo có hạn chế. Vẫn là nói, đây là trận pháp hạn chế. Ta hiện tại kết quả ở địa tâm vực nơi nào? Vì sao sẽ như vậy? Đồ sộ cá gặp con mồi chủ động đưa tới cửa, chợt ngậm chặt miệng, hướng trong biển máu rơi xuống. Rào! Sắp rơi vào biển máu đồ sộ cá, đỉnh đầu bỗng nhiên vỡ ra tới, bị màu máu ngâm nhuộm Diệp Thần, xuất hiện lần nữa trên không trung. Bành! Xé vỡ thành hai mảnh đồ sộ cá chợt nổ tung, hóa thành một vũng máu. Rơi vào biển máu bên trong hòa làm một thể. Diệp Thần còn chưa kịp thở dốc, ngay sau đó sôi trào trong biển máu, xuất hiện lần nữa một cái màu máu giao long. Nó trên không trung không ngừng quanh quẩn đã lâu, lúc này mới hướng Diệp Thần mãnh nhào tới. Diệp Thần không dám khinh thường, lần nữa cầm kiếm nghênh chiến đi lên. Màu máu giao long vọt tới Diệp Thần trước mặt, vừa lên tiếng liền mùi tanh xông vào mũi, màu đỏ thẫm lửa cháy mạnh phun ra. Chủ nhân, giao cho ta đi. Nhan Tuyền Nhi thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Ngay sau đó, một cái bé gái trôi lơ lửng ở giữa không trung. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thành tựu đạo linh lửa hỏa linh, vô luận cái gì lửa cháy mạnh, vừa có thể như thế nào. Hắn yên lòng mãnh xông tới, chút nào sẽ không để ý giao long lửa cháy mạnh. Nhan Tuyền Nhi tham lam đem giao long lửa cháy mạnh toàn bộ hút vào, hài lòng ợ một cái. Diệp Thần vọt tới giao long trước mặt cách đó không xa, tế khởi sát kiếm, chợt hướng đối phương trên đầu chém tới. Giao long chợt cúi đầu né tránh, như cũng bị Diệp Thần một kiếm tước mất nửa con sừng. Chỉ là, Diệp Thần tiếp theo liền thấy đầu giao long lên sừng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khôi phục. Cái này tốc độ khôi phục, lại là so mình còn kinh khủng hơn. Hắn nhất thời rõ ràng, vô luận là đồ sộ cá vẫn là giao long, đều là biển máu này biến thành. Không phải chân tránh dị thú. Lúc này giao long cái đuôi đã hung hăng quất tới đây, Diệp Thần lắc mình tránh, thuận thế chợt một kiếm chặt xuống, nhất thời đem đầu này giao long chém là hai đoạn. Thừa dịp đối phương còn không có khôi phục, Diệp Thần nhanh chóng ra tay, không ngừng ở giao long trên mình chặt xuống, không lâu lắm đã đem nó thân thể chém là mười mấy đoạn. Biển máu biến thành giao long lần nữa hóa thành máu loãng, rơi vào biển máu bên trong. Chẳng lẽ mình thân ở ảo trận bên trong. Diệp Thần lúc này, rốt cuộc rõ ràng liền mình tình cảnh, hắn vừa hướng vác trong biển máu huyễn hóa ra tất cả loại dị thú, vừa suy tính phương pháp phá trận. Mấu chốt hắn nắm trong tay Thái Huyền Trận Hoàng truyền thừa, đối với những trận pháp này cũng là không nhìn thấu. Sợ rằng chỉ có Hoang lão ra tay mới được.
Vô luận trận pháp này là người phương nào thiết lập, chỉ cần đối phương không chịu mở trận thả mình đi ra ngoài, cũng chỉ có phá trận một đường. Nếu không, cũng chỉ có thể bị trận pháp này chiếm đoạt. Mà trận pháp này hình thái, cũng không xem lương thiện đồ thiết lập, muốn để cho đối phương chủ động mở trận, sợ rằng lại là ý nghĩ hảo huyền. Mặc dù những thứ này huyễn hóa ra tới dị thú đều không coi là lợi hại, nhưng là ở cái này trong trận pháp, bản để duy trì phi hành cũng đã đủ hao phí tinh lực, huống chi không ngừng chiến đấu dưới, tinh lực và linh khí cũng đang cấp tốc tiêu hao. Diệp Thần lúc này đã cảm thấy tí ti mệt mỏi, nhưng chỉ có thể ở dị thú dây dưa dưới, chiến đấu không ngừng đi xuống. Rốt cuộc một cái sơ sẩy, hắn bị trong biển nhảy ra cự thú đánh lén thành công, hướng cháy hừng hực ngọn lửa cháy mạnh biển máu bên trong, chợt rơi xuống. Rào! Diệp Thần mới vừa rơi xuống nhập biển máu, ngay tức thì liền cảm nhận được bốn phía cường đại tử khí, hướng mình trong cơ thể xâm nhập tới. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, viên mãn trần bia hộ thể, đồng thời sử dụng hủy diệt đạo ấn, chặt chẽ chống cự không chỗ nào không có mặt tử khí. Chỉ là cái này tử khí muốn so với mình mạnh mẽ rất nhiều, trần bia và hủy diệt đạo ấn căn bản không có sức chống cự, chỉ chốc lát sau liền co rút lại đến trước người một xích tả hữu phạm vi. Ngược lại là Nhan Tuyền Nhi cao hứng vạn phần, bởi vì biển máu này bên trong lửa cháy mạnh giống vậy lấy hoài không hết, để cho nàng không cố kỵ gì hút lấy. Mắt gặp Diệp Thần trần bia đã sắp bị chèn ép đến trong cơ thể, tử khí sắp xâm nhập, Nhan Tuyền Nhi mở miệng cười nói, chủ nhân. Tuyền Nhi suy nghĩ một chút, hay là gọi ngươi công tử tương đối dễ nghe, công tử, để cho ta tới giúp ngươi. Đạo linh lửa Nhan Tuyền Nhi chợt dấy lên, cùng trong biển máu lửa cháy mạnh hòa làm một thể, Diệp Thần chợt cảm thấy áp lực nhẹ một chút. Lúc này hắn mới phát hiện, chỉ cần mình thân ở biển máu này bên trong, cũng sẽ không lại còn huyễn hóa ra tới dị thú tới tập kích mình. Có Nhan Tuyền Nhi trợ giúp, ngược lại để cho hắn mới có thể có chốc lát thở dốc. Huống chi ở biển máu này bên trong, đạo linh lửa nhanh chóng đồng hóa trước chung quanh lửa cháy mạnh, tựa hồ đổi được càng cường đại hơn. Cái này làm cho Diệp Thần ngược lại nữa cuống cuồng rời đi. Bình tĩnh lại sau đó, hắn lần nữa có phát hiện mới. Cùng lúc đó, địa tâm vực chỗ sâu, một tòa mờ ảo sơn môn bên trong. Này, các ngươi trốn ở chỗ này lười biếng sao? Quát một tiếng hỏi chợt vang lên, để cho núp ở góc tường uống rượu hai người sợ hết hồn. Đến khi thấy rõ ràng người tới thân phận, một người trong đó cười hì hì nói, nguyên lai là Đỗ sư huynh ngươi à, cùng đi uống một ly đi, Chu sư đệ làm tới chai rượu này nhưng mà vạn năm long cốt rượu. Có chút cực phẩm bề ngoài, nghe nói và vậy đan tiên hồ ở giữa đan rượu tiên đều có liều mạng. Đối với gia tăng khí vận có hiệu quả. Đỗ sư huynh nhíu mày mau, nhận lấy đối phương đưa tới ly rượu, nhấp một miếng sau đó. Hài lòng gật đầu một cái. Rượu là rượu ngon, chỉ bất quá. Đỗ sư huynh thích liền tốt, Chu sư đệ cười híp mắt nói, nơi này còn lại nửa chai, một hồi đưa đến sư huynh trong phòng, chỉ cần chúng ta lười biếng sự việc, đừng nhường sư tôn biết. Sư tôn bên kia đều dễ nói, ta nói cho các ngươi, ta đến tìm các ngươi, nhưng mà mang tả hộ pháp du chỉ tới. Hai người nghe vậy, vội vàng hành lễ nói, thuộc hạ yên lặng nghe hộ pháp du chỉ. Tả hộ pháp có lệnh, gần đây bên ngoài sơn môn hư không dòng nước ngầm phun trào, làm ngươi chờ giữ chặt sơn môn, để ngừa bất ngờ. Tuyên bố xong tả hộ pháp mệnh lệnh, Đỗ sư huynh lại dùng hơi có vẻ giọng buông lỏng trách nói, lúc này các ngươi còn dám lười biếng, nếu là xảy ra chuyện, xem các ngươi làm thế nào. Nguyên lai là chuyện này. Hai người đệ tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm nói, sư huynh yên tâm đi. Hư không chảy loạn càng lợi hại. Sơn môn đại trận tự nhiên cũng chỉ càng an toàn. Cái nào liều mạng dám chọn lúc này, tới mạnh sông sơn môn. Trước đoạn thời gian nghe nói ba tộc nơi đó thật giống như tới một cái xứ lạ người, đại náo địa tâm vực, lại là trộm đi cân nhắc quyết định đứng đầu đan tiên hồ, để cho cân nhắc quyết định đứng đầu rất tức giận, bất quá ngược lại là không có ảnh hưởng đến chúng ta nơi này. Cũng không biết thằng nhóc kia còn sống không. Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Đỗ sư huynh ném xuống những lời này. Chắp tay sau lưng xoay người rời đi. Bảo vệ sơn môn đại trận hai người đệ tử tự nhiên cũng không dám uống nữa, thu mở chai rượu đi liền tra xem đại trận. Đi tới sơn môn trong đại trận xu, hai người nhất thời cả kinh thất sắc. Hư, có người xông vào trong trận. Càng hỏng bét phải, bọn họ căn bản không biết đối phương là lúc nào xông vào đại trận, đây nếu là để cho hộ pháp biết được, hai người mạng nhỏ tuyệt đối khó giữ được.
Lý sư đệ đừng sợ, vẫn còn kịp. Chu sư đệ cố tự chấn định nói, lấy huyết sát diệt thần trận uy lực, chúng ta chỉ cần đem đối phương diệt ở trong trận, liền thần không biết quỷ không hay. Được. Hai người vội vàng tất cả thủ một nơi, đánh vào linh phù, đem sơn môn đại trận chủ động vận chuyển. Diệp thần đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm, yên tĩnh thể ngộ biển máu này ở giữa tử khí, rốt cuộc để cho hắn cảm nhận được cái này tử khí bên trong, cùng mình hủy diệt đạo ấn chỗ tương thông. Nếu như kéo dài như vậy, hắn hủy diệt đạo ấn thậm chí có thể lần nữa đột phá. Ngay tại hắn sắp có cảm ngộ lúc đó, bình tĩnh biển máu lần nữa đột nhiên sôi trào, đục ngầu màu máu bên trong, một cái bàn tay vô hình chợt đem mình cầm ở trong đó. Nguy rồi, có người khống chế trận pháp. Diệp thần vội vàng lần nữa chống cự. Ăn một bữa thỏa thích, Nhan Tuyền Nhi hứng thú bừng bừng giúp hắn lấy đạo linh lửa tương để, hủy diệt đạo ấn lúc này mới chống nổi, không để cho chi này bàn tay đem mình bóp vỡ. Trần bia bảo vệ. Trần bia ở trước người tạo ra ước một mét tả hữu không gian, Diệp thần bắt pháp quyết cầm kiếm, mãnh quát một tiếng, ngay tức thì chém ra đạo đạo kiếm khí. Nếu không cách nào vận dụng một ít võ đạo, vậy thì đơn thuần lấy lực lượng phá giải. Bành! Biển máu nổ tung, áp lực vô hình nhất thời tiêu tán. Phốc! Lý sư đệ chợt phun ra một ngụm máu tươi, bưng kín ngực. Lý sư đệ, người không có sao chứ? Chu sư đệ thấy vậy, vội vàng hỏi. Lý sư đệ khoát tay một cái nói, đối phương có chút đạo hạnh, chống chân tay khổng lồ bị hắn phá. Chu sư đệ trầm ngâm nói, đã như vậy, Lý sư đệ người canh kỹ đại trận, ta đi sẽ gặp hắn. Chu sư huynh chú ý. Chu sư đệ ngồi xếp bằng, bắt pháp quyết ở mình chân mày vẽ ra một đạo màu máu phù ấn, chợt đánh ra, một hồi màu máu tàn ảnh tiêu tán trên không trung. Cùng lúc đó, Diệp thần trước mặt hư không chập chờn. To gan con kiến hôi, chống chân tay khổng lồ không thể làm sao ngươi, sẽ để cho ta dùng huyết trận cự thần tới diệt ngươi. Một đạo to lớn thanh âm từ đỉnh đầu truyền tới, Diệp thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái to lớn màu máu bóng người xuất hiện tại tiền phương cách đó không xa, thân hình cao lớn vượt qua trăm trượng, biển máu bên trong, vậy chỉ có thể nhìn được đối phương nửa người. Diệp thần chợt từ trong biển máu lao ra, đi tới trên mặt biển, dáng vóc to màu máu bóng người, đã một cái tát hướng mình vỗ tới. Hắn cầm kiếm tiến lên đón, sát kiếm chém trúng đối phương lòng bàn tay ngay tức thì, hắn đã bị một cái tát vỗ ra, xa xa rơi xuống hồi hải lý. Hừ, bất quá như vậy. Huyết trận cự thần ồm ồm vừa nói, bước chậm rãi nhịp bước, hướng Diệp thần đi tới. Diệp thần biết đây là khống trận người, vội vàng mở miệng nói, cái này vị tiền bối, ta không muốn xông lầm vào các hạ trong trận, xin tiền bối mở một mặt lưới, thả ta đi ra ngoài. Nói nhẹ nhàng, ta Huyền Huyết Tông há là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Nếu vào máu này giết chết thần trận bên trong, nói nhiều vô ích, lưu lại tánh mạng chính là. Chu sư đệ trong lòng ngầm muốn, mở trận thả ngươi đi ra ngoài, hộ pháp nơi đó để cho ta như thế nào giao phó. Ngày hôm nay, phải để cho ngươi táng thân biển máu. Nghĩ tới đây, hắn khống chế hóa thân huyết trận cự thần, vô tình lần nữa hướng trên mặt biển Diệp thần vỗ xuống một trường. Huyền Huyết Tông. Diệp thần nghe được cái tên này, trong lòng nhất thời trầm xuống. Cái này tông môn mình ngược lại là có nghe thấy, Mạc gia trong cổ tịch ngược lại là đề cập tới, địa tâm vực vô cùng bát ngát, hiển nhiên không thể nào liền ba tộc và cân nhắc quyết định thánh đường, thậm chí còn cất giấu không thiếu thế lực. Huyền Huyết Tông chính là một, quả thật không phải cái gì chánh đạo tông môn, xem ra hôm nay tuyệt đối không thể làm tốt. Đã như vậy, người muốn đánh, vậy thì đánh. Diệp thần lên tinh thần, tránh thoát màu máu bóng người sau một kích, phi thân tiến lên. Một kiếm trực thủ đối phương mặt. Huyết trận cự thần hành động chậm chạp, mặc dù không tránh khỏi đối phương một kiếm này, nhưng là Chu sư đệ vậy không muốn né tránh, hắn liều mạng một kiếm của đối phương, một cái tay khác đã hướng Diệp thần bắt tới đây. Diệp thần một kiếm thuận lợi, huyết trận cự thần toàn bộ mặt bị hắn một kiếm bổ ra một đạo vết thương thật lớn, mình nhưng cũng bị đối phương gắt gao chộp vào lòng bàn tay. Ha ha ha. Đinh tai nhức óc tiếng cười bên trong. Siết Diệp thần thân thể bàn tay càng chặt, khác một cái dáng vóc to bàn tay vậy dần dần tiến đến gần. Nếu không phải có thể mau sớm thoát khốn ra, Diệp thần nhất định bỏ mạng nơi này. Hủy diệt đạo ấn, phá! Diệp thần hét lớn một tiếng, hôm nay hủy diệt đạo ấn không có bị hạn chế, ngược lại là có thể hơn nhiều lợi dụng.
hủy diệt đạo ấn chợt từ trong cơ thể nổ tung ra, miễn cưỡng đem nắm thân thể mình tay khổng lồ tạo ra chút nào. Hắn vội vàng thoát thân ra, hồn thể chuyển hóa, cầm kiếm nơi tay, hướng đỉnh đầu một cái tay khác trưởng mãnh xông tới. Nhan Tuyền Nhi, giúp ta. Thời khắc này Nhan Tuyền Nhi hấp thu không thiếu năng lượng, cực kỳ cường thế, chính là vận dụng thời cơ. Sát kiếm bên trên, đạo linh lửa hừng hực giấy lên, một kiếm đâm thủng tay khổng lồ, Diệp Thần ngay tức thì đi tới dáng vóc to bóng người trước mặt. Như vậy dáng vóc to bóng người, nhược điểm rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Thần nhanh chóng suy tính, chỉ chốc lát sau liền có ứng đối phương pháp. Hắn lần nữa xông về người khổng lồ mặt, chuyển kiếm sang tay trái, trở tay cầm kiếm, một đạo lửa cháy mạnh hồ quang thoáng qua, từ cự nhân huyệt thái dương một bên, thật sâu trượt đến ngoài ra một bên. Chuyển tới cự nhân sau lưng sau đó, Diệp Thần thuận thế lẻn vào biển máu bên trong, đi tới người khổng lồ bàn chân. Sát kiếm chiếu chính xác người khổng lồ mắt cá chân, chợt chém xuống. Mấy kiếm sau đó, cự nhân rốt cuộc thân thể mềm nhũn, quỳ xuống ở biển máu bên trong. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Diệp Thần không ngừng cố gắng, hướng về phía một cái chân khác trắng trợn chém một phen, đối phương rốt cuộc thân thể chống đỡ hết nổi, ầm ầm sụp đổ. Ngã xuống cự nhân đối với Diệp Thần mà nói, liền như cá trên thớt, mặc cho hắn xử trí. Ngươi, cự nhân kêu thảm như cũ uy hiếp Diệp Thần, cùng chúng ta Huyền Huyết Tông đối kháng, sẽ không có ngươi kết quả tốt. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, đó cũng là các ngươi trước không chịu thả qua ta. Cùng lúc đó, Chu sư huynh, Lý sư đệ nhìn Chu sư đệ sắc mặt chợt đổi được vô cùng làm khó xem, biết hắn tình huống không ổn, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Chu sư đệ chỉ có thể vô ý nghĩa rên rỉ, căn bản không có biện pháp đáp lại. Huyết trận cự thần cùng mình chống chân tay khổng lồ không cùng, cần để cho thần hồn tiến vào hóa thân, mặc dù ở trong trận không có bản thể, nhưng là một khi hóa thân bỏ mạng, thần hồn không thể trở về vị trí cũ, tự thân liền cũng khó bảo đảm. Lúc này Chu sư đệ gặp thảm bại, tùy thời cũng nguy hiểm đến tánh mạng. Lý sư đệ biết lấy mình thực lực, tuyệt đối khó mà cùng xông trận người chống lại, hắn hướng trong trận liền đánh ba đạo linh phù lấy duy trì trận pháp vận chuyển. Sau đó vội vàng chạy về phía Đỗ sư huynh gian phòng cầu cứu. Đỗ sư huynh thấy Lý sư đệ tới, cười híp mắt hỏi, vội tới ta đưa rượu. Lý sư đệ mặt đầy đồi sắc nói, Đỗ sư huynh, việc lớn không xong. Đỗ sư huynh nhìn Lý sư đệ thần sắc kinh hoàng, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Sư huynh cứu mạng, địa tâm vực sơn môn bên trong có người xông trận, ta và Chu sư huynh cũng trở không ngăn được, Chu sư huynh lúc này mệnh ở một sớm một chiều. Mang ta đi xem. Hai người vội vã trở lại trận pháp trung su, lúc này Chu sư đệ tình huống hơn nữa nguy cấp. Đỗ sư huynh thấy vậy, nghiêm nghị trách mắng, ta tới bảo vệ trận pháp, người đi nhanh bẩm báo hộ pháp. Sư huynh không thể, Lý sư đệ khổ khổ cầu khẩn nói, chuyện này nếu là bị hộ pháp biết, ta hai người chúng ta khó giữ được tánh mạng, xin Đỗ sư huynh ra tay, tiêu diệt ác đồ, cứu ra Chu sư huynh. Đỗ sư huynh trầm ngâm chốc lát, từ chối cho ý kiến. Sư huynh, trễ nữa coi như không còn kịp rồi. Lý sư đệ khổ khổ cầu khẩn nói, một khi chuyện này kết, ta và Chu sư huynh hai người nhớ kỹ sư huynh đại ân, hết thảy lấy sư huynh làm thủ lãnh. Được rồi. Đỗ sư huynh rốt cuộc gật đầu đáp ứng nói, ta trước cha xem một phen nói sau. Diệp Thần đối mặt đã không còn sức đánh trả cự nhân, rất nhanh liền đem đối phương tiêu diệt. Ngay tại cự nhân tiêu tán lúc đó, một mực ngủ say Huyền Hàn Ngọc bỗng nhiên mở miệng nói, mau bắt nó. Cái gì? Diệp Thần có chút khác biệt, ngay sau đó liền phát hiện người khổng lồ trong cơ thể, một viên màu máu đỏ hạt châu, giống như tim vậy nhúc nhích từ trong biển máu dâng lên, hắn vội vàng vọt tới, đem giọt máu nắm trong tay. Huyền Hàn Ngọc lúc này mới giải thích, máu này châu ẩn chứa người sống thần hồn, lại tràn đầy mất đi ý, đối với người có nhiều chỗ tốt, là không thể có nhiều bảo vật. Diệp Thần nghe được nàng nói như vậy, liền đem giọt máu chú ý thu hồi. Thu hồi giọt máu sau đó, hắn ý thức được mình được mau sớm nghĩ đến phương pháp phá trận mới được. Mặc dù khống trận người đã bị mình tiêu diệt, nhưng là Huyền Huyết Tông khẳng định vượt quá chút thủ đoạn này, nếu không có thể mau sớm phá trận ra nói, không biết còn có cái gì thủ đoạn đang chờ mình. Nhưng là phá trận nhưng cũng không dễ. Máu loãng cũng thuộc thủy thuộc tính, lửa cháy mạnh nhưng là thuộc tính lửa. Máu này giết chết thần trận có thể đem tương khắc hai loại thuộc tính,
dung hợp ở một loại chính giữa trận pháp, tự nhiên tuyệt diệu vô cùng, há là tùy tùy tiện tiện là có thể nghĩ đến phương pháp phá giải. Nếu như mình có thể tìm được tâm trận chỗ, sợ rằng còn có phá giải có thể. Nghĩ tới đây, Diệp Thần bắt đầu cẩn thận ở trong biển máu tra xem. Nhưng là tràn đầy vô giới hạn biển máu, các nơi tựa hồ cũng không có gì không cùng, cái này làm cho hắn lần nữa rơi vào khốn cảnh bên trong. Lúc này biển máu bên trong dị biến lại xảy ra. Sôi trào biển máu bên trong, lửa cháy mạnh bỗng nhiên lóe lên kim quang, mũi tên nhọn bắn tới, Diệp Thần không tránh kịp, nhất thời bị kim quang cắt hết bệnh mấy vết thương. Xem ra, là có mới khống trận người xuất hiện. Hắn lần nữa hướng đối phương hô đầu hàng nói, Huyền Huyết Tông đã là như vậy đối đãi khách nhân sao? Đỗ sư huynh nhìn Chu sư đệ đã lạnh như băng đã lâu thi thể, ở trong lòng nói, một cái xông vào sơn môn, giết chết Chu sư đệ xứ lạ người, vậy không biết xấu hổ tự xưng quý khách. Diệp Thần thấy không có người đáp lại, không thể làm gì khác hơn là thở dài nói, đã như vậy, đây cũng là đừng trách ta không nể mặt. Hắn một bên tránh né trong biển máu không chỗ nào không có mặt kim quang lợi kiếm, một bên đi trên mặt biển đi lên. Đi tới trên mặt biển, Diệp Thần phát hiện, nguyên bản ảm đạm trên bầu trời, bỗng nhiên nhấp nhoáng điểm điểm tinh quang. Bảo vệ ở Đỗ sư huynh bên cạnh Lý sư đệ thấy vậy, sắc mặt kinh dị hỏi, sư huynh, ngươi là dự định phát động cái đó. Đỗ sư huynh gật đầu một cái nói, muốn mau sớm tru diệt người ngoài, thay Chu sư đệ trả thù. Không thiên la liệt diễm trận không thể. Nhưng mà, Lý sư đệ do dự một tí, nhưng nghĩ đến thân tử đạo tiêu Chu sư đệ, và bọn họ xông xuống đại họa, liền đem mép nói nuốt xuống. Mà Đỗ sư huynh cũng không phải là không biết Lý sư đệ muốn nói cái gì, nhưng lòng hắn bên trong thì có mình dự định. Mặc dù không có trưởng môn lệnh, không được tự tiện phát động thiên la liệt diễm trận, nhưng là đối phương nếu có thể phá Chu sư đệ huyết trận cự thần. Trừ phi đích thân kết quả, nếu không thủ đoạn khác rất khó có hiệu quả. Dù sao hỏa cũng không phải là mình xông, hắn cần gì phải bốc lên cái này nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Đỗ sư huynh cười lạnh một tiếng, chợt thúc giục linh phù. Bành một tiếng, trên mặt biển lửa cháy mạnh chợt giấy lên mấy trượng cao độ, mặc dù đối với Diệp Thần không có gì uy hiếp, nhưng là như cũ dọa hắn giật mình. Ngay sau đó bầu trời ánh sao bắt đầu có quy luật chớp động, chỉ chốc lát sau. Ánh sao nối thành một tấm kim quang lưới lớn, chậm rãi chậm lại. Lưới lớn xuống đến độ cao nhất định, trên mặt biển lửa cháy mạnh chợt lên cao, và lưới lớn nối thành một phiến, màu vàng lửa cháy mạnh và màu máu lửa cháy mạnh vừa lên một tí, đồng thời lửa đốt nướng Diệp Thần. Diệp Thần nhìn không ngừng rớt xuống lưới lớn, rõ ràng đối phương là phải đem mình khốn hồi hải lý, nói không chừng, còn muốn dùng lưới lớn tới bắt mình. Còn như sau đó... Dù sao khẳng định không có gì hay trái cây ăn. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trên mặt biển màu vàng quang tiễn và màu máu mũi tên nước không ngừng lít nhít hướng bầu trời bắn tới. Diệp Thần đối với những thứ này quang tiễn và mũi tên nước không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể không ngừng né tránh, chân thực không tránh thoát, chỉ có thể dùng trần bia và hồng mông đại tinh không chống đỡ ở chung quanh thân thể cưỡng ép chống cự. Tiếp tục như vậy, khẳng định không phải biện pháp. Phá trận chuyện. Vội vàng ở trước mắt. Biển máu bên trong Diệp Thần đã sớm tra xét đã lâu, cũng không có phát hiện gì, ngược lại là trên bầu trời lưới lớn đưa tới hắn chú ý. Mặc dù lưới lớn giống như biển máu vậy tràn đầy vô biên tế, nhưng là hắn phát hiện mỗi cái mấy chục cái khoảng cách, vậy ánh sao độ sáng và lớn nhỏ đều có biến thành hóa. Máu này giết chết thần trận trừ nước lửa hai loại không tương thích nguyên tố, lúc này còn xuất hiện kim quang kim nguyên làm, hơn nữa đáy biển thổ nguyên tố, ngũ hành thiếu một. Duy chỉ có ít đi mộc. Diệp Thần ở trong lòng tính toán một phen, nhất thời đối đầu đỉnh lưới lớn quy luật có chút sáng tỏ, chỉ cần công kích thiếu sót mộc nguyên tố hẳn tồn tại vị trí, liền có thể phá lưới lớn. Quyết định chủ ý, hắn tế khởi sát kiếm, hồn thể chuyển hóa, hủy diệt đạo ấn ở trong người chợt bộc phát ra, đạo linh lửa ra chỉ dưới, sát kiếm đến mức, lưới lớn lên tiếng đáp lại tan vỡ. Phá lưới ra Diệp Thần không có đình trệ, tiếp tục đi trời cao cấp tốc bay đi. Kiếm phong chỉ chỗ, nhất định là tâm trận. Theo Diệp Thần càng lên càng cao, trên mình thừa nhận áp lực vậy càng ngày càng lớn, hắn cắn chặt hàm răng, tiếp tục đi trời cao đánh vào. Chỉ cần phá tâm trận, liền có thể phá trận ra. Rốt cuộc ở kiệt lực trước, sát kiếm cảm nhận được một hồi to lớn đánh vào, ngay sau đó một hồi to lớn tiếng nổ truyền tới. Huyết sát diệt thần trận, phá. Trận pháp bị phá.
Đỗ sư huynh cả kinh thất sắc, hướng về phía Lý sư đệ thất thanh hô to, đi nhanh bẩm báo hộ pháp, tặc nhân sắp phá trận ra. Nhưng mà cái gì nhưng mà, Đỗ sư huynh nhất thời thẹn quá thành giận hô, một khi tặc nhân vào sơn môn, người ta sống không bằng chết, đi nhanh. Lý sư đệ rốt cuộc ý thức được chuyện nghiêm trọng, vội vàng lảo đảo đi tả hộ pháp động phủ đi. Cùng lúc đó, địa tâm vực, huyền huyết tông, tả hộ pháp huyết khô linh tôn động phủ. Nghe được sơn môn trực đệ tử cầu gặp, hắn tức giận nói, một cái nho nhỏ sơn môn trực đệ tử, có chuyện làm sao trước không tìm mình sư tôn. Lời còn chưa nói hết, Lý sư đệ đã xông vào động phủ. Hộ pháp đại nhân không xong, có tặc nhân xông phá núi cửa đại trận. Không phải để cho các người chú ý trông chừng, lại thế nào có thể để cho người xông vào đại trận. Người nói gì sao xông phá đại trận? Lý sư đệ vẻ mặt đau khổ nói, không sai. Trận pháp bị phá, tặc nhân sắp xông vào sơn môn. Một đám phế vật. Huyết khô linh tôn nhất thời giận dữ, thân hình động một cái đã bay ra động phủ, trước khi đi để gặp, còn không quên tiện tay đánh ra một trường, Lý sư đệ nhất thời ngã ở dưới trường. Huyết khô linh tôn phát ra kẻ địch xâm lấn tín hiệu, một mình đi tới núi trước cửa, chỉ gặp sơn môn đại trận hình thành ảo cảnh, đã hoàn toàn tiêu tán không gặp, một tên thần sắc lãnh đạm nam tử, đang đứng ở nơi đó. Diệp thần phá huyết sát diệt thần trận ảo cảnh, phát hiện mình nhà vị trí, là ở một nơi cao đỉnh nơi giữa sườn núi, phía trên đỉnh đầu, hư không chảy loạn cuồng số vượt quá, dưới chân sườn núi như cũng bị tầng mây che giấu. Cái gọi là cánh đồng hoang vu, cũng không tồn tại, ngược lại nơi này đỉnh núi cao không lường được. Cái này mới là thật địa tâm vực cảnh tượng. Sơn đạo phía trước không xa, to lớn trên cổng trào, viết máu đỏ ba chữ to, huyền huyết tông. Mình lần đầu tiên bước vào địa tâm vực, liền đụng phải cân nhắc quyết định thánh đường, lần thứ hai bước vào liền trong vô tình xông lầm huyền huyết tông sơn môn đại trận, lại là đem người ta sơn môn đại trận phá, vận khí này cũng là không người nào. Lúc này huyền huyết tông sơn môn đang ở trước mắt, nhưng là diệp thần nào dám bước vào nửa bước, vẫn là thừa dịp đối phương không có đuổi theo, mau sớm chạy ra là hơn. Mới vừa nghĩ như vậy, chỗ sơn môn bóng người thoáng qua. Một tên ông già đã xuất hiện ở sơn môn dưới. Huyết khô linh tôn nhìn đứng ở trên sơn đạo lãnh đạm nam tử, tức giận trách mắng, từ đâu tới con kiến hôi, lại dám xông vào ta huyền huyết tông, mau hãy xưng tên ra. Gặp chánh chủ xuất hiện, Diệp thần vội vàng ôm quyền hành lễ nói, tại hạ Diệp thần, xông lầm quý phái sơn môn, không cẩn thận phá quý phái sơn môn đại trận, xin tiền bối thứ lỗi. Diệp thần tận lực để cho mình giọng khiêm tốn cung kính. Nhưng là nghe vào huyết khô linh tôn trong tai, nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đối phương giọng có nhiều khiêm tốn, huyết khô linh tôn liền cảm thấy có nhiều châm biếm. Cái gì gọi là xông lầm sơn môn, không cẩn thận phá sơn môn đại trận. Sơn môn đại trận chính là một tông nhất phái trọng yếu môn hộ, há là tùy tiện liền có thể phá hư. Huyền huyết tông những năm gần đây ở địa tâm vực một mực rất ít hỏi tới bên ngoài đời, tạo cao thâm uy nghiêm.